Hà Hoan nghe được Diệp Thần một lời, trong mắt đông lại một cái, như vậy, liền không quấy rầy Diệp huynh nghỉ ngơi, dược liệu đưa tới ta thời gian đầu tiên liên lạc ngươi. Chợt xoay người rời đi. Sau một nén nhang, một căn mật thất bên trong, Hàn Bay cùng Hà Hoan một người hầu một chủ nói, vương gia, người này chẳng lẽ thật là Thiên Diệp Phật tổ tiên đoán người. Mười có tám chín, hắn đan dược kia đúng là có hiệu quả, ta sau khi ăn vào, mơ hồ tới giữa cảm thấy bình phong che chở có chút lỏng động. Hà Hoan hai tay thua lập, cân nhắc từng câu từng chữ nói. Chúc mừng vương gia, thiên thu nghiệp lớn gần hơn một bước. Hàn Bay lần nữa thấp nghi, cung kính nói. Cái này Diệp Thần cũng là một người thông minh, nhưng đạt tới kiêu ngạo, loại người này hợp tác có thể, nhưng muốn bắt nặn, cần hắn xương sườn mềm. Hà Hoan phân tích nói, vậy hai người ngươi trước mang đi, giữ ta phân phó làm theo là được, chăm sóc kỹ bọn họ. Ta đây muốn xem, người cái này muốn làm cái gì? Hà Hoan tròng mắt híp một cái, tự nhủ, hướng về phía Hàn Phi đích hình bóng nhẹ giọng nói, trong phòng kho có chút chân tàng dược liệu cho hắn đưa đi. Ta đây muốn xem, hắn rốt cuộc có hay không phân lượng. Đúng rồi, chuyện này muốn không muốn cùng nhị vương ra nói. Hà Hoan nghe vậy, trong mắt bên trong sắc bén vừa hiện. Thuộc hạ biết sai, Hàn Phi thân hình run lên, vội vàng quỳ xuống. Làm xong chính người chuyện nên làm, đi đi. Hà Hoan giọng bên trong hơi có vẻ rét lạnh ý. Hai vị, nếu như chọn xong nói, chúng ta liền có thể lên đường, ba ngày thời gian. Nhắc tới cũng là rất cấp bách. Hàn Bay hướng về phía Lục Lăng Phong cùng Kim Lãnh Nhạn nhẹ nhàng cười một tiếng, thúc giục. Vương gia đã thông báo, trong tu hành có bất kỳ vấn đề, cứ hỏi ta, dọc theo con đường này, có chút vật liệu cần phải đi hái, luyện tay nói, cũng vừa thích hợp. Hàn Bay giải thích, chúng ta vậy thì lên đường đi, làm phiền Hàn tướng quân. Hai người hướng về phía Hàn Bay cười một tiếng. Mời. Cùng lúc đó, cốc cốc cốc. Diệp Thần bên trong căn phòng vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, vung tay lên, cửa phòng chính là mở ra. Một vị ký hiệu người đẹp mặc một bộ áo xanh, thấy Diệp Thần sau đó, khom người chào, Diệp công tử, nhà ta vương gia phân phó, có chút dược liệu đã nhắc tới đan phòng đi, mời ngài xem qua. Nhanh như vậy, Diệp Thần có chút ngạc nhiên, cái này hiệu suất làm việc cũng là quá cao chứ. Áo xanh cô gái lúc này mới giải thích, vương gia đi dặn dò Hàn Phi tương quân liên quan tới ngài hai vị bằng hữu sự nghi. Mới vừa phân phó qua phòng kho, đem vương phủ phòng kho bên trong tồn kho cầm vội tới Lâm công tử ứng phó nhu cầu bức thiết sử dụng. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, thì ra là như vậy. Xin phiền cô nương dẫn đường. Mời công tử theo ta tới. Áo xanh cô gái xoay người, hướng trung tâm viện trận đi tới. Cách thật xa. Một cổ dược liệu mùi thơm nồng nặc xông vào mũi, Diệp Thần hơi kinh hãi, các ngươi vương phủ cái này tồn kho, thật đúng là không được. Khởi La Hương, Trường Khanh Chi, liền tinh huyết thạch đều có. Diệp Thần không khỏi chặc chặc thở dài nói. Diệp công tử quả thật là luyện đan thánh sư, bằng vào mùi là được phân biệt ra được hơn loại thuốc. Áo xanh cô gái trong mắt chớp mắt, công tử, ta liền đưa ngươi đến nơi này. Diệp Thần cười một tiếng, không có trả lời. Thẳng đẩy ra đan phòng cửa, bước vào. Mấy hơi thở sau đó. Ngươi tin chắc, hắn chỉ dựa vào mùi liền có thể phân biệt tất cả dược liệu. Hà Hoan trước người, một áo xanh cô gái đứng, chính là lúc trước vậy là Diệp Thần cô gái dẫn đường. Ta đây muốn xem, hắn có phải là thật hay không có như vậy bản lãnh. Lớn như vậy bên trong đan phòng, bầy la liệt dược liệu tản ra ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi, Diệp Thần một mắt quét tới. Vậy cần bố trí thượng cổ sáu đạo bảo vệ tinh trận pháp cần phần lớn vật liệu cũng đã là đầy đủ hết. Không hổ là siêu cấp phương triều, thực lực quả nhiên hùng hậu. Những thứ này muốn trên đất tim vực tìm đủ đều khó, chỉ có hắc ám cấm hải có lẽ có thể làm được. Diệp Thần âm thầm chắt lưỡi, những thứ này đặt ở vực ngoại, sợ rằng bất kỳ một vật đều có thành phố báu vật vô giá, nghìn vàng khó cầu. Hôm nay ở nơi này tu di giới, chỉ là mấy câu nói. Thì có người đưa đến trước mắt, đây nếu là sờ một cái hắc đi tìm, ba ngày quang cảnh, còn chưa đủ đi dạo. Lục đạo cốt chưa từng thấy, hy vọng bọn họ có thể tìm trở về đi. Diệp Thần trong lòng nhắc đi nhắc lại, bất quá dưới mắt cái nhóm này chân quý vật liệu, vậy quả thật có thể luyện chế ra nghịch thiên đan dược. Ngay tại lúc này, vẫn không có động tĩnh Huyền Hàn Ngọc mở miệng nói, những thứ này vật liệu luyện chế cửu chuyển thiên tinh đan, ngược lại là đối với ngươi có ít chỗ tốt.
Diệp Thần ngẩn ra, nói, Huyền tiên tử, cái này cửu chuyển thiên tinh đan ta có nghe thấy, nhưng mà không cho luyện chế tồn tại. Huyền Hàn Ngọc hừ lạnh một tiếng, người có bát quái thiên đan thuật, lại phối hợp ta chỉ định, người còn sợ thế gian có người luyện chế không ra đan dược. Bất quá, người vẫn là đừng động dùng bát quái thiên đan thuật, dùng Vân Sơn Vương Triều cung cấp đan đỉnh đó có thể không phải là phàm vật. Diệp Thần con người đông lại một cái, đi về phía trước mặt dược đỉnh. Lò luyện đan này đặt ở vực ngoại, chỉ sợ cũng là chí bảo, cái này Vân Sơn Vương Triều thật đúng là không đơn giản. Diệp Thần trong mắt nhìn chằm chằm vậy toàn thân sâu u, hiện ra một chút dùng mình phong cách cổ xưa dược đỉnh, đầu ngón tay lau một cái đạo linh lửa thoáng qua, dược đỉnh sáng lên lau một cái băng xanh vẻ. Huyền Hàn Ngọc thanh âm lần nữa truyền tới, quả nhiên là nó, xanh thấm diệt thế đỉnh. Cái này trăm giả cảnh cường giả cũng không biết có thể hay không cưỡi đồ chơi, cũng không biết người cái này đạo linh lửa, nhiệt độ có đủ hay không. Hơn nữa ta có thể cảm nhận được, như không có được nó đồng ý, có thể ngươi đều không cách nào vận dụng. Diệp Thần nhưng là nói thẳng, bỏ mặc, trước thử một phen. Đầu ngón tay lau một cái lượng sắc giấy lên, hàm chứa Diệp Thần thần hồn lực đạo linh lửa vọt vào đáy lò, cả tòa phong cách cổ xưa dược đỉnh toát ra diệu thế vậy ánh sáng màu lam. Đi! Diệp Thần một tiếng khẽ quát, chỉ gặp nguyên bản vậy chói mắt màu xanh ra trời dược đỉnh dưới, cuốn lên một hồi đợt sóng, xanh thấm diệt thế đỉnh phát ra một tiếng vù vù minh tiếng, vang khắp chân trời. Lại có thể thật bị công nhận, tiếp theo liền tiếp tục luyện chế. Diệp Thần lập tức vùi đầu vào trong chiến đấu đi. Cùng lúc đó, bên ngoài đan phòng, một bóng người ở viện trận đứng, chế gió thổi lất phất hắn trường sang một góc, hắn ngưng mắt nhìn đan phòng. Vậy một tiếng ông minh, rung động toàn bộ vương phủ. Xanh thấm diệt thế đỉnh lại bị một người còn chân cảnh thúc dục. Nhiều ít trăm giả cảnh cường giả cũng thúc dục không nhúc nhích được, tương truyền chỉ có xanh thấm diệt thế đỉnh đồng ý người mới có thể thúc dục. Hà Hoan tròng mắt đông lại một cái, chợt tay áo vung tay lên, đem ngất trời ánh sáng che giấu đi. Tạm thời tới giữa, toàn bộ tu di giới cũng xảy ra xôn xao. Lại có đan dáng xinh xinh, tốc cha. Nhanh chóng phong tỏa phương vị. Cái gì, liền phương vị cũng không dò được, các ngươi đám phế vật này. Thế lực khắp nơi vân động, thế nhưng phần chập chờn vẻn vẹn chỉ là chớp mắt rồi biến mất, nhưng là bị người lau đi. Một gian đổ nát bên trong thiện phòng, lão hòa thượng hai vừa bấm ngón tay, chính là lắc đầu một cái, khó thoát tai kiếp, chúng mục tiêu đỉnh trước. Ở ta Vân Sơn Vương Triều có này nhóm cao thủ, trong hoàng cung vì sao dọn ra chợt mở mắt ra. Cẩn thận cảm ứng, nhưng là lại không dấu vết có thể tìm ra. Nhị vương gia, vậy chập chờn đã tan mất, tựa hồ ở phía đông. Hắc y nhân bẩm báo nói. Vậy giữa trán cùng vì sao dọn ra có mấy phần tương tự người đàn ông trung niên nhưng là hiểu lầm nói, phía đông, Vân Sơn Vương Triều. Chẳng lẽ là lão tam? Thời khắc này Hà Hoan nhìn thẳng Diệp Thần bên trong đan phòng chớp động trói lọi, xem ra ngươi thật sự là trời cao phái tới giúp ta. Mà bây giờ bên trong đan phòng, Diệp Thần nhưng là bể đầu sức chán. Bởi vì mỗi một phần đo lường đều là chia xong, nhưng là không một bất ngờ, thất bại. Sức lửa rõ ràng cũng đúng. Đo lường cũng là không kém chút nào. Thần hồn hấp thu vào trình tự làm việc kín kẽ, không nên à. Diệp Thần chau mày, nhưng là không tìm ra chút nào vấn đề ở chỗ nào. Cửu chuyển thiên tinh đan, Diệp Thần thần trong thức hải không ngừng lật qua lật lại. Cửu chuyển. Nhìn trước mặt đối với cho tàn, chẳng lẽ là cửu chuyển. Diệp Thần mắt sáng chớp mắt, lúc đầu cái này đống cho tàn là bảo bối. Một đêm yên lặng, dưới ánh trăng đầu nhánh, mặt trời mọc phương đông. Trung tâm trận viện đạo nhân ảnh kia một đêm không nhúc nhích, trong mắt nhưng là đóng chặt, tới. Hà Hoan giang hai cánh tay, hào hùng quy luật xen lẫn ra một tấm lưới lớn, đem vậy cả tòa vương phủ đều là bao lãm đi. Liền một con ruồi cũng bay không đi ra. Trận viện bên trong, đan phòng tản ra ánh sáng bao phủ vương phủ, ầm. Một tiếng vang thật lớn, đan phòng nổ tung, Diệp Thần bụi văng đầy người chạy ra. Hai viên kim quang lòe lòe bảo dược ở Diệp Thần trong tay lấp lánh rực rỡ. Hơi thở này, đây là, Hà Hoan có chút khó tin, cái này tản ra, chẳng lẽ nếu như cửu chuyển thiên tinh đan. Cửu chuyển, thiên tinh đan. Hà Hoan lắp ba lắp bắp hỏi Diệp Thần. Diệp Thần đây là mới nhìn thấy viện trận trung tâm Hà Hoan, đối với hắn gật đầu một cái, đúng vậy, đồ chơi này ta phí hết tâm thần,
chỉ là luyện ra hai viên. Hai viên, Hà Hoan trợn to hai tròng mắt, thiên hạ thương hội chỉ có một viên đều bị kính như chân bảo cung cấp, cứ nghe bảo này thuốc phục là được làm người ta tu vi cao hơn một tầng lầu. Lại có hai viên, một người một cái, thừa ngươi vật liệu tình, Diệp Thần tay phải nhẹ nhàng quăng ra bảo dược, Hà Hoan nhưng lại như là lấy được chí bảo vậy vội vàng tiến lên che. Hà Hoan kích động hơi gật đầu một cái, Diệp huynh, ngươi chính là ta ngôi sao may mắn. Trọng bảo xuất thế, chỉ bằng vào ngươi cái này phòng vệ, vẫn sẽ có thuốc thơm thấm vào đi, việc này không nên chậm trễ, lập tức đóng phủ không tiếp khách. Diệp Thần giờ phút này dặn dò. Đối với Hà Hoan một đêm không ngủ sự việc, hắn nhưng mà trong lòng hiểu rõ, nhưng này cùng đan dược xuất thế, không phải hắn cái loại này tu vi có thể lau đi dấu vết. Hà Hoan hiển nhiên cũng là ý thức được chuyện nghiêm trọng, vội vàng gật đầu phân phó xuống nhân đạo, mở vương phủ đại trận, đóng cửa không tiếp khách. Sau một nén nhang, hư không chập chờn. Nhị vương ra, hôm nay vương phủ đóng cửa không tiếp khách, thứ cho không tiếp đãi. Mấy tên người mặc giáp đen hộ vệ, đem Vân Sơn vương triều nhị vương ra Hà Hùng chắn ngoài cửa. Xôi, không nhận biết ta là ai, các ngươi dám động thủ. Người đàn ông trung niên lông mày râu chừng một cái, rất nhiều một bộ nói không hợp liền muốn ý động thủ. Giờ phút này từ vương phủ chỗ sâu nhưng là chạy chậm ra một vị râu tóc bạc trắng ông già, nhị vương ra, chân thực xin lỗi, chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc, nhỏ đoạn là không dám đối với vương gia ra tay. Lão tam người đâu, Hà Hùng mắt gặp Hà Hoan đại quản gia đều là đi ra điều đình, cũng là thu liễm phân nửa tức giận, nhưng thần sắc cũng vẫn là vô cùng nghiêm túc. Thực không dám giấu giếm, nhị vương gia, nhà ta vương gia, đang bế quan. Lời vừa nói ra, Hà Hùng giống như là tỏa thật một ít ý tưởng vậy, lão tam gần đây nhưng có mang một người tuổi trẻ trở về phủ. Ông già cấp vội vàng gật đầu, có thể là không dám đắc tội cái này lập tức muốn bùng nổ thùng thuốc nổ tử, đúng vậy, hôm qua thật có một người tuổi trẻ tới đây, vương gia đem phụng là thượng khách, lại. Quản gia cần phải giải thích cái gì, nhưng chỉ gặp Hà Hùng khoát tay một cái, tỏ ý hắn lui ra, quản gia thấy vậy nào còn dám nhiều lời, vội vàng im miệng, kêu gọi người liền vội vã rời đi. Thì ra là như vậy, lão tam, Hà Hùng tròng mắt bên trong hàn mang chớp mắt, nhưng là rất xảo diệu bị hắn lần nữa che giấu đi, rất hiển nhiên, tối hôm qua vậy mãnh liệt chập chờn rất có thể chính là lão tam chiêu mộ người tuổi trẻ này nơi là. Mà cái này, rất có thể chính là thiên diệp Phật tổ tiên đoán người. Ta đây muốn nhìn một chút, bằng ngươi một người có thể tung lên sóng gió gì. Hà Hùng tròng mắt híp một cái, chợt ở vương phủ trước cửa ngồi xếp bằng, không tìm tòi nghiên cứu lại, vạn là sẽ không rời đi. Nín thở ngưng thần Hà Hùng trong lòng còn ở suy nghĩ bước hành động kế tiếp, nhưng làm sao thực tế phát triển xa so dự liệu nhanh hơn hơn. Tiêu Dao Vương bên trong phủ viện, một đạo khí tức mạnh mẽ phóng lên cao, trong phút chốc cuốn lên đầy trời cát vàng, vậy trực bức chân trời quy luật phun trào, đúng là làm cả tòa vương phủ kết giới đại trận ngay tức thì sụp đổ làm tan rã. Vậy cực kỳ xa hoa vương phủ nhưng là ở một giây kế tiếp lâm vào là phế tích. Vậy lộng lẫy và tuyệt vời cung điện từ trên xuống dưới liền một phiến hoàn chỉnh ngói vụn đều là không tìm ra được. Ha 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 ha. Một tiếng cười như điên truyền tới, Hà Hoan tiếng cười chấn động chân trời, tựa hồ cái này vương phủ câu hủy, đối với hắn mà nói, một chút vậy không trọng yếu. Sau này, cái này tu di giới cường giả nhóm, sắp có ta Hà Hoan một tiệc. Hà Hùng nhìn vậy trên hư không hơi thở tăng vào tam đệ, ánh mắt nhưng là vô cùng phức tạp, nhưng đồng thời, hắn lại cảm nhận được liền khác một cổ đặc thù hơi thở. Diệp Thần bóng người cũng là phóng lên cao, so sánh cùng Hà Hoan vậy nổ tung vậy khí tức kinh khủng, hắn ngược lại là không có lựa chọn đột phá. Đột phá chi địa, tự nhiên muốn an bài trên đất tim vực. Đa tạ Diệp huynh, Hà Hoan mắt gặp Diệp Thần đột phá, cũng là lắc người một cái tới phụ cận, ôm quyền khom người. Một lễ này, chính là phát ra từ đáy lòng. Hắn khốn tại cảnh giới này đã hồi lâu, nếu không phải bảo dược tương trợ, chỉ sợ còn sẽ lâu hơn. Chúc mừng tam đệ, thực lực cao hơn một tầng lầu. Hà Hùng vui vẻ cười to thanh âm truyền tới. Hà Hoan ánh mắt híp một cái, nhìn vậy phế tích bên trong đi tới bóng người, đúng là mình nhị ca, Vân Sơn vương triều nhị vương gia, Hà Hùng. Quả nhiên vẫn là không gạt được lão hồ ly này. Hà Hoan than thầm một tiếng, nhưng bề ngoài vẫn là cố làm ngạc nhiên mừng rỡ hình dáng. Nhị ca tại sao hôm nay rỗi rãnh tới? Anh em hai người tất cả mang ý xấu, nhưng đã tới cái thâm tình ôm chầm.
thực lực tiến nhiều, người ta anh em hai người hoành đồ nghiệp lớn trong tầm tay à. Hà Hùng là một chút không cố kỵ vậy, nói ẩu nói tả. Phải biết nơi đây còn có không thiếu người làm, xem ra cái này anh em hai người, như là Tư Mã Chiêu Chi Tâm, đã là người đi đường đều biết. Làm sao, không cho ta giới thiệu một tí vị này sao? Hà Hùng cố làm giả vờ giận hướng về phía mình tam đệ đặt câu hỏi nói. Hà Hoan ngượng ngùng cười một tiếng, nói, là ta sơ sót, nhị ca, vị này chính là Đan Thánh Diệp Thần. Lần này ta đột phá, toàn dựa vào Diệp huynh luyện chế cửu chuyển thiên tinh đan, lúc này mới may mắn đặt chân thánh nhân cảnh sao. Hà Hùng nghe vậy, trong mắt bên trong đều là cuồng nhiệt vẻ, vội vàng khom người hướng về phía Diệp Thần nói, nguyên lai là Đan Thánh giá lâm, Hà Hùng tiếp đó không được chu đáo, còn mong đại sư tha thứ. Phải biết, Diệp Thần mặc dù tu vi chưa đặt chân trăm giả cảnh, vậy do mượn ngón này xuất thần nhập hóa thuật luyện đan, nếu là đặt ở cái này tu di giới, chỉ sợ là địa vị sẽ không thấp hơn rất nhiều trăm giả cảnh cao thủ, thậm chí uy vọng do hữu quá chi. Ta khóa giới tới, cuộc sống không quen, có thể được Hà huynh trợ giúp, thật sự là vô cùng cảm kích. Diệp Thần giờ phút nãy khiêm tốn nói. Hà Hùng vừa nghe khóa giới hai chữ, căn bản là tọa thật Diệp Thần chính là Thiên Diệp Phật Tổ trong miệng nói tiên đoán người. Xem ra bọn họ Vân Sơn Vương triều quý người tới. Dĩ nhiên, làm sao lợi dụng, đây chính là cửa nói, hôm nay đại sư này cùng Hà Hoan đi lại khá là thân cận, đối với mình mà nói, cũng không phải chuyện gì tốt. Hà Hoan giờ phút này cười ha ha một tiếng, Diệp huynh, cái này là ta huynh trưởng, dám hỏi Diệp huynh có thể hay không ban cho đan dược giúp ta huynh giúp một tay. Còn như Hà Hoan là thế nào nói ra lời này, hắn nhưng mà trong lòng hiểu rõ. Diệp Thần chỉ luyện chế hai quả bảo dược, lại không thừa. Như vậy một lời, chỉ là kế hoãn binh, trên mặt nổi nói cho ngươi, chúng ta vẫn là đồng minh, ta vẫn là muốn trước mình nhị ca. Tại chỗ Diệp Thần biết Hà gia hai huynh đệ đều là lão hồ ly, làm sao có thể nghe không ra trong đó chân ý. Hụ hụ, Diệp Thần nhẹ hụ mấy tiếng, không dối gạt Hà huynh mà nói, cái này bảo dược luyện chế cực kỳ hao phí thần hồn. Mới vừa rồi đã là hao phí ta 80% thần hồn lực, hơn nữa còn bị một ít tổn thương. Hà Hùng nghe vậy, trong lòng lộp bộp một tiếng, thầm nói một tiếng không ổn. Đúng như dự đoán, chỉ nghe Diệp Thần nhẹ giọng nói, trong thời gian ngắn, sợ thì không cách nào lại luyện chế. Mắt gặp Diệp Thần tiếc nuối lắc đầu một cái, Hà Hoan trong lòng sắp hồi hộp mà, nhưng sắc mặt trên nhưng là tràn đầy vẻ tiếc nuối, vậy Diệp huynh, lúc nào có thể, nhỏ thì một tháng. Lại nhiều, liền khó mà nói. Diệp Thần thở dài một tiếng, cái này vốn là cùng thiên địa đoạt tạo hóa, hôm nay đã thành công, trong thời gian ngắn, ta đã không cách nào ra tay. Trừ phi, Diệp Thần nói đạt tới nơi này, cố ý chỉ hoãn tiết tấu, cẩn thận quan sát hai người phản ảnh cùng vẻ mặt. Chỉ gặp Hà Hùng nhưng là lập tức dấy lên trong lòng cảm xúc mạnh mẽ, còn chưa cùng Diệp Thần mở miệng, đại sư có gì kháng cáo, cứ mở miệng. Trừ phi có tự bổ thần hồn vật, vốn là hôm qua dặn dò ta vậy hai vị tiểu huynh đệ đi thu thập trong danh sách ngược lại là không hề thiếu, hôm nay bọn họ không về, còn cần chờ đợi. Bất quá, như nếu là lần nữa mở lò, không thiếu được một mặt thần dược. Diệp Thần sắc mặt ngưng trọng nói. Dám hỏi đại sư, là vì sao thần dược, chúng ta tất hết sức lấy được, Hà Hoan lúc này lên tiếng nói. Chỉ tồn tại cùng ghi lại ở giữa, lục đạo cốt. Diệp Thần cười một tiếng, trong lòng có so đo. Cái này lục đạo cốt, chính là một loại thảo dược, tin đồn chỉ lớn lên luân hồi huyền bi vùng lân cận, bị hắn bia linh bồi bổ, thai nghén ra thần thảo. Nói xong, Diệp Thần vẫn là tiếc nuối lắc đầu một cái, đáng tiếc à, cái này luân hồi huyền bi chính là thần vật thượng cổ, đã sớm thất truyền nhiều năm, bặt không tin tức gì. Liền ta cũng chỉ là ở trên cổ tịch thấy qua, cho nên cái này lục đạo cốt cỏ, càng thì không cách nào tìm. Hà Hùng nghe vậy, nhưng là cười ha ha một tiếng. Ta coi là vật gì, không dối gạt đại sư nói, cái này luân hồi huyền bi đang ta huynh trưởng, cũng chính là đương kim Vân Sơn Vương triều thánh chủ trong tay. Hà Hoan nhưng là cao mày, mặc dù có lục đạo cốt tung tích, nhưng lấy đại ca tính cách, đoạn sẽ không dễ dàng cho chúng ta, luân hồi huyền bi bị hắn coi là chí bảo, một mực niêm phong ở hoàng cung cấm địa, chuyện này, cần thảo luận kỹ hơn. Diệp Thần nghe vậy nhưng là làm bộ như sửng sốt một chút, nói thất truyền luân hồi huyền bi mà lại ở tu di giới. Thật là khó tin. Xem ra, Diệp đại sư, ngươi thật là ta anh em hai người quý nhân sao?
Hà Hùng vui vẻ cười to, hôm nay nhất định phải cực kỳ đặt tiệc khoản đãi Diệp đại sư. Được, Hà Hoan cũng là miệng đầy trả lời, nhưng là quên mất lúc này ba người dưới chân đứng vương phủ đã là một mảnh phế tích sự thật. Cái này ba người lúc này mới ngắm nhìn bốn phía, Hà Hùng vỗ ngực một cái hướng về phía Diệp thần cùng mình nhị đệ mở miệng nói, như vậy đi, đại sư không chê, có thể tới ta phủ đệ. Không thể, Hà Hoan lập tức lên tiếng chặn lại nói, Diệp thần đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt, nhưng là cũng không lên tiếng. Làm sao, có gì không thể, Hà Hùng nghe vậy, khá là không vui. Hà Hoan trong mắt vừa chuyển, cái này nhị ca phủ đệ tới gần hoàng thành, chuyện này nếu như bị đại ca dò thăm tin tức, sợ rằng lục đạo cốt là một. Hắn mượn này uy hiếp Hà Hùng, không để cho hắn mang đi Diệp thần, dẫu sao bây giờ quan hệ hợp tác, nhưng mà yếu ớt xem một tầng giấy vậy. Không sao, ta tự có chu đáo an bài, hơn nữa, chỗ nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất. Hà Hùng mỉm cười trên mặt mũi, viết đầy không cho phép nghi ngờ ý. Cái này nếu nhị ca có bố trí, vậy thì theo nhị ca nói, ta vậy thì thông báo dưới quyền, tìm hoàn vật liệu, đi thẳng đến người phủ đệ hội họp. Mắt gặp không tiện cự tuyệt, Hà Hoan cũng đành thôi, dẫu sao quan hệ hợp tác còn ở, cũng không thể gây quá căng. Hơn nữa hôm nay mình đã đột phá, cũng không sợ hắn đùa bỡn thủ đoạn. Ngày thứ hai ban đêm, Hàn Bay liền dẫn người tìm về liền vật liệu, không ra Diệp thần sở liệu, trừ lục đạo cốt, cái khác vật liệu toàn bộ đầy đủ hết. Giáo quan, không nghĩ tới vật liệu thu thập như vậy nhanh chóng, dựa theo kế hoạch, chúng ta ngày mai nên rút lui chứ. Kim Lãnh Nhạn thần sắc ngưng trọng nói. Điện chủ, ngươi là làm sao biết sẽ có người tới tìm chúng ta? Lục Lăng Phong đây là mới hỏi nói. Diệp thần nhìn thương thế của hai người cùng với hơi thở, biết cái này hai ngày, hai người chắc có nơi cơ duyên, nhẹ nhàng cười một tiếng, Linh Nhi nói mình bản thể luân hồi huyền bi ở chỗ này, rất có thể nàng trước sẽ đến qua nơi đây cướp lấy, nhưng là ăn hết. Nhà đầu kia tính tình, ngại nói đi ra, nhưng cũng không muốn để cho ta mạo hiểm, mới cố ý không đến giới này. Sợ rằng những người đó đã là đem nàng hơi thở vững vàng phong tỏa. Chỉ cần nàng lại đến, nhất định sẽ bị cảm ứng được. Chúng ta thông qua cửa không gian tới đây, thời gian đầu tiên chắc sẽ bị người phát hiện, dẫu sao chúng ta thuộc về người ngoại lai. Ta chỉ là muốn thử vận khí một chút, còn thật gặp được. Diệp thần đây là giải thích. Kim Lãnh Nhạn cười một tiếng, trêu ghẹo nói, vận khí cũng là thực lực một phần chia, giáo quan, người cái này bày mưu lập kế bản lãnh ta làm sao mới có thể học được đâu. Cái này Vân Sơn Vương Triều cũng không phải là một khối thiết bản, ta nguyên lấy là luân hồi huyền bi có thể tiếp xúc không tới, dẫu sao thời gian quá ngắn quá cấp bách, không nghĩ tới hôm nay tùy ý một lời, lại liền hiểu rõ đến, cái này Hà gia lại chính là Linh Nhi cửu nhân. Thật là tạo hóa trêu người sao? Diệp thần cười lắc đầu một cái, có thể đây chính là trong sâu thẳm tự có ý trời đi. Nếu như ta đoán không sai, Diệp thần vừa muốn mở miệng, kết quả ngoài cửa lại truyền tới một hồi cốc 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 tiếng gõ cửa. Diệp đại sư, nghỉ ngơi sao? Ta là Hà Hùng, một hồi tục tằng thanh âm truyền tới, Diệp thần cùng Lục Lăng Phong nhìn nhau cười một tiếng, tỏ ý đi mở cửa. Cá mắc câu. Một bên Kim Lãnh Nhạn chính là che miệng cười khẽ, đồng thời còn không quên hướng về phía Diệp thần giơ ngón tay cái lên. Hà tiên sinh, đêm khuya viếng thăm nhưng mà có chuyện cùng ta trò chuyện với nhau. Vừa vào cửa Hà Hùng trước là đối Lục Lăng Phong cùng Kim Lãnh Nhạn hai người ân cần hỏi han, một lời liền nói, Diệp thần không khỏi mỉm cười nói thẳng. Hà Hùng giờ phút này rốt cục thì vẻ mặt ngưng trọng, Lâm tiên sinh, lục đạo cốt nếu như dâng lên, có thể hay không làm phiền ngài lần nữa mở lò. Hắn vậy xem rõ ràng, Diệp thần là cái không thích ma kỷ người, đây là chính là nói ngay vào điểm chính. Ừ Diệp thần chau mày, có thể. Hà Hùng nghe vậy. Nhưng là thần sắc vừa chậm, vội vàng hướng về phía Diệp thần ôm quyền nói, đêm khuya quấy rầy Diệp đại sư nghỉ ngơi, ta đây cũng là cáo lui. Nói xong chính là đóng cửa lại, vội vàng rời đi. Giáo quan, cái này Hà Hùng là hát kia một vở tuồng. Kim Lãnh Nhạn không hiểu hỏi. Diệp thần cười một tiếng, nhìn về Lục Lăng Phong, tỏ ý hắn tới đáp. Lục Lăng Phong trầm tư chốc lát, liền nói, hắn hẳn là tới hỏi thăm tin tức, điện chủ nói có thể. Vậy chắc hẳn, hắn tối nay liền sẽ động thủ. Lục Lăng Phong nói đến chỗ này, nhưng lại là lắc đầu một cái, không nên à, cái này giờ phút quan trọng mà trên động thủ, có phải hay không lỗ mãng chút? Diệp thần nhưng là phân tích nói, hắn nhất định sẽ tối nay động thủ,
cũng chỉ có thể là tối nay động thủ. Lục Lăng Phong một bộ dáng rửa tai lắng nghe. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, tiếp tục nói, hôm nay vừa mới tới Vân Sơn Hoàng Thành dưới chân, Vân Sơn Thánh Chủ cũng không biết chuyện, nhưng cái khó bảo ngày mai sẽ không đi lộ tin tức. Hơn nữa Hà Hoan cái này tam đệ mặc dù là trên mặt nổi quân đội bạn, nhưng là theo hắn đột phá, quan hệ này đã rất vi diệu. Cho nên hiện tại, hắn Hà Hùng mới là nhất bị động một khối, cộng thêm tối nay lớn bày tiệc rượu, các ngươi cũng là mới vừa trở về. Lúc này Hà Hoan nhất định ở cùng Hàn Bay đánh nghe tình huống của các ngươi, sự chú ý cũng không ở trên người ta. Cho nên hắn tối nay ra tay, mới là ổn thỏa nhất. Hà Hùng phải đi Hoàng Cung cấm địa trộm lục đạo cốt và luân hồi huyền bi. Diệp Thần chắc chắn nói, chợt giống như là nghĩ tới điều gì, con ngươi vòng vo mấy vòng, Lăng Phong, cho Hà Hoan báo tin, liền nói Hà Hùng lặng lẽ nhập Hoàng Thành. Kim Lãnh Nhạn, thu dọn đồ đạc, tùy thời chuẩn bị rút lui. Diệp Thần phân phó nói. Cùng lúc đó, Hà Hoan gian nhà. Như thế nói, cái này hai người thật sự là cái gì cũng không sẽ. Hà Hoan ở trước bàn nghe Hàn Bay báo cáo Lục Lăng Phong cùng Kim Lãnh Nhạn tình huống, điều này cũng làm cho lòng hắn an, xem ra Diệp Thần coi như là ở mình khống chế bên trong. Cái này Diệp Thần nói, là thật, Hàn Bay giờ phút này lên tiếng nói, vương gia, là muốn mời chào người này. Có thể là ta sử dụng tốt hơn. Chỉ bất quá hiện tại lão nhị vậy đối với người này động tâm tư. Hà Hoan ánh mắt híp một cái, thời khắc giám thị Diệp Thần nhất cử nhất động, như có khác thường, lập tức thông báo ta. Không có được, liền hủy diệt. Hà Hoan thời khắc này giọng bên trong rét lạnh ý hiện ra hết, cùng ban ngày vậy nho nhã hiền hòa khí chất so sánh, hoàn toàn là hai cái cực đoan. Hàn quay tít thân mới vừa muốn rời đi, một tí người nhưng là gõ cửa mà vào. Nhẹ nhàng đến Hà Hoan bên tai nói nhỏ mấy câu. Khá lắm Hà Hùng, thừa dịp ta chưa chuẩn bị, thiếu chút nữa để cho ngươi được như ý. Hà Hoan tức giận ngược lại cười, hướng về phía Hàn Bay nói, mới vừa rồi Hà Hùng bí mật vào cung đi, ngươi trước theo ta đi theo dõi lão nhị, thăm hắn muốn làm gì. Hà Hoan giờ phút này trong lòng so đo chính là hoài nghi, lão nhị có thể biết được không khống chế được mình, phải ngã mâu hướng lão đại đi sang một bên báo tin. Một khi hắn có bất kỳ khác người cử động, tại chỗ đánh chết. Hà Hoan phân phó nói, lúc này hắn phải đích thân ra tay, lại trước mắt hắn cũng có thực lực này. Dẫu sao dựa hết vào Hàn Bay nhưng mà không cầm nổi mình cái này nhị ca. Nhìn Hà Hoan cùng Hàn Bay chủ tớ một trước một sau đi ra ngoài, Lục Lăng Phong nhưng là tự lẩm bẩm, đều bị điện chủ coi là đến. Kim Lãnh Nhạn cùng Lục Lăng Phong trở lại gian phòng thu dọn đồ đạc đợi lệnh, Diệp Thần đi theo Hà Hoan hình bóng theo dõi đi. Hà Hoan truy tìm, chính là Hà Hùng bóng người. Ba sóng đội ngũ, trước sau hướng Hoàng Cung cấm địa chạy đi. Lão Tổ Tông lưu lại, quả nhiên lúc nào cũng không qua lúc. Diệp Thần nhẹ nhàng lẩm bẩm, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau. Lúc này Hoàng Cung cấm địa, Hà Hùng khôn khéo tránh khỏi tất cả lực lượng cảnh bị, đánh ngất xỉu lính gác cửa, đi tới luân hồi huyền bi trước mặt. Dù sao lấy hắn thực lực, hơn nữa nhà mình tổ địa. Dọc theo đường đi có thể nói là không có chút nào bị người phát hiện tung tích. Hà Hùng nhìn vậy mất đi ngày xưa sáng bóng luân hồi huyền bi, nhẹ giọng nói, như thế một khối mất bia khéo léo phá bia, còn cung, Vân Sơn Vương Triều có này chủ, lâm nguy. Nói xong hắn liền bắt đầu hái vùng lân cận lục đạo cốt cỏ, bởi vì cái này huyền bia không bia linh, cho nên cũng không kích động bất kỳ thiên địa dị tượng, dẫn động cơ quan các loại. Âm thầm Hà Hoan vậy là theo chân mình nhị ca tới chỗ này. Đây là hắn mới yên lòng, thì ra là như vậy, hắn là muốn thay Diệp Thần tìm được lục đạo cốt, vì mình sớm ngày đột phá, xem ra là ta quá lo lắng. Hàn Bay nhìn chủ tử bộ dáng suy tư, hỏi, vương gia, động thủ sao? Hà Hoan suy nghĩ luôn mãi, không được, hắn đột phá đối với chúng ta nghiệp lớn mà nói, cũng là nhiều một phần trợ lực, giờ phút này hắn không hay tim, chúng ta đi thôi. Nói xong liền tỏ ý Hàn Bay muốn rời đi. Nhưng thành tựu chim sẻ Diệp Thần làm sao sẽ để cho sự việc như vậy qua loa thu tràng. Chỉ gặp Diệp Thần giờ phút này nhưng là vào ngoại giới Linh Nhi truyền tin tức, chính xác địa điểm tiếp ứng chuẩn bị rút lui. Đồng thời, hắn luân hồi huyết mạch bùng nổ, trong cơ thể viên mãn luân hồi huyền bi phát ra một chút hơi thở. Cùng là luân hồi huyền bi, tất nhiên có phản ứng. Một chút ánh sáng nhàn nhạt chạy quanh quẩn mà qua, làm âm thầm Hà Hoan cùng đang hái lục đạo cốt Hà Hùng cả kinh. Ai cũng không cách nào nghĩ đến,
không có bia khéo léo luân hồi huyền bi lại có phản ứng. Không tốt, mau rút lui. Hai huynh đệ mặc dù âm thầm ở trong bóng tối, nhưng giờ phút này nhưng là đồng thời quyết định một chủ ý, nhưng cái ý nghĩ này mới vừa mới xuất hiện, nhưng là bị cách đó không xa một đạo cường đại khí cơ phong tỏa. Ha 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 ha. Huyền Bia Linh, ngươi rốt cuộc dám đến. Lão Phu ở chỗ này chờ ngươi đã lâu. Xem ra Thiên Diệp Phật Tổ không nói giả, quả thật có người mơ ước này bia. Tiếng nổ vậy thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo cảm giác bị áp bách bóng người đã hạ xuống đến cấm địa bên cạnh. Đáng chết, Hà Hoan khẽ cắn răng, tàn nhẫn nói. Thời khắc này hắn, mới rõ ràng, lúc đầu mình người đại ca này, lại như vậy khủng bố. Nếu như cưỡng ép động thủ, sợ rằng không ra ba cái hiệp, nhất định sẽ bị đánh chết. Không thể bại lộ thân phận, chạy. Hà Hoan dẫn đầu làm ra động tác, hư không chập chờn, lắc người một cái liền muốn chạy đi. Muốn đi, vì sao dọn ra ánh mắt như đuốc, từ lúc Thiên Diệp Phật Tổ tiên đoán tới nay, hắn liền đem hắn để ở trong lòng, hết thảy vì vậy bia dậy, vậy nhất định sẽ ở này kết thúc. Đây là mãi mãi đạo lý không thay đổi. Cho nên hắn vì sao dọn ra hôm nay ở chỗ này bố trí, vì chính là tiêu diệt hết kẻ địch, thu lấy luân hồi huyền bi linh. Sớm ở hai ngày trước chính là nghe có ba thằng nhãi con đi tới tu di giới, nhưng là rơi xuống không rõ. Lão Phu ở chỗ này chờ đã lâu. Vì sao dọn ra đứng chắp tay, hắn khí cơ đã là phong tỏa ba người. Đáng chết, trúng kế. Hà Hùng là bị đại ca của mình đợi cái tránh, cái này ba người vốn nên là Diệp Thần ba người đúng, hôm nay nhưng là bị vì sao dọn ra đối với số vào ngồi. Nhìn giờ phút này ánh sáng lóe lên luân hồi huyền bi. Vì sao dọn ra cười to, có bia linh, ta liền có thể bước vào cao hơn cảnh, cùng vậy lão lửa ngốc ngồi ngang hàng với. Để mạng lại, vì sao dọn ra hét lớn. Rút lui, Hà Hoan kéo Hà Hùng liền hướng ra phía ngoài chạy đi, tam đệ, ngươi. Sau này giải thích nữa, trong chúng ta kế. Hà Hoan vội vàng lớn lui, mặc dù không đánh lại, nhưng chạy vẫn là có một đường sinh cơ. Nhiệt xúc, trốn chỗ nào. Vì sao dọn ra một trưởng đánh ra, Hà Hoan ba người mắt gặp chạy không khỏi đi, hắn ánh mắt đông lại một cái, đem Hàn Bay đẩy ra ngăn cản súng. Một trưởng kết kết thật thật in ở Hàn Bay ngực, hắn vậy khó tin ánh mắt kinh hãi còn chưa hoàn toàn nhảy vào mặt lên, xuống một giây cả người hóa thành mạt vụn phiêu tán cùng hư không. Thân cùng hồn, trong phút chốc hóa thành bụi. Âm thầm Diệp Thần nhìn một màn này, không khỏi được âm thầm chắt lưỡi. Đây nếu là mấy ngày trước gặp phải cái lão gia hỏa này, mình cũng bất quá là một trưởng tới giữa sự việc chứ. Hắn cái này vừa nghĩ đến, trước đây Linh Nhi cùng như vậy lão quái vật ngạnh hám. Vậy phải là có thực lực rất mạnh. Đáng tiếc Linh Nhi khối này luân hồi huyền bi cũng không thích hợp chiến đấu. Cũng không biết còn dư lại luân hồi huyền bi là lực lượng gì. Hàn Phi thân vẫn, là Hà Hoan cùng Hà Hùng tranh được một đường chạy trốn sức sống, chợt hai người cháy thần hồn. Bắt đầu chạy thoát thân, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở Hoàng Thành. Hôm nay để cho ngươi cùng bỏ chạy, ta Vân Sơn Vương Triều còn làm sao đặt chân. Vì sao dọn ra một tiếng quát to, hướng hai đạo lật đật chạy thục mạng bóng người đuổi theo. Lớn như vậy cấm địa bên trong, lại không có một bóng người. Giờ phút này Diệp Thần từ âm thầm chậm rãi bước ra, nhẹ nhàng cười một tiếng, được tới toàn không uổng thời gian. Thu! Diệp Thần thúc giục luân hồi mộ địa. Luân hồi huyền bi cảm nhận được quen thuộc hơi thở, theo Diệp Thần hơi thở dẫn dắt mà vào. Mau rút lui, bị lão này phát hiện, đó là một con đường chết. Thời khắc này Diệp Thần mặc dù mừng rỡ, nhưng là nửa điểm không dám khinh thường, may mà vậy anh em hai người có tật giật mình, lưu lại cho mình liền chạy trốn cơ hội, nếu không, cho dù là hắn Diệp Thần cùng vậy Hà Hoan liên thủ, hai người cũng sợ là sẽ trong phút chốc bị đánh chết. Kim Lãnh Nhạn, Lục Lăng Phong. Diệp Thần hỏa tốc đi địa điểm ước định, cùng hai người hội họp. Điện chủ, thành công. Lục Lăng Phong nhìn một cái Diệp Thần, kích động hỏi. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, giờ phút này còn không phải là tán gẫu thời điểm, chạy mau, cùng lão gia đuổi theo, chúng ta cũng được chơi xong. Biết rõ sự việc nghiêm trọng tính Diệp Thần, trong lúc nói chuyện thân hình đã bắt đầu đi hồi chạy hết tốc lực. Mục tiêu chính là bọn họ lúc tới vậy phiến, đông hoang sa mạc. Các ngươi mang vật liệu mau rời đi, mắt gặp xa cuối chân trời cửa không gian không ngừng thu nhỏ lại, ba người đã nhìn thấy Linh Nhi ở vẫy tay. Diệp Thần, mau,
Linh Nhi ở nơi thật xa vẫy tay. Nói thì chậm đó là mau, một đạo kiếm ảnh xé ra thương khung, hướng về phía Diệp Thần ba người đánh xuống. Các ngươi đi trước, Diệp Thần hét lớn một tiếng, Kim Lãnh Nhạn cùng Lục Lăng Phong biết rõ sự việc nặng nhẹ, cũng không quay đầu lại chạy về phía trước. Vậy đánh ra kinh thiên một kiếm người, chính là một vị làm sợi bông thiền y tiểu hòa thượng. Hắn cũng không có ngăn trở Kim Lãnh Nhạn cùng Lục Lăng Phong, mặc cho hai người rời đi. Tiếp ứng đến hai người Linh Nhi cũng là thở phào nhẹ nhõm, chợt chau mày, nhìn về cách đó không xa ở trong sa mạc đứng Diệp Thần. Cái này tu di giới bảo bối, không cho phép mang đi. Tiểu hòa thượng tay cầm một chuôi kiếm gỗ, chậm chạp mở miệng nói. Vị thí chủ này, lưu lại luân hồi huyền bi, ta thả ngươi rời đi, vì sao dọn ra bị lừa gạt, đang hướng nơi này chạy tới. Chú tiểu ý nói chính là, ngươi cùng ta đánh một trận, ngươi đòi không được nửa điểm mà ngon ngọt, một khi vì sao dọn ra tới, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đắc tội, Diệp Thần cũng là biết rõ chuyện nghiêm trọng, vừa lên tới chính là lấy mạng đổi mạng lối đánh. Long Uyên Thiên Kiếm sử dụng. Diệp Thần vung lên Long Uyên Thiên Kiếm, vạn yêu tiên chỉ cô đọng, bao trùm ở trên thân kiếm, hóa thành một tầng màu xanh nước chảy, để cho được cả cây Long Uyên Thiên Kiếm, cũng là hóa thành bầu trời vậy màu sắc xanh thẳm. Hống! Một tiếng kinh thiên long ngâm, từ Long Uyên Thiên Kiếm bên trong phát ra. Huyết long bóng người, hiện ra, bay lên trời. Ở vạn yêu tiên chỉ ra chỉ xuống, huyết long khí thế càng bàng bạc. Diệp Thần Thiên Kiếm nơi tay, huyết long trợ lực, dự định liều mạng đánh một trận. Bất quá năm ba cái hiệp xuống, hai người chính là trọng thương trong người. Diệp Thần tắm máu bão cắt hình bóng đứng yên, tiểu hòa thượng cũng là lớn miệng thở hổn hển, hắn bị thương so Diệp Thần còn nặng. Hắn nhìn một mắt vậy không cắt ra nứt ra khép lại vết thương, tiểu hòa thượng tự lẩm bẩm hủy diệt đạo ấn. Long Uyên Thiên Kiếm, lảo đảo một cái ngã xuống đất. Tiểu hòa thượng trên mình máu tươi mịch mịch xông ra, hủy diệt quy tắc lực đang không ngừng vặn cổ vết thương. A-di-đà Phật. Giờ phút này trên bầu trời vạn trượng ánh sáng hiện lên, một tên to vải áo gai lão hòa thượng trong bất chi bất giác xuất hiện ở Diệp Thần sau lưng. Lão hòa thượng một trường nhẹ nhàng đánh ra. Diệp Thần, chú ý. Linh Nhi ở thấy tia sáng trong nháy mắt liền cảm thấy không ổn, gầy yếu thân thể nhỏ hướng Diệp Thần chạy tới. Linh Nhi ngón tay bắt pháp quyết, trước mặt hư không chập chờn, lại xuất hiện một đạo không gian thuẫn. Không gian thuẫn vỡ vụn. Linh Nhi thay Diệp Thần nhận chịu nhất kích, con diều đứt dây vậy bóng người đổ bay ra, ngã ở trong cát vàng. Linh Nhi, Diệp Thần vành mắt sắp nứt nhìn chằm chằm lão hòa thượng, chỉ gặp lão hòa thượng không xuất thủ nữa, vẫn là chắp hai tay A-di-đà Phật. Linh Nhi vùng vẫy đứng dậy, đa tạ thiên Diệp Phật tổ ân không giết. Lão hòa thượng khẽ mỉm cười, nhân quả báo ứng, hôm nay một thù trả một thù, người cùng bần tăng nhân quả đã xong. Nhưng cái này luân hồi huyền bi, nhưng là không thể mang ra khỏi tu di giới. Không phải lúc, lão hòa thượng bổ sung một câu, chợt nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Linh Nhi con người bên trong thoáng qua một chút lệ nóng, nhưng càng nhiều hơn chính là kinh ngạc, ngươi làm sao? Không phải là không để cho ngươi. Thời khắc này Linh Nhi vừa muốn mở miệng nói gì, chỉ nghe được Diệp Thần thanh âm đạm mạc hướng về phía lão hòa thượng nói. Luân hồi huyền bi, hôm nay vô luận như thế nào ta cũng muốn mang đi. Luân hồi chi chủ, vật này mặc dù thuộc về ngươi, nhưng ngươi giờ phút này mang đi vậy sẽ dính tới lớn nhân quả. Lão hòa thượng khuyên nhủ nói. Các loại nhân quả hết sức thêm ta thân, Diệp Thần đúng mực nói. Lão hòa thượng nhưng là chắp hai tay, chưa từng đắc đạo. Vì sao dám quả quyết nhân quả? Đắc đạo, Diệp Thần cười ha ha một tiếng, con mắt bên trong hiện ra hết đỏ thắm vẻ. Chính là thu phục âm ma thiên thạch dưới trạng thái, nhập ma lực lượng. Tựa hồ là cảm thấy triệu hoán, Diệp Thần sau lưng, vạn trượng ma khu lộ vẻ hiện ra, đem toàn bộ thương khung che đậy đi. Vậy nơi buồng tim mịch mịch hứa máu lỗ lớn vẫn là quanh co đáng sợ, giống nhau Diệp Thần ảo cảnh bên trong lần đầu gặp đại ma lúc không hai. Ta nói cho ngươi, vì sao là đạo? Diệp Thần thanh âm đạm mạc truyền tới. Lão hòa thượng yên tĩnh tai lắng nghe. Đạo cảnh hết sức, có thể ngộ không thể tu. Diệp Thần một đáp. Không vì trở thành nói, duyên vì sao tu đạo? Lão hòa thượng hỏi một chút. Đạo là giác ngộ, không thuộc mình. Người người đều có giác ngộ, không khác nào có giác ngộ người là được gọi người. Nhân tâm có thể xấu xa, nhưng cảm giác ngộ vô sanh diệt,
thiện ác vốn có chúng sanh tướng, ta bản là ma, nhưng không thẹn với lương tâm. Diệp Thần Một đáp, nháy mắt tới giữa, ngất trời máu tanh mang lại là đem vậy vạn trượng Phật quang đều là ép xuống. Khủng bố như vậy, lấy thí chủ chi niệm, đoạn không phải ta người trong Phật môn, nhân xâm ý không câu một ô, tự ngộ có thể đạt tới cảnh giới như vậy, thảo nào cái này ma thạch biết nhận ngươi làm chủ. Lấy bần tăng xem ra, thí chủ đã là đạp phải đắc đạo ngưỡng cửa. Lão hòa thượng thi lấy thi lễ, bình tĩnh nói. Một bên Linh Nhi nhưng là trợn to tròng mắt. Thiên Diệp Phật Tổ lại đối với hắn. Chỉ nghe được lão hòa thượng tiếp tục nói, thí chủ cách đắc đạo chỉ thiếu chút nữa, vào thì thiên đường, lui thì phàm trần, chỉ là bước này, khó như lên trời. Diệp Thần thu hồi âm ma thiên thạch ảnh hưởng, thanh âm đạm mạc vẫn như cũ là mở miệng đáp lại, nhờ có đại sư khai ngộ, ta cùng Phật môn có duyên phận cũng không duyên, đây là ý trời, không cần để trong lòng. Ta đắc đạo hay không, ta thượng không thấp thỏm, duyên vì sao đáng đại sư nhớ nhung. Tức khắc lúc đó, Diệp Thần quanh thân ánh sáng đại thịnh, một nửa đỏ thắm, một nửa sáng chói, hắn mở miệng nói, Phật ma lực, ta đều có thể niết bàn, ta Diệp Thần cần gì phải người khác lời chứng đắc đạo. Hơi thở cuồng bạo vét sạch thiên địa, vạn trượng sát phạt khí ngập trời Phật quang lại là miễn cưỡng đem tu di giới giới vách đá đánh xuyên đếm cái lỗ thủng. Trời ơi, là Thiên Diệp Phật Tổ nhập ma. Cái này thánh khiết chói lọi, tại sao ẩn chứa như sát khí này? Tạm thời tới giữa, tu di giới muôn vàn người tu luyện vội vàng tham bái, cử động này, làm thiên địa làm biến sắc. Cũng được, bần tăng tự thân đạo quả không sâu, bất tiện lưu ngươi, ngươi lại đi đi, chỉ là chuyến đi này. Lão hòa thượng nhẹ giọng mở miệng nói. Núi thây biển máu, hay hoặc là nhân gian tính tình thật, không nhọc đại sư treo tim. Diệp Thần cũng vẫn là lạnh như băng đáp lại. Lão hòa thượng không ngăn cản nữa, Diệp Thần ôm trước Linh Nhi xông về hư không cửa. À, cùng lúc đó, sau lưng truyền tới vì sao dọn ra thanh âm gầm thét, mang theo sát khí tới, có thể thời khắc này kẽ hở chậm rãi khép lại, Diệp Thần hình bóng, từ đầu đến cuối chưa từng quay đầu. Hoa hạ, hư không chập chờn. Hụ, phun ra một ngụm máu tươi, Diệp Thần thân hình run rẩy kịch liệt, hắn đem từ tu di giới mang ra luân hồi huyền bi cho gọi ra tới, nhìn yên tĩnh trôi lơ lửng ở trước mắt màu đen nhánh phong cách cổ xưa bia đá, Diệp Thần phun ra một ngụm máu tươi. Căn nguyên máu, ngưng. Luân hồi huyền bi, hồi phục. Ở tiếp xúc trong nháy mắt, hào hùng quy luật tàn phá, Diệp Thần trước mặt vậy yên tĩnh lơ lửng màu đen nhánh bia đá toát ra ánh sáng, đem thương khung thắp sáng. Linh Nhi, mau, Diệp Thần một tiếng quát to, vậy bị bao quanh Linh Nhi tàn hồn nhanh chóng dung nhập vào bia đá, trên đó phong cách cổ xưa đường vân bắt đầu lóe lên, một chùm chuỗi viễn cổ ký hiệu ở bia thể thượng lưu chuyển, hóa thành lau một cái ánh sao tràn vào Diệp Thần đầu óc. Dĩ nhiên, thời khắc này Diệp Thần nhưng mà không chú ý tới những chi tiết này, bởi vì hắn cũng đã là nỏ hết đà. Đây là, nhìn trong hư không sức sống bắt đầu hồi phục luân hồi huyền bi, Lục Lăng Phong cùng Kim Lãnh Nhạn các người đều là trước mắt hoảng sợ. Vậy lơ lửng bia thể bắt đầu không ngừng phồng lớn, một trượng, hai trượng, bất quá mấy tức tới giữa, đã là trưởng thành đến mấy chục trượng cao. Trên đó u ám không lưu loát đường vân cũng là bộc phát ánh sáng. Mỗi một chữ phù phát ra ánh sáng mang ngay tức thì, cũng sẽ mang đi cái này trong thiên địa một món linh khí. Nó đang hấp thu cái này linh khí trong trời đất, Lục Lăng Phong cùng Kim Lãnh Nhạn giờ phút này bén nhạy cảm giác được thiên địa bên trong dị biến. Hoa hạ, cổ võ cục, Ngô gia phòng họp. Như vậy hôm nay hội nghị liền đến này, Ngô Ngôn lão gia tử vừa muốn mở miệng tan họp, nhưng là cảm nhận được liền hỏa diệm sơn điên linh khí dị thường. Lắc người một cái. Bóng người biến mất ở tại chỗ. Ngón này có thể nói thuấn di thủ đoạn, đem tại chỗ tất cả mọi người đều kinh hãi, cái này đây là ra tình huống gì? Cực kỳ lợi hại thủ đoạn. Mọi người bình luận Ngô Ngôn lão gia tử nhất định là không nghe được, bởi vì hắn giờ phút này, đã là xuất hiện ở hỏa diệm sơn đỉnh. Lục Lăng Phong, Kim Lãnh Nhạn, lão gia tử mắt gặp trên đỉnh núi, hai người đứng ngắm nhìn hư không lên thạc bia đá lớn. Ở giữa đất trời này vô số linh khí chính là do hắn tụ lại hấp thu đi. Diệp Thần ở một bên nhắm mắt tính tọa, trên thân hình, nhưng là vết rách phân bố, xem một cái sắp tan vỡ đổ sứ em bé vậy. Ngô lão, Kim Lãnh Nhạn cùng Lục Lăng Phong mắt thấy người tới, gật đầu hỏi thăm, cũng là sơ lược đem mấy ngày này tình huống giải thích cho Ngô lão gia tử nghe. Trong hư không bia thể còn đang không ngừng phồng lớn,
Phan bia lên ký tự cũng là đang không ngừng sáng lên. Lục Lăng Phong, Kim Lãnh Nhạn. Một tiếng non nớt kêu gọi truyền tới, chính là Linh Nhi. Các ngươi chớ hoảng sợ, ta bản thể sẽ đem giữa trời đất linh khí toàn bộ tụ lại, các ngươi giữ ta nói phải đi làm. Ta tới bố trí 6 đạo bảo vệ tinh trận. Lục Lăng Phong cùng 3 người nghe vậy, lập tức gợi lên 12 phân tinh khí thần, lặng lẽ đợi chỉ thị. Diệp thần ở chỗ này, là Tây. Các ngươi 3 người phân tán ra, chấn giữ Đông Nam Bắc Phương, đem lục đạo cốt ăn vào, vận chuyển linh lực cùng ta nối liền đại trận. Theo bia đá bên trong ý niệm lan truyền, 3 người cũng là nhẹ khẽ gật đầu, thân hình chớp mắt, tại chỗ biến mất. Diệp thần, ta giúp ngươi. Linh Nhi thanh âm ở Diệp thần vang lên bên tai, vẻn vẹn chỉ là một chút huyền bia lực vào cơ thể, Diệp thần vậy không đoạn thêm phục thương thế chính là ngừng. Luân hồi huyết mạch tựa như ở bùng nổ. Đây là, huyền bia lực bồi bổ. Diệp thần có chút buồn bực, bằng vào linh lực bồi bổ, có thể là xa xa không đạt tới trình độ này. Đây là luân hồi ý chí. Thời khắc này Linh Nhi nhìn ra Diệp thần nghi ngờ, nhưng là lúc này cũng không phải là khi đi học, nàng lập tức dặn dò Diệp thần nói. Ngươi chấn giữ nơi đây, 6 đạo ý ngươi đã kiêm cái, ta hiện tại đem giữa trời đất tụ lại toàn bộ linh lực tụ vào trận pháp. Các ngươi lấy lực lượng gia trì, bảo đảm sẽ không xuất hiện chỗ sơ hở. Linh Nhi nói xong, bia thể huyền làm dạng dỡ thịnh, lại là đem giữa trời đất hào hùng linh khí trong nháy mắt toàn bộ rót hướng bầu trời. Vô số linh khí không ngừng ngưng tụ, hóa thành mảnh vỡ tựa hồ phải đem bầu trời cắt rời, chúng đang không ngừng đập trước giới vách đá. Dung! Một tiếng già nua phong cách cổ xưa lại không xen lẫn bất kỳ cảm tình sắc thái thanh âm vang vọng ở giữa trời đất, một giây kế tiếp, vậy vô số linh khí mảnh vỡ chính là sáp nhập vào trong hư không, lại cũng không hiện tung tích. Bầu trời bình tĩnh lại, vạn lại thổi, gió nhỏ quất vào mặt. Cái này thành công. Diệp thần giờ phút này có chút như mộng như ảo cảm giác, trọng lâm hoa hạ một khắc đó trở đi, vô số ngày đêm cũng đang chiến đấu, không ngừng phá giải một cái lại một cái cục. Quay đầu lại thật là công thành một khắc kia, phản ngược lại có chút không dám tin. Bầu trời bên trong, vậy trăm trượng to lớn bia đá chậm rãi thu nhỏ lại, lần nữa biến ảo làm Linh Nhi hình dáng, thời khắc này nàng lại cũng không phải một món tàn hồn. Nàng hai chân đạp trên mặt đất, từng bước hướng Diệp thần đi tới. Kim Lãnh Nhạn, Lục Lăng Phong, Ngô Môn các người giờ phút này cũng là hoàn thành sứ mạng đến tìm Diệp thần hội họp. Ngươi nói trước. Diệp thần cùng Linh Nhi hai người hai mắt nhìn nhau một cái, hai miệng đồng thanh nói. Sớm biết ngươi muốn tìm huyền bia, còn hao hết tâm lực tìm những cái kia vật liệu làm gì. Linh Nhi nói lầm bầm, bổn tôn ở chỗ này, bố trí trận pháp còn không phải là tiện tay lấy. Cho nên... linh khí này biến dị sự việc là hoàn toàn giải quyết. Diệp thần gãi đầu một cái cười một tiếng, không có trả lời thẳng Linh Nhi vấn đề, thay vào đó là hỏi cố thổ tình huống, hắn đến hiện tại cũng không dám tin tưởng giờ khắc này chân thực. Linh Nhi nhẹ khẽ gật đầu. Giáo quan, chúng ta cái này có tính hay không là cứu trái đất? Giống như là điện ảnh tình tiết bên trong nói như vậy. Kim Lãnh Nhạn cười hì hì hỏi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là cất tiếng cười to đi ra. Bất quá, Linh Nhi nhưng đã tới cái chuyển biến. Diệp thần các người đều là dùng không thể danh trạng ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt cô bé này. Ta là nói, cái này 6 đạo bảo vệ tinh đại trận, đem nguyên bản linh khí trong thiên địa tụ lại, sau đó đánh tan sáp nhập vào giới vách đá bên trong, vững chắc màn hình bình phong che chở. Linh Nhi đây là lên tiếng giải thích. Nói cách khác, sau này ngoại giới cường giả muốn đặt chân, sẽ thành được dị thường khó khăn. Diệp thần đây là bừng tỉnh hiểu ra, nói cách khác, vực ngoại cường giả lại cũng không cách nào du ngoạn trái đất. Đây đối với mọi người mà nói, là một cái tin tốt. Có thể như thế hiểu, nói chính xác, trước mắt củng cố sau giới vách đá, chỉ có siêu cấp cường giả mới có thể mở. Hơn nữa, cho dù là siêu cấp cường giả muốn cưỡng ép hạ xuống, vượt qua giới vách đá vậy sẽ bị thương nặng. Linh Nhi một lời. Mọi người ở đây treo tim cuối cùng là để xuống. Nhưng giống nhau, đi ra ngoài vậy tương đối khó khăn. Linh Nhi cái này nửa câu sau, rõ ràng cho thấy hướng về phía Diệp thần nói. Không cùng Diệp thần trả lời, Linh Nhi liền là tiếp tục mở miệng nói, các ngươi 4 người thành tựu 6 đạo bảo vệ tinh trận trận linh, có thể tùy thời điều động cái này ở giữa thiên địa diễn sanh đệ nhất linh khí. Đệ nhất linh khí, đám người không rõ ràng, đều là nghi ngờ nói.
chính là ẩn chứa mảnh thiên địa này ý chí linh khí, ta đã lợi dụng luân hồi lực, đem kích hoạt. Diệp Thần hình như là rõ ràng liền cái gì, như thế nói, ta mới vừa rồi thương thế hết bệnh, cùng cái này bị kích hoạt linh khí có liên quan. Không sai, các người bốn người ngày sau có thể tùy ý điều động mảnh thiên địa này đệ nhất linh khí, dùng để bảo vệ, cho dù là có cường giả hạ xuống, bằng vào thiên địa linh khí này, các người cũng là có thể cùng một trận chiến. Đến khi cái này đệ nhất thiên địa linh khí ra đời Chí Khôn, các ngươi liền có thể về hưu. Linh Nhi ý nói chính là, ban cho các ngươi lực lượng, nhưng phải đi bảo vệ tốt hết thảy các thứ này. Ngoài ra Tán Lạc Hoa Hạ các nơi tụ linh trận, đồ chơi này không cần phải hủy diệt, hiện tại linh khí của thiên địa cũng sẽ rủ các ngươi phân phối, phòng ấn, cùng trái đất chân tránh bước vào lúc tu luyện đời, cái này mấy chỗ đúng là bảo địa. Linh Nhi nói xong, vỗ vỗ non nớt hai tay. Rất nhiều một bộ làm xong nghỉ ngơi tư thái. Đã như vậy, Kim Lãnh Nhạn, Lão Lục, chuyện chỗ này, các ngươi trở về đem tình huống cặn kẽ báo cáo vị kia đi, cũng làm bước kế tiếp công tác an bài. Ngô Lão, cái này trái đất võ đạo, sau này thì giao cho ngài. Diệp Thần trịnh trọng dặn dò, hắn lần này dùng kính từ. Ngô Lão ra tử hướng về phía Diệp Thần cúi người chào thật sâu, Diệp tiên sinh, ngài giao phó, Lão Hủ đem hết toàn lực vậy sẽ làm đến. Cụ già trong lòng rất rõ ràng, Diệp Thần lần này nói hàm nghĩa, hắn là chân long, cái này phiến nho nhỏ thiên địa, mệt không ở Diệp Thần. Chỉ có bên ngoài vậy 3.000 đại thế giới, mới là Diệp Thần thi triển quyền cước sân khấu. Nhưng cái này cố thổ, hắn là nhất định phải bảo vệ tốt. Ngô Ngôn coi như là thay Diệp Thần ý chí, để cho hắn lại không lo lắng về sau. Hôm nay Hoa Hạ, cho dù là thiên diệp Phật tổ đích thân tới. Ở thiên địa quy tắc cùng đệ nhất linh khí ra chỉ xuống, hắn cũng đừng nghĩ chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Đây chính là luân hồi huyền bi uy lực sao? Diệp Thần tự lẩm bẩm. Chợt hắn nghĩ tới điều gì, nói, Linh Nhi, người hiện tại có thể hay không nhận chủ? Kích hoạt ta còn dư lại thần mạch. Không thông qua khảo nghiệm, liền muốn để cho luân hồi huyền bi nhận chủ. Linh Nhi tà tà cười một tiếng. Có thể ngươi không phải là Diệp Thần chưa nói xong nói bị Linh Nhi vô tình cắt đứt. Huyền bia là huyền bia, ta là ta. Ngươi có thể đừng nhập làm một nói chuyện. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, vậy ta tiếp nhận khảo nghiệm là được. Có thể Linh Nhi nhưng lại lắc đầu, hôm nay ta và huyền bia mới vừa dung hợp, còn cần một ít ngày giờ, đến lúc đó ngươi hẳn trở lại địa tâm vực, ở đó tiếp nhận khảo nghiệm đi. Ngươi cũng kém không nhiều nên lên đường rời đi, đi gặp Hoa Hạ một ít cố nhân đi, bao gồm ngươi phụ mẫu. Diệp Thần nghĩ tới điều gì? Hốc mắt có chút lật đỏ, một giây kế tiếp, thân thể phóng lên cao. Hướng trái đất bắc nhất đi. Cùng lúc đó, bắc cực, nơi cực hàn. Vực sâu trên băng nguyên, tí tì gió lạnh thổi phất mà qua, mang đi hết thảy sinh mạng khí cơ, ở đó nhìn xa bao la băng nguyên bên trên, không gặp chút nào sức sống. Dưới vực sâu lớp băng bên trong, một tòa lớn như vậy trong động phủ, đối với vợ chồng trung niên lần lượt mở ra hai tròng mắt. Mi giữa một chút băng xương trong thoáng qua hòa tan, liền vậy trên mình ngàn năm hàn xương đều là trong phút chốc bị đánh tan đi. Có thể cảm giác được Hoa Hạ linh khí khôi phục bình thường. Người đàn ông trung niên chân mày cau lại, chán tới giữa, lại cùng Diệp Thần có mấy phần giống nhau, thời khắc này hắn nhẹ giọng nhắc đi nhắc lại nói. Ở chàng trai bên người, một vị sắc mặt đỏ thắm hơi có vẻ mệt mỏi cô gái nghe vậy, nhưng là hốc mắt bên trong hiện lên lau một cái lệ quang. Trên mặt vẻ vui thích hiện ra hết, phải thần nhi hắn. Cô gái chữ bên trong hành gian, lại bởi vì kích động mà lộ vẻ được có chút lắp bắp. Có thể giải quyết chuyện này, đời này bên trên, trừ thằng nhóc kia, hẳn không có người khác có thể làm được đi. Người đàn ông trung niên cười lắc đầu một cái, lời nói bên trong tràn đầy đối với nhi tử mình thưởng thức cùng khẳng định. Đây đối với ở nơi cực hàn, vực sâu lớp băng hạ bế quan vợ chồng, chính là Diệp Thần phụ mẫu. Xem ra, chúng ta con trai đã trưởng thành, cô gái nghe vậy, hai hàng lệ nóng lại cũng là không kềm được, đoạt khuôn ra. Sanh ở cái này loạn thế, thần nhi hắn nhất định phải là vạn thế mở thái bình, hắn chịu đắng, chung sẽ là trở thành hắn con đường phía trước quang. Đối với lần này, người đàn ông trung niên rất tin không nghi ngờ. Thằng nhóc thúi này, cũng không nói tới nhìn chúng ta một chút bộ xương già này, trước kia là ở vực ngoại, chúng ta vậy đang bế quan, tha thứ hắn. Nhưng hôm nay hắn cũng trở lại Hoa Hạ đã lâu. Mấy câu nói xong, người đàn ông trung niên cũng là khó nén tương tư cảm giác,
không biết làm sao lắc đầu một cái. Thiên chính, có từng cảm nhận được thần nhi hơi thở xuất hiện? Cô gái nghe vậy, vội vàng hỏi, nhưng mà thấy trượng phu lắc đầu làm dáng, cũng là than nhẹ một tiếng. Trong xung quanh trăm dặm, chưa từng cảm thấy sinh mạng hơi thở đến gần. Người đàn ông trung niên mới vừa là mở miệng, sau lưng lại truyền tới một đạo không thể quen thuộc hơn nữa thanh âm. Ba mẹ, các ngài liền cảm thấy con trai mỏng như vậy tình sao? Thanh âm nhàn nhạt từ người đàn ông trung niên sau lưng truyền tới, hai người một cái xoay người, người phụ nữ nhưng là cũng không nhịn được nữa nức nở, ôm mình con trai. Thần nhi, tạm thời tới giữa, quá nhiều lời nói hóa thành tư niệm nước mắt, chào không hết. Diệp Thiên Chính ở thấy Diệp Thần trong nháy mắt kia, có dũng khí ảo mộng vậy cảm giác, dẫu sao người đàn ông tâm tư so với nữ nhân mà nói, không nhỏ như vậy ngán. Thằng nhóc ngươi, nhìn vô căn cứ xuất hiện con trai, Diệp Thiên Chính lại là vui vẻ yên tâm vừa kinh ngạc, thủ đoạn như vậy, kham là thiên nhân. Phải biết, Diệp Thiên Chính cảm giác có thể là tới nay chưa làm gì sai, trong xung quanh trăm dặm rõ ràng yểu không người ở, nhưng là ở tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Thần xuất hiện ở hai người trước mắt, phải biết, chuyện cách nhiều năm, địa chất biến hóa cũng là thường gặp, ở nơi này dưới vực sâu, Diệp Thần có thể như vậy tinh chuẩn xác định vị trí bọn họ. 3. May mắn không làm nhục mệnh. Diệp Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ trong ngực khóc thút thít nghẹn ngào mẫu thân Giang Nữ Dung, ánh mắt nhưng là nhìn thẳng phụ thân Diệp Thiên Chính, nói ra năm chữ. Diệp Thiên Chính nhẹ khẽ gật đầu, nhưng là đối mình thê tử nói, đừng khóc, con trai trở về là kiện chuyện cao hứng, ngươi xem hắn thanh niên kết kết thật thật, lại không cụt tay thiếu chân, có cái gì khóc đầu. Giang Nữ Dung lúc này mới lau một cái nước mắt, trước mắt mừng rỡ nhìn Diệp Thần, trở về liền tốt. Trở về liền tốt. Một nhà ba người đoàn tụ, vui vẻ hòa thuận, biệt dạng ấm áp. Trong đó vừa nói vừa cười, khi nghe Văn Diệp Thần nói đến cùng Đế Thích Thiên Tâm Ma đứng đầu đánh một trận khinh thường rơi xuống nước lúc đó, Giang Nữ Dung lại là cũng không dám thở mạnh tức, về sau nữa nghe được con trai bị Ngụy Chi giao cứu, trên du thuyền trải qua lúc đó, lại là vui vẻ cười lắc đầu. Diệp Thần ở chỗ này nán lại dòng dã một ngày, không chỉ vào phụ mẫu nói rời đi Hoa Hạ sau chuyện. Lại là đem vực ngoại rất nhiều chuyện đều nhất nhất kể lể. Diệp Thần trong lòng áy náy qua, làm người, nhưng chưa từng cùng phụ mẫu rất nhiều. Có thể Giang Nữ Dung và Diệp Thiên Chính nhưng là hiểu bọn họ hài tử. Diệp Thần cả đời lại, liền có sứ mạng. Bọn họ kiêu ngạo và vui vẻ yên tâm. Thời gian, Giang Nữ Dung thậm chí là Diệp Thần bao một ít sủi cảo, người một nhà ăn sủi cảo, nói chuyện lý thú, ngược lại cũng hạnh phúc. Như thế nói. Cái này âm ma thiên thạch mới đưa đến trái đất Hoa Hạ thay đổi, mà hôm nay cái này ma thạch, cũng bị ngươi thu phục. Diệp Thiên Chính hỏi. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, nói, là như vậy, ba, bất luận như thế nào, cái này Hoa Hạ sự việc, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm giải quyết, hôm nay có Lục Lăng Phong bọn họ trấn giữ, quốc gia này, cái thế giới này. Diệp Thần nói đạt tới nơi này dừng một chút, tiếp tục nói, chân chính là vạn thế không lo. Diệp Thiên Chính nhìn nhi tử mình, vui mừng gật đầu một cái, nhưng là hốc mắt đỏ, hắn từ lời của con bên trong hành gian, nghe được khác một tầng ý. Như thế nói, ngươi cũng nên rời đi chứ. Giang Nữ Dung nhưng là trước tiên trước một bước dành trước Diệp Thiên Chính mở miệng nói, thay đổi mới vừa rồi vậy thấy con trai khóc lớn dáng vẻ. Ta, Diệp Thần không biết làm thế nào giải thích, nhưng cái này là sự thật, lần này tới, cũng chính là và phụ mẫu nói cái khác. Ta và cha ngươi, biết ngươi bình an cũng rất vui vẻ, ngươi là muốn làm lớn sự việc ngươi, ba mẹ trong lòng đều biết, chỉ là có chút mà bỏ không được. Giang Nữ Dung cũng là lần nữa hốc mắt đỏ, nghẹn ngào. Một bên Diệp Thiên Chính mở miệng nói, 5 năm trước, ngươi phi thăng rời đi, chúng ta liền biết, mình con trai không phải vật trong ao, sớm muộn có như thế một ngày. Yên tâm đi đi, trước thời hạn đi bên ngoài cho nhị lão chúng ta đánh hạ Giang Sơn, chúng ta vậy cố gắng tu luyện. Cùng đến lúc đó tìm ngươi hưởng phúc đi. Diệp Thiên Chính cố ý trêu ghẹo nói. Đi đi, đừng quay đầu, để cho lão tử ngươi vậy xem, hắn con trai thành tựu cái thế anh hùng hình bóng có nhiều nhìn chăm chú. Tuân theo phụ mẫu dặn dò, Diệp Thần cũng không quay đầu, ở Diệp Thiên Chính và Giang Nữ Dung nhìn soi mói, từng bước chậm rãi rời đi. Ba người nước mắt giao hội một nơi, vì hay là tương lai tạm biệt một khắc kia. Ba mẹ. Chúng ta còn sẽ tạm biệt. Diệp Thần lau nước mắt trên khóe mắt một cái,
bỏ mặc lớn dường nào cái thúng đè ở trên người vậy cho tới bây giờ đều là mặt không đổi sắc hắn, lần đầu tiên để lại nước mắt. Dẫu sao ở phụ mẫu trong mắt, hắn vĩnh viễn là cái hài tử. Sống chết có này, đời này không còn mong gì hơn. Diệp Thiên Chính ôm trong ngực khóc thút thít Giang Nữ Dung, lần này hắn cười, cười rất vui vẻ. Nhìn Diệp Thần rời đi hình bóng, Diệp Thiên Chính trong lòng cảm giác tự hào tự nhiên nảy sinh. Chỉ như vậy, Diệp Thần rời đi Bắc Cực. Sau một nén nhang, Diệp Thần ngự không phi hành, vừa mới chuẩn bị hoàn toàn rời đi Bắc Cực, đột nhiên hắn con người đông lại một cái, phát hiện cái gì? Ồ, cái này cổ quen thuộc nhân quả hơi thở. Diệp Thần lắc người một cái, xuất hiện ở một cái mang cái khăn che mặt trước mặt thiếu nữ. Diệp Thần. Thiếu nữ hiển nhiên là nhận ra Diệp Thần, nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện nam tử này, nàng nhưng là hơi khiếp sợ. Ngươi tại sao sẽ ở nơi đây? Diệp Thần kinh ngạc nhìn trước mặt cái này bọc được nghiêm nghiêm thật thật thiếu nữ. Cô gái này không phải người khác, chính là Lục Hàn Sương, Lục Lăng Phong con gái. Điều này sao có thể? Thiếu nữ sắc mặt có chút đỏ ửng, tạm thời tới giữa không trả lời được, lại là lộ vẻ được có chút đáng yêu, cùng vậy lần đầu gặp mặt lúc nàng sát thủ kia thân phận, có khác nhau trời vực dáng vẻ. Diệp Thần đầu vừa chuyển, cũng biết là chuyện gì xảy ra. Nơi đây chính là cực hàn cảnh, trên căn bản là sức sống hoàn toàn không có, nhìn xem thiếu nữ trên mình bao lớn bao nhỏ trang bị, nàng nhất định là đi tìm một chút Diệp Thiên Chính và Giang Nữ Dung. Ba mẹ ta còn ở đây cực bắc chỗ sâu, ngươi chẳng lẽ muốn đi tìm bọn họ? Diệp Thần theo bản năng nói là, ngươi không tìm được bọn họ, buông tha đi. Ta mỗi một năm hết Tết đến cũng sẽ đến này, hàng năm cũng đang đột phá mình hành trình, ta tin tưởng một ngày nào đó, ta có thể thấy bọn họ. Thời khắc này Lục Hàn Sương ưỡn ngực bô, phản bác. Cảm ơn ngươi, Diệp Thần giờ khắc này phát ra từ nội tâm mở miệng nói, hướng về phía thiếu nữ hàng năm cũng tới nơi đây thăm hỏi mình phụ mẫu một điểm này, liền chính hắn cũng không làm được. Cảm ơn ta làm gì, từ ngươi rời đi sau đó, ám điện có phụ thân ở đây, ta cũng không cần phải làm gì, chỉ bất quá tìm chút sự việc đuổi thời gian thôi. Hoài Xuân thiếu nữ mình cũng không biết nên làm sao tiếp theo Diệp Thần cái này trai thẳng lời của. Đêm đó, Lục Hàn Sương chính là đặt tiệc ở một nơi đến gần cực bắc trong trấn nhỏ khoản đãi Diệp Thần. Nhìn đầy bàn món ngon, Diệp Thần cũng là lần nữa cảm nhận được thế tục yên hỏa khí, cùng với đã lâu buông lỏng. Ta đều nghe nói, đáng tiếc ta phụ thân trước đây vẫn luôn không có liên lạc với ta, nếu không có lẽ chúng ta có thể sớm một chút gặp mặt. Lục Hàn Sương giờ phút này rút đi áo chống gió, chỉ là mặc một kiện bó sát người màu trắng áo, to lớn ngạo nghễ một khẩu. Lắc Diệp Thần cặp mắt, lại là đem mình uyển chuyển vóc người thi triển hết không bỏ sót. Diệp Thần gật đầu một cái, 5 năm trước ta lúc rời đi, cũng không và ngươi tạm biệt. Lục Hàn Sương tựa hồ biết Diệp Thần muốn nói gì, nàng uống một hớp rượu, cướp trước một bước mở miệng nói, 5 năm trước, ta liền muốn tìm ngươi đi, nhưng là lại buông tha. Những năm gần đây, ta thường xuyên nằm mơ, trong mộng đều là ngươi ban đầu ở khu biệt thự cứu ta cảnh tượng. Ta một mực đang suy nghĩ, như ta lúc ấy bắt được ngươi, có phải hay không cũng sẽ không có huyết mai điện và ám điện cái tuyến kia? Có phải hay không ta là có thể đứng ở bên người ngươi, cùng ngươi đi địa phương xa xôi? Cuối cùng là cái này đáng chết rẻ đặt, để cho ta bỏ lỡ ngươi. Lần này, ta chẳng muốn lưu lại tiếc nuối, Diệp Thần, mang ta đi, được không? Thời khắc này Lục Hàn Sương ánh mắt mê ly, hốc mắt bên trong hơi ửng đỏ, 5 năm này tới. Nàng không lúc nào không đang mong đợi mới gặp lại Diệp Thần. Hôm nay Diệp Thần trở về, thật vất vả lại gặp nhau, lấy được nhưng là Diệp Thần sắp có thể lần nữa đi xa tin tức. Cái này làm cho nàng lại cũng không thể bình tĩnh đi đối mặt, giờ khắc này, nguyên bản thuộc về cô gái vậy một phần dè đặt, bị nàng hoàn toàn quên mất. Ta! Diệp Thần không biết đáp lại như thế nào, Lục Hàn Sương đối với tâm ý của hắn, Diệp Thần năm đó chính là biết được, hôm nay chuyện xưa nặng sách. Lục Hàn Sương lại là nói rõ tâm ý của mình, cái này làm Diệp Thần không biết như thế nào cho phải. Mắt gặp Diệp Thần chưa trả lời, Lục Hàn Sương cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, lau đi khóe mắt lau một cái lệ quang, bỏ mặc có cái gì, ta hy vọng có thể và ngươi cùng đi đối mặt. Diệp Thần suy nghĩ luôn mãi, vẫn là mở miệng cự tuyệt nói, Hàn Sương, ta không thể mang ngươi đi. Lời vừa nói ra, Lục Hàn Sương lại cũng không kềm được hốc mắt đỏ thắm. Không tiếng động nước mắt xông ra, tại sao, tại sao? Nàng tự lẩm bẩm.
bởi vì đó là một cái thế giới không biết, lại đặt chân, ta cũng không biết mình có thể sống mấy ngày, có lẽ ngày mai liền là cửu nhân tìm tới cửa. Diệp Thần lắc đầu một cái, ta không muốn để cho ngươi từ đây bước lên cái này dầu sôi lửa bỏng sinh hoạt. Ở chỗ này, ngươi có thể cơm áo không lo qua hết cả đời. Diệp Thần đứng dậy, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, cười đối với Lục Hàn Sương nói, Hàn Sương, cảm ơn ngươi hôm nay khoản đãi, ta thật rất vui vẻ, chúc ngươi hạnh phúc. Hắn xoay người liền muốn rời đi, đạo thân ảnh kia nhưng là tự ý nhào tới, gắt gao cuốn lấy Diệp Thần sau lưng. À, Diệp Thần tránh thoát Lục Hàn Sương hai cánh tay, mới vừa là vừa quay người, hai múi mà mềm mại nhưng là đã dính vào Diệp Thần đôi môi trên. Một khẩu ngạo nghễ dãy núi cũng là không ngừng đang ma sát trước Diệp Thần ngực, vậy cảm giác giống như điện giật đánh thẳng Lục Hàn Sương trong lòng, lòng nàng nhảy ra mới tăng nhanh, ánh mắt dần dần mê ly lên. Nóng bỏng thân thể dính sát ở Diệp Thần trong ngực, cái lưỡi thơm tho không dừng được thử thăm dò. Vừa hôn động tình, nhưng là xa nhau. Một đêm kia, Lục Hàn Sương xách lên để cho Diệp Thần lưu lại, Diệp Thần vẫn là cự tuyệt. Một đêm kia, Diệp Thần nghe được là tê tâm liệt phế thanh âm. Thật xin lỗi, Hàn Sương. Diệp Thần ngón tay nhẹ nhàng gật một cái môi mình, tại ta dính trên nhân quả, đối với ngươi mà nói, không có lợi. Diệp Thần biết rõ lần đi một nhóm, mệnh đồ đa xuyến, phía trước chờ đợi hắn, chính là càng nhiều hơn sát phạt cùng không chừng mực chiến đấu. Hắn không thể cầm người bất kỳ tới làm tiền đặt cuộc. Đem Hạ Nhược Tuyết, Tôn Di cuốn vào đi vào, hắn cũng không biết cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu. Hàn Sương, ta đi. Diệp Thần nhẹ nhàng nhắc đi nhắc lại một tiếng, bóng người biến mất ở tại chỗ. Lục Hàn Sương nhìn Diệp Thần viễn đi bóng người, không biết đang suy nghĩ gì. Mấy giây sau đó, môi đỏ mỏng khẽ nhúc nhích, nói, Diệp Thần, cảm ơn ngươi. Hoa Hạ Côn Lôn hư. Ngày trời như là dâng lên ánh sáng, xé ra chân trời. Đoạn Hoài An mặc một bộ áo gai, ngồi xếp bằng, ngạch giữa mồ hôi hột rơi vào vậy cố thổ bên trên, từng luồng lục mầm mà dưới đất chui lên. Tu luyện xong Đoạn Hoài An dựa vào ở hàng rào bên cạnh, nhìn chậm rãi mà đến người tuổi trẻ bóng người, kinh ngạc ra thần. Ngươi! Ngươi tới. Đoạn Hoài An trong chốc lát có chút im miệng, người đàn ông này đã từng ở mình dưới sự chỉ đạo chế thuốc hôm qua, vẫn như cũ rành rành trong mắt. Sư phụ, Diệp Thần khom người, cung kính nói. Đoạn Hoài An nhưng là quyền phải hung hăng chùy ở Diệp Thần ngực, sau đó hơi kinh hãi, khá lắm, lại bền chắc không thiếu. Sợ rằng ngươi thân xác, cũng không có người có thể bị thương nặng. Hai người vào nhà, trò chuyện với nhau thật vui. Cho đến trời sáng choang, Diệp Thần uống một hơi cạn sạch trong chén cháo trắng, chặc chặc tán dương, sáng sớm cháo, vẫn là xa xo đêm khuya rượu thân nhau uống. Đoạn Hoài An nhưng là vui vẻ cười to, thằng nhóc ngươi như thế ưu tú, nợ tình dĩ nhiên là không tránh khỏi. Diệp Thần gãi đầu một cái, còn thật bị mình người sư phó này nói chúng. Từ xưa anh hùng nan quá mỹ nhân quan, chính ngươi biết nên làm như thế nào, lần này tới, chẳng lẽ là tìm ta khuyên bảo chứ? Đoạn Hoài An trêu ghẹo mở miệng hỏi nói. Diệp Thần cười một tiếng, tự nhiên không phải, sư phụ, đây là ta ở vực ngoại lấy được một ít y điển pháp môn, ta hy vọng, đem ngươi truyền thừa cùng Hoa Hạ. Sư phụ một lòng thấm nhuần tại y đạo đã lâu, ta không hy vọng, ta sau khi đi, y thần môn y đạo thánh địa tên tiếng đổi chủ. Ta hy vọng ngài, thống lĩnh cái thế giới này y đạo. Diệp Thần giờ phút này khom người, cúi người hỏi thăm nói. Đoạn Hoài An khẽ than một tiếng, à, nhanh như vậy muốn rời đi sao? Đoạn Hoài An không trả lời Diệp Thần mà nói, ngược lại là hỏi. Lần đi biệt ly, có lẽ chẳng biết lúc nào gặp lại, nói không chừng ta có thể tùy ý biến dạng hư không tới. Diệp Thần chân thực không đành lòng tiếp theo bảo, vậy có lẽ cả đời không gặp, bốn chữ cuối cùng khó mà mở miệng. Đoạn Hoài An chớp mắt nháy mắt, sau một lúc lâu mở miệng nói, ta hiểu ý, Diệp Thần. Hy vọng người ta còn có tạm biệt một ngày. Đỉnh phong gặp nhau, Diệp Thần lần nữa khom người chào, vị này làm vì mình y đạo vỡ lòng ân sư, đối với Diệp Thần mà nói, trình độ nào đó so với Diệp Thiên Chính còn phải tới thân thiết. Ta ở chỗ này y điển bên trong giữ lại tu tập phương pháp cửa, hy vọng có một ngày, người ta thầy trò còn có thể gặp nhau. Diệp Thần trong miệng tự lẩm bẩm, bóng người nhưng là theo ngày hôm đó ra tiêu tán sương mù sáng sớm vậy cùng tản đi. Đoạn Hoài An nhìn trong tay Diệp Thần viết tay một bản điển tịch, thật lâu không nói. Hoa Hạ,
kinh thành. Diệp tiên sinh, Hoa Hạ cổ võ cửa thống, hiện tại đã đại khái có quy định ràng buộc, ta đề nghị phải, trái đất linh khí dị biến cuối cùng sẽ bước ra một bước kia, trăm năm sau đó bước vào lúc tu luyện, lại để cho cổ võ môn phái lại xuất hiện thế gian, đến lúc đó có thể thu nạp nhân tài. Trước mắt cứ dựa theo xã hội chánh quy vận hành, cổ võ lánh đời lớn mạnh tự thân, lấy ứng đối trăm năm sau khiêu chiến. Thời khắc này phòng nghị sự bên trong, Ngô Ngôn hướng về phía Diệp Thần làm ra cặn kẽ báo cáo an bài, cùng với trăm năm sau chiến lược hoạch định. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, ta trước khi rời đi, cổ võ giới là ta không yên tâm nhất, nếu Ngô lão gia tử đã sắp xếp xong xuôi, ta chính là hoàn toàn yên tâm. Hoa Hạ cổ võ giới và Côn Lôn hư bướng bỉnh bất tuần, trừ Diệp Thần, người khác không cách nào áp chế. May mắn trước mắt Lục Lăng Phong Kim lãnh nhạn Ngô Ngôn các người, thực lực có thế chấp giống vậy bay vọt, hơn nữa linh khí gia trì, lúc này mới có thể trấn áp toàn bộ cổ võ giới. Vậy thì tan họp đi. Đám người lần lượt đi ra đại sảnh nghị sự, lớn như vậy bên trong phòng hội nghị, chỉ có Ngô Ngôn cùng với Diệp Thần hai người. Ngô lão, ngài, Diệp Thần còn muốn mở miệng hỏi, Ngô Ngôn là hay không còn có tình huống gì chưa từng nói rõ, chỉ gặp lão nhân ra thở dài một cái. Diệp tiên sinh, tiểu thư nghe ngài rời đi tin tức. Diệp Thần bừng tỉnh hiểu ra, ta biết, để cho xa vào đi. Ngô Ngôn cười một tiếng, xoay người rời đi. Không lâu lắm, một bóng người chậm rãi bước vào, màu trắng đồ vận động hiện ra hết te tua, ước chừng tới tuổi 20 buộc tóc đuôi ngựa bím tóc thiếu nữ từng bước đi tới. Giống nhau Diệp Thần lần đầu gặp thiếu nữ lúc hình dáng, vậy bong thuyền, vậy du thuyền. Duy nhất một chút bất đồng, chính là thiếu nữ gáy gian vậy chợt lóe một cái bạch hổ mặt dây chuyền. Diệp đại ca, Ngụy Chi Giao thấy được Diệp Thần trong nháy mắt, liền tiến lên cho Diệp Thần một cái ôm chầm thật chặt. Người sớm đều trở về, đều không tới xem ta. Ngụy Chi Giao ánh mắt u oán nhìn chằm chằm Diệp Thần, nhưng là để cho Diệp Thần nhớ lại đêm đó, thiếu nữ bày tỏ hình dáng. Phốc suy, Ngụy Chi Giao cười một tiếng, ta chọc cười ngươi, biết ngươi có chuyện của mình phải làm, chớ đem ta quên liền tốt. Ngụy Chi Giao trong lòng rất rõ ràng, lần trước cùng Diệp Thần đạo minh tâm ý một khắc đó trở đi, nàng liền lại nữa lưu lại tiếc nuối. Ta nhớ hai chúng ta lần đầu tiên gặp mặt lúc đó, ngươi cũng là cái này lối ăn mặc. Diệp Thần cười một tiếng, đây là đặc biệt vội tới mình tiễn biệt sao? Cũng phải, Giang Hàn Hy để cho ta cho ngươi mang kèm một câu nói nàng sẽ thật tốt tu hành. Diệp Thần nghe vậy cười một tiếng, vậy Hải Bắc thị khu dưới đất võ quán sự việc một màn vạch qua. Trung Ly khá tốt, tốt vô cùng. Ngụy Chi Giao cùng Diệp Thần ngồi đối diện nhau, lớn như vậy đại sảnh nghị sự bên trong, hai người tiếng cười nói kéo dài toàn bộ buổi chiều. Diệp đại ca, ta rất không hy vọng ngươi rời đi. Mặt trời lặn tây núi, ánh chiều tà ánh chiếu xuống thiếu nữ gương mặt có chút ửng đỏ. Diệp Thần vừa muốn mở miệng, nhưng là nghe được Ngụy Chi Giao nói, ngươi không cần giải thích, ta cũng rõ ràng, bất quá, ta có thể sẽ không bỏ qua. Bé gái dương nanh múa vuốt nói, ta muốn bái Ngô gia gia vi sư, để cho hắn dạy ta tu tập, ta sau này đi tìm ngươi. Diệp Thần nghe vậy không khỏi mỉm cười, dưới trời chiều Ngụy Chi Giao nơi cổ bạch hổ mặt dây chuyền chớp mắt. Ồ, Ngụy Chi Giao có chút buồn bực, chỉ gặp Diệp Thần đầu ngón tay chớp mắt, bạch hổ mặt dây chuyền hóa thành ánh sáng, một cái thiết tháp vậy người đàn ông xuất hiện ở trước mắt hai người. Ngụy Chi Giao theo bản năng đi lui về phía sau mấy bước, đối với cái này, nàng là có chút ấn tượng. Hôm nay cái này trái đất đã có bảo vệ, trăm năm ước hẹn, lại không làm đếm. Diệp Thần một lời, bạch hổ chỉ cảm thấy trong lòng gông xiềng bị mở ra, giờ khắc này hắn tự do. Đa tạ Diệp tiên sinh, bạch hổ giờ phút này quỳ một chân, hắn nhưng mà biết ngoại giới chuyện, Diệp Thần tồn tại quá mức khủng bố. Ngươi tiếp theo tính toán đến đâu rồi? Diệp Thần giờ phút này mở miệng nói. Bạch hổ thân thể chấn động một cái, nghĩ tới điều gì, gần từng chữ thuộc hạ nguyện ý thể chết theo. Ta nguyện trấn thủ Hoa Hạ. Bạch hổ chắc chắn nói. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, được, như ngươi thật làm được, ta sẽ trở về cho ngươi một đạo cơ duyên. Bạch hổ trong mắt sáng lên, trong lòng nhiều mấy câu khẩu quyết, hắn vội vàng quỳ xuống, đa tạ Diệp tiên sinh. Trăm năm đối với bọn họ cái này cùng thần thú mà nói, bất quá là búng ngón tay một cái gian. Ta muốn bái bạch hổ tiên sinh vi sư, trăm năm sau một khối đi tìm ngươi. Ngụy Chi Giao giờ phút này lại là thay đổi ý tưởng.
Diệp Thần không khỏi mỉm cười, các ngươi đây hai cái thương lượng đi đi. Trong mấy ngày kế tiếp, Diệp Thần lại là đi xem mình một ít bạn cũ, ví dụ như Lưu Tím, Tôn Linh Lung, Hàn Thiên Mẫn các loại. Vậy mang theo rất nhiều thứ bỏ vào luân hồi mộ địa. Kỷ Lâm con bé này thích ăn trái đất quả vặt, Diệp Thần nhưng mà trực tiếp phét sạch mấy siêu thị lớn. Đưa cho Hạ Nhược Tuyết và Kỷ Tư Thanh đánh một ít tấm ảnh và mang theo một ít thứ. Thu hoạch rất phong phú. Thời khắc này Cửu Long Sơn Đỉnh, Diệp Thần chuẩn bị rời đi. Cung tiễn điện chủ, Lục Lăng phòng dẫn ám điện toàn bộ thành viên từ xa xa chạy như bay đến, nhấc lên bụi đất đều là che khuất bầu trời. Giáo quan, Long Hồn tất cả nhân viên vì ngươi đưa tiễn. Kim Lãnh Nhạn cũng là theo sát phía sau. Lão Hủ Ngô Ngôn, đại biểu cổ võ giới, cung tiễn Diệp tiên sinh phi thăng. Lại là vạn người tới đông đủ. Diệp Thần về lại Mâu, một bộ phó khuôn mặt quen thuộc, thậm chí là Ngụy gia gia chủ Ngụy Hùng cũng là đến sân. Những thứ này cùng hắn từng có ân oán dính dấp người, giờ phút này hội tụ nơi này, đều là vì đưa tiễn Diệp Thần. Các ngươi, bảo trọng, Diệp Thần giờ phút này chóp mũi cảm giác đau xót, có chút cảm giác vô hình xông lên đầu. Giáo quan, vị kia nói để cho ta cho ngươi biểu đạt cảm ơn, hôm nay người nhiều, hắn bất tiện lộ mặt. Kim Lãnh Nhạn nhỏ giọng nói. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, biến dạng hư không, dậm chân rời đi. Vạn người chăm chú nhìn, cùng kêu lên, cùng tiễn Diệp tiên sinh. Hư không chảy loạn bên trong. Diệp Thần hai tròng mắt đóng chặt, chẳng biết tại sao, hắn trong lòng có chút khác thường cảm giác. Ngay tại lúc này, Linh Nhi thanh âm truyền tới. Diệp Thần, ngươi liền rời đi mà thôi, làm động tĩnh lớn như vậy làm gì? Sau này ngươi muốn trở về, ta chỉ phải có đầy đủ năng lượng và tài nguyên, là có thể mang ngươi hồi 100 lần. Diệp Thần ngẩn ra, hắn làm sao quên nắm trong tay không gian quy tắc luân hồi huyền bi. Nếu thật sự là như thế, đó chính là chuyện tốt. Linh Nhi, ngươi khôi phục, Diệp Thần hỏi. Linh Nhi nhưng là lắc đầu một cái, không có, chỉ bất quá ngươi vượt qua không gian, cái này lực lượng quen thuộc để cho ta tỉnh, chờ ta nghỉ ngơi xong hết rồi, tự nhiên sẽ kêu gọi ngươi. Ngươi dưới mắt vẫn là tốt dễ xử lý địa tâm vực sự việc đi. Diệp Thần nghe vậy, con ngươi đông lại một cái, quả thật, địa tâm vực và thái thượng thế giới bàn cờ này vừa mới bắt đầu. Rất nhanh, Diệp Thần liền trở lại vực ngoại. Bất quá hắn cũng không có lập tức lên đường đi địa tâm vực, đi hoàn thành và địa tâm miếu ba vị lão tổ ước định, mà là đi một chỗ khác. Cực kỳ trọng yếu chi địa. Vực ngoại, địa ngục ma đảo. Đây là đế Thích Thiên Chu diệt địa ngục ma thần, cùng Huyền Cơ Nguyệt giao dịch, chém ra đột phá địa phương. Diệp Thần chém chết đế Thích Thiên tâm ma phân thân, bắt được thiên cơ, đi tới địa ngục ma đảo, nhưng gặp cái này trên đảo, còn lưu lại một chút oán niệm khí huyết. Đó là địa ngục ma thần sau khi chết, lưu lại một chút quy luật, hàm chứa luân hồi uy lực, liền đế Thích Thiên đều không cách nào luyện hóa hết. Ở kiếp trước, Diệp Thần dưới quyền có luân hồi 6 ma thần, mỗi một tôn ma thần, đều bị hắn giao cho một phần chia luân hồi phép tắc lực lượng. Địa ngục đạo pháp, gặp lại ta thân. Diệp Thần hít thở một hơi thật sâu, bàn tay nắm chặt gộp lại, đem bốn phía tán lạc luân hồi quy luật, toàn bộ hội tụ đến thân thể mình bên trong. Lục đạo luân hồi pháp, có thiên nhân đạo, ngũ hành nhân đạo, ngạ quỷ đạo, súc sanh đạo, địa ngục đạo, tu la đạo phân chia. Luân hồi 6 ma thần, tất cả trưởng một đạo. Diệp Thần hấp thu địa ngục ma thần lưu lại quy luật, sau lưng nhất thời toát ra một cái luân hồi chi bàn hư ảnh. Vậy luân hồi chi bàn hư ảnh, 6 đạo pháp thì bên trong, có 5 đạo kịch liệt lóng lánh, chỉ kém một cái thiên nhân đạo, vẫn còn ảm đạm bên trong. Không biết thiên nhân ma thần, ở địa phương nào? Diệp Thần trong lòng suy nghĩ, kiếp trước luân hồi 6 ma thần, hắn chỉ kém thiên nhân ma thần không có gặp qua, cái khác ma thần luân hồi quy luật, đều đã thu lại. Nếu như có thể thấy thiên nhân ma thần, lần nữa mời chào đối phương, Diệp Thần luân hồi huyết mạch, nhất định có thể lột xác, đột phá tinh tiến. Hiện tại hắn luân hồi huyết mạch, muốn lột xác tiến bộ, đã là đặc biệt khó khăn, nếu là có thể mượn kiếp trước lực lượng, tự nhiên sẽ ung dung rất nhiều. Địa tâm miếu ước định chậm thời gian dài như vậy, cần phải trở về. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, tính toán cùng ba tộc lão tổ ước định buông xuống, liền phong tỏa phong ra tổ địa vị trí, biến dạng hư không, trở lại địa tâm vực. Phong ra tổ địa vào huyết yêu sơn mạch, coi như là Diệp Thần hai cái tòa tiêu,
chỉ cần có cái này hai cái tòa tiêu tồn tại, hắn cho dù người ở thiên nhân vực, cũng có thể ung dung phong tỏa thiên cơ, trực tiếp biến dạng hư không hạ xuống. Trở lại phong gia tổ địa bên trong, Diệp Thần nhưng gặp trên bầu trời, mơ hồ có khí lạnh vần quanh, đó là Ngụy Dĩnh hơi thở. Lúc này Ngụy Dĩnh đang thử nghiệm chém ra đột phá. Mà bầu trời khí lạnh dị tượng, mơ hồ có một chút tai khí. Đó là không tường dấu hiệu. Chẳng lẽ phải thất bại sao? Diệp Thần nhướng mày một cái, không nghĩ tới trở lại một cái, chính là như vậy tin tức xấu, nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Nàng đạt được ta luân hồi huyết mạch bồi bổ, còn có thiên hàn ngọc vẫn tinh phụ trợ, muốn đến vậy đủ để chặt đứt gông xiềng, thuận lợi đột phá. Trên trời tuy có không rõ dấu hiệu, nhưng Diệp Thần cũng không có để ý quá nhiều, bởi vì phàm là đột phá, thì có thất bại nguy hiểm, sẽ có tai khí ra đời, cái này là bình thường hiện tượng. Ước định kỳ hạn buông xuống, Diệp Thần phân phó xong phong ra tổ địa người, chăm sóc kỹ Ngụy Dĩnh, liền một mình lên đường, đi địa tâm miếu. Địa tâm miếu, tọa lạc tại Yên Vân chết giới chỗ sâu. Hôm nay vạn khư nguy cơ nghiêm trọng, địa tâm miếu cùng tài quyết thánh đường, vậy buông xuống thành kiến, chuẩn bị liên hiệp đối kháng. Cho nên ở Yên Vân chết giới bên trong, vậy các loại sương mù dày đặc đã tản đi, địa tâm miếu ba tộc lão tổ, rút lui hết tất cả bình phong che chở, lấy tiết kiệm linh khí. Diệp Thần rất là thuận lợi, đi tới địa tâm miếu bên trong. Luân hồi chi chủ, thật lâu không gặp. Trấn thủ địa tâm miếu Tu Di Thánh Hòa Thượng, hướng Diệp Thần thi lễ. Diệp Thần gật đầu một cái, nói, ba vị lão tổ đâu? Tu Di Thánh Tăng Đạo, mời theo lão nạp đi vào. Sau đó, hắn liền dẫn Diệp Thần bước vào địa tâm miếu. Diệp Thần đi tới địa tâm miếu bảo điện bên trên, nhưng gặp trong điện đường, Hồng Gia, Lâm Gia, Mạc Gia ba tộc lão tổ, ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, hơi thở trang nghiêm, yên lặng không tiếng động. Trên khuôn mặt đều là mang vẻ ngưng trọng, rõ ràng cho thấy chờ đợi hắn đến. Ba vị lão tổ, thương thế không việc gì. Diệp Thần hướng ba vị lão tổ chắp tay, nhưng cũng không khom người, lễ phép thái độ cũng không cung kính. Bởi vì trước kia, hai bên tranh đấu quả thực không nhỏ, tuy nói là đối kháng vạn khư, tạm thời liên hiệp, nhưng hai bên chỉ là quan hệ lợi ích, cũng không có gì tình nghĩa. Hồng Bi Trần thấy Diệp Thần cái này tư thái, trong lòng tức giận. Một phút sâu nói, đa tạ luân hồi chi chủ thấp thỏm, chúng ta ba phó lão xương, tạm thời còn chưa chết. Bất quá ngươi như lại kéo cái trăm năm đến nơi hẹn, nói không chừng chỉ có thể thấy ba tôn xương trắng. Hiển nhiên đối với Diệp Thần lỡ hẹn vẫn là có chút không vui. Trước đây Tiêu Bố Y một chiêu bạo thiên binh, đem ba tộc lão tổ nổ bị thương, Hồng Bi Trần đạt được trúc xanh tiên đan bồi bổ, đã hoàn toàn khôi phục. Mà rừng Pháp Minh cùng Mạc Thanh Huyền. Trong quá khứ trong cuộc sống, nghỉ ngơi lấy sức, hiện tại vậy khôi phục rất nhiều. Diệp Thần nhìn Hồng Bi Trần, cười hỏi, Hồng tiền bối, không biết trận kia tự quyết bí tịch. Hắn lần này tới, chính là vì trận tự quyết. Trận tự quyết, là đối kháng vạn khư mấu chốt. Muốn phá giải cửu đỉnh đại trận, Diệp Thần nhất định phải bắt được trận tự quyết, hiểu tạo hóa, mới có thể tháo ra trận tự quyết bí ẩn. Hồng Bi Trần hừ một tiếng, đầy mặt không tình nguyện. Trận kia tự quyết bí tịch, giá trị kinh thiên, hắn tự nhiên chẳng muốn đưa cho Diệp Thần. Nhưng hôm nay nguy cơ nghiêm trọng, Diệp Thần là hy vọng duy nhất. Cũng chỉ có Diệp Thần, mới có đầy đủ thiên phú cùng khí vận, đi phá giải vạn khư cửu đỉnh đại trận. Cùng để ta đi. Hồng Bi Trần đứng dậy, mang rừng Pháp Minh cùng Mạc Thanh Huyền, đi bên trong điện đi tới. Diệp Thần trong lòng động một cái, cũng đi theo lên. Bên trong điện bên trong. Đã sớm bố trí một cái trận pháp. Hồng Bi Trần trong miệng nói lẩm bẩm, tay phải một nặn quyết, trận pháp kia ánh sáng lóe lên, lại có thể biến hóa ra một cánh cửa. Diệp Thần thấy vậy, nhỏ cảm thấy kinh ngạc, cũng không biết cánh cửa này, đi thông phương nào. Hồng Bi Trần quay đầu lại nói, đi thôi, ta hiện tại mang ngươi đi trùng dương chiến trường, trận tự quyết bí tịch, liền ở trong đó, ngươi có thể hay không lĩnh ngộ, liền xem ngươi tạo hóa. Diệp Thần khẽ cau mày, cũng không biết vậy trùng dương chiến trường là địa phương nào, cũng không hỏi nhiều, đi theo ba tộc lão tổ, cùng bước vào cửa sau đó. Cánh cửa này, trên thực tế là một cái bí cảnh truyền tống lối vào, sau cửa có động thiên khác. Diệp Thần cùng ba tộc lão tổ, xuyên qua cửa, liền đi tới một phiến trong bí cảnh. Cái này phiến bí cảnh, chính là một cái cổ xưa chiến trường, khắp nơi đều là khói lửa khói súng dấu vết, đoạn đao kiếm gãy.
khắp nơi tán loạn cắm ở trên vùng đất, tiếng gió hô hô, trong bùn đất còn chôn trước rất nhiều xương trắng trên dài ra cỏ xanh, hiển nhiên năm tháng đã cực kỳ rất xưa. Đây là địa phương nào? Diệp Thần nhướng mày một cái, không nhịn được mở miệng hỏi. Hồng Bi Trần nói, đây là trước kia tranh bá thời đại một cái chiến trường. Tranh bá thời đại. Diệp Thần tim co rút nhanh, cái gọi là tranh bá thời đại, chính là thập đại thiên quân lão tổ, cùng ngày cũ đứng đầu lẫn nhau sát phạt, lẫn nhau tranh bá thời đại. Đó là đại tranh thế gian, cũ mới hai phái thế lực, vì hùng đồ phách nghiệp, chém giết chiến loạn không ngừng, đó là một cái tuyệt đối bóng tối thời đại, mỗi ngày đều có hàng tỷ người chết đi, chảy máu nhuộm trời, vô số chủng tộc bị chiến loạn liên lụy, diệt tộc lật. Vào lúc đó đời bên trong, thiên lý quy luật vậy bị nghiêm trọng phá hoại, sau cuộc chiến thiên địa hỗn loạn, nếu như không phải là kiếm thần lão tổ, đúc ra tám đại thiên kiếm, trèo chống thiên địa quy luật, vậy sợ rằng thái thượng thế giới đều phải băng diệt, chư thiên vạn giới vậy phải bị liên lụy, toàn bộ tiêu diệt, tất cả thuộc về không không. Mà Diệp Thần đất dưới chân phương, chính là ngày xưa tranh bá thời đại, để lại một cái cổ xưa chiến trường. Diệp Thần ngắm nhìn chiến trường, nhưng gặp ngàn dặm bầu trời, khói mù ảm đạm, vạn năm không gặp quang đãng, tựa hồ thượng cổ mây đen, một mực lưu lại đến nay, không có tản đi. Hồng Bi Trần nói, chỗ này, tên làm Trọng Dương chiến trường, nhưng thật ra là Trùng Dương Thiên Châu biến thành. Diệp Thần nói, Trùng Dương Thiên Châu. Hồng Bi Trần nói, ừ, Trùng Dương Thiên Châu, chính là 33 thiên thái thượng thần khí, thập đại Thiên Châu một trong, là ta Hồng gia đệ nhất thiên quân, Hồng Xuân Thu Pháp Bảo. Ta Hồng gia đệ nhất thiên quân, pháp danh chính là Trùng Dương, được gọi là Trùng Dương Thiên Quân. Vậy Trùng Dương Thiên Châu, chính là hắn bổn mệnh pháp bảo. Năm đó tranh bá thời đại, ta Hồng gia thiên quân, khổ tâm bố trí, rốt cuộc đem ngày cũ đứng đầu dưới quyền lá bài chủ chốt tinh nhuệ, trong truyền thuyết thiên ma chết vệ, toàn bộ kéo nhập Trùng Dương Thiên Châu trong thế giới đi. Thiên ma chết vệ người thống lĩnh, chính là tiếng tăm lừng lẫy ma tổ vô thiên. Ta Hồng gia thiên quân, cùng ma tổ vô thiên, liền ở nơi này trong Trùng Dương thế giới, bùng nổ sanh tử quyết chiến. Cuối cùng, ta Hồng gia thiên quân, may mắn dựa vào địa lợi khí vận, chiến thắng ma tổ vô thiên, cũng tiêu diệt hết thiên ma chết vệ, lập được ngút trời công lớn. Tuy nói trận chiến ấy, cuối cùng bị ma tổ vô thiên chạy khỏi, nhưng thiên ma chết vệ toàn bộ chết, ngày cũ đứng đầu bại cục đã định, vạn khư cuối cùng thắng được, ta Hồng gia thiên quân bắt lại công đầu, lấy được ban cho trận tự quyết. Hồng Bi Trần nói tới chuyện cũ, ánh mắt vô hạn ước mơ, đối với Hồng gia đệ nhất thiên quân, tràn đầy sùng kính ngưỡng mộ ý. Hồng gia thiên quân Hồng Xuân Thu, chiến thắng đã từng vô vô thiên thư người chấp trưởng, ma tổ vô thiên, đây là động trời chiến tích, ngập trời công lao, hiển hách chư thiên, vô cùng huy hoàng. Mà nơi này, chính là đã từng ma tổ vô thiên, cùng Hồng Xuân Thu chiến trường. Nếu như tầm thường tỉ thí, Hồng Xuân Thu tuyệt không phải ma tổ vô thiên địch thủ, nhưng chiếm cứ Trùng Dương Thiên Châu địa lợi, cuối cùng may mắn chiến thắng ma tổ vô thiên. Diệp Thần trong lòng cũng là một hồi rung động, suy nghĩ xa ngày xưa đại chiến, không khỏi thần đong đưa tình trì, không biết loại cảnh giới đó cường giả chiến đấu, sẽ là như thế nào đáng sợ. Hồng Bi Trần chỉ hướng phương xa, nói trận kia tự quyết bí tịch, ta Hồng gia thiên quân tổ sư, khắc vẽ ở trên ngọn núi kia, phong thiện kỷ niệm, sau đó thiên quân tổ sư ban phúc xuống, đem viên này Trùng Dương Thiên Châu, ban cho ta, ta may mắn lĩnh ngộ được trận tự quyết chút nghĩa sâu xa. Diệp Thần dọc theo Hồng Bi Trần phương hướng chỉ nhìn lại, quả nhiên thấy Trùng Dương thế giới trung ương, có một ngọn núi cao, cao vút sáp thiên, trên vách núi tựa hồ khắc đầy chữ viết cổ xưa, chỉ là khoảng cách quá mức xa xôi, hắn vậy không thấy rõ. Cái này phiến Trùng Dương thế giới, chính là Trùng Dương Thiên Châu biến thành, đang cùng ma tổ vô thiên đánh một trận sau đó, viên này Trùng Dương Thiên Châu, đã hư hại nghiêm trọng. Cho nên, năm đó Thái Cổ ban phúc, Hồng gia thiên quân tổ sư, ban cho xuống bảo bối bên trong, thì có viên này Trùng Dương Thiên Châu, hơn nữa Trùng Dương Thiên Châu bên trong, còn có trận tự quyết bí tịch. Hồng Bi Trần cùng ba vị lão tổ, ngự gió lên, đi Trùng Dương thế giới trung ương bay đi. Diệp Thần vội vàng ngự gió đi theo, một đường lướt qua mặt đất, phát hiện cái này phiến cổ chiến trường, mặc dù trước mắt tan hoang, nhưng còn lưu lại không thiếu địa mạch khí vận, nếu như hấp thu luyện hóa, nhất định có thiên đại chỗ tốt. Không nghi ngờ chút nào, nơi này cũng là một phiến tuyệt đẹp tu luyện bảo địa. Hồng Bi Trần nói, luân hồi chi chủ, có thể hay không lĩnh ngộ trận tự quyết,
liền xem ngươi bản lãnh, cái này phiến trùng dương thế giới, địa mạch khí vận còn vô cùng là thâm hậu, coi như là chúng ta, cũng bỏ không được ở chỗ này quá nhiều cảm ngộ, ngày hôm nay để cho ngươi đi vào, thật sự là chuyện không có cách nào khác, ngươi cũng đừng để cho ta cửa thất vọng. Tại nội tâm bên trong, Hồng Bi Trần đối với Diệp Thần, bây giờ không có hảo cảm, nhưng vì đối kháng vạn khư, cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Diệp Thần trên mình. Diệp Thần gật đầu một cái, lại có chút nghi ngờ hỏi, các ngươi Hồng gia cùng vạn khư, nhân quả không cạn, lần này tổ đường tình báo, vẫn là Hồng Hân bẩm báo lên, vạn khư liền các ngươi Hồng gia đều phải giết. Hồng Bi Trần ha ha cười một tiếng, nói, Phú Hoàng cổ đế cay nghiệt thiếu tình cảm, cái gì cũng làm ra được, hắn trong mắt chỉ có mình, những người còn lại các loại, coi như là cha mẹ con cái, đều có thể giết chết. Diệp Thần nói, xem ra cũng là một cái lấy giết chứng đạo người điên. Hồng Bi Trần nói, thật may năm đó, ta Hồng gia thiên quân tổ sư, uy danh hưng thịnh, Vũ Hoàng cổ đế cũng không dám quá mức lạnh nhạt, cuối cùng vẫn là ban cho trận tự quyết thành tựu ban thưởng, nếu như ta Hồng gia tổ sư hơi yếu, chỉ sợ liền một chút ban thưởng cũng không lấy được. Diệp Thần nhướng mày một cái, nói thứ nhân vật như vậy, còn có nhiều người như vậy đi theo hắn. Hồng Bi Trần nói, bởi vì Vũ Hoàng cổ đế là đại khí vận người, coi như hắn lại cay nghiệt thiếu tình cảm. Đi theo hắn bên người, có vạn khư khí vận bảo vệ, đó cũng là không được cơ duyên tạo hóa, hơn nữa chỉ cần không chọc giận hắn, hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ giận cá chém thất trách phạt. Dừng một chút, Hồng Bi Trần lại thở dài một tiếng, nói, à, đáng tiếc ta Hồng gia thiên quân tổ sư, cùng Vũ Hoàng cổ đế xuất hiện ngăn cách, nếu không lần này nguy cơ, cũng sẽ không liên lụy đến ta Hồng gia. Năm đó Hồng gia trùng dương thiên quân, công lao quá cao, đã đến công cao trấn chủ bước. Hiện tại cùng Vũ Hoàng cổ đế, rất có ngăn cách vết rách. Nếu như không phải như vậy, Hồng gia có lẽ sẽ không phải chịu liên lụy, thậm chí khả năng có được vạn khư chiếu cố. Diệp Thần nghe nói như vậy, nhưng là ha ha cười một tiếng, trong đầu nghĩ, xem ra cái này Hồng Bi Trần, vẫn là có đầu dựa vào vạn khư tâm tư, chỉ là không có được Vũ Hoàng cổ đế mời chào. Vạn khư thần điện quá mạnh mẽ, hơn nữa cùng Hồng gia có thiên ti vạn lũ quan hệ, nếu như có thể. Hồng Bi Trần còn thật chẳng muốn đối kháng, mà là muốn quỳ sát ở Vũ Hoàng cổ đế dưới chân, hoàn toàn quy thuận. Nhưng tiếc là, coi như hắn muốn làm vạn khư chó, Vũ Hoàng cổ đế cũng không thu. Vũ Hoàng cổ đế là nổi danh cay nghiệt thiếu tình cảm, không muốn để cho người ngoài chiếm mình một chút tiện nghi, làm sao có thể sẽ thu nhận Hồng Bi Trần. Diệp Thần thấy Hồng Bi Trần vậy vô hạn thương tiếc hình dáng, trong lòng âm thầm phòng bị. Lão này! Bảo không cho phép sẽ lâm trận đổ mâu, đột nhiên đầu dựa vào vạn khư vậy nói không chừng, được chú ý đề phòng. Bốn người một đường phi hành, rất nhanh đi tới trùng dương thế giới trung ương. Nơi này, một tòa sáp thiên cao đỉnh đứng sừng sững, cao phong sơn vách đá bên trên, một đạo đạo kim sắc chữ viết, thiết họa ngân câu, biểu dương ra minh mông võ đạo hơi thở. Đó là cửu thiên thần thuật bí tịch. Diệp Thần nhìn chăm chăm vừa thấy, trên vách núi khắc vẽ. Chính là đại phạm thiên chín tầng chí tôn công bên trong, đại biểu trận pháp trận tự quyết. Hắn trước kia tuy cho tới bây giờ không có gặp qua trận tự quyết, nhưng đã có binh tự quyết cùng đấu chữ quyết căn cơ, cho nên thiên cơ cảm ứng dưới, vừa nhìn thấy những thứ này chữ viết, cũng biết là trận tự quyết. Thiên hạ vạn trận, dốc hết pháp quyết này. Cái này thiên trận tự quyết, hàm chứa thiên hạ vạn trận biến hóa, chỉ cần hiểu thấu đáo, có thể ung dung suy diễn ra thiên hạ tất cả trận pháp. Một cái trận tự quyết, bao gồm ngàn vạn đại trận, một khi luyện thành, trận pháp gì đều có thể suy diễn ra. Diệp Thần ngắm nhìn trận tự quyết bí tịch, chỉ cảm thấy đầu ông tắc hưởng, thần hồn một hồi lay động. Hắn trước kia sở học trận pháp đạo lý, cùng trận tự quyết so sánh, cũng quá mức dễ hiểu. Cái này thiên trận tự quyết, mới thật sự là vô thượng trận pháp bí quyết, đại biểu trận pháp trung cực nghĩa sâu xa. Mà đây trung cực nghĩa sâu xa, chính là cửu đỉnh đại trận. Làm cửu đỉnh chấn thiên ngày, chính là đế hoàng đích thân tới lúc đó, có thể thống ngự vạn giới, uy sắp bát hoang, hùng phách thiên hạ, vĩnh hằng vô địch. Cái này trung cực nghĩa sâu xa, dõi mắt thiên hạ, chỉ có Vũ Hoàng cổ đế một người lĩnh ngộ. Luân hồi chi chủ, như thế nào, người tham ngộ thấu trận tự quyết sao? Hồng Bi Trần nhìn về Diệp Thần, hỏi. Cái này thiên trận tự quyết, cực kỳ phức tạp gian sâu, hắn đã từng đối diện tường vạn năm. Mới khó khăn lắm nắm giữ được liền chút mấu chốt, nhưng trận tự quyết chân chính tinh túy, hạch tâm bí pháp,
trung cực nghĩa sâu xa, hắn còn xa xa không thể lĩnh ngộ. Ta cần chút thời gian. Diệp Thần mơ hồ có lĩnh ngộ, hắn có binh tự quyết cùng đấu chữ quyết căn cơ, lại đi hiểu cái khác bí quyết, tự nhiên muốn so với thường nhân dễ dàng rất nhiều. Nhưng dù vậy, muốn hiểu trận tự quyết, cũng cần hao phí nhất định thời gian, không thể nào lập tức lĩnh ngộ. Dẫu sao, trận tự quyết nhưng mà Phạm Thiên Thần Công chín quyết một trong, chính là cửu thiên thần thuật, nơi nào có như thế dễ dàng lĩnh ngộ. Người cần phải bao lâu? Hồng Bi Trần nhướng mày một cái này trùng dương thế giới, khí vận bị hấp thu một phần, liền thiếu một phân, vĩnh viễn cũng sẽ không khôi phục. Cho dù là bọn họ ba người, vậy bỏ không được lưu lại quá lâu, sợ hút sạch linh khí, đưa đến thế giới sụp đổ. Diệp Thần nói, 2 tháng đi, tối đa không vượt qua 2 tháng. Hồng Bi Trần trầm ngâm một hồi, chân mày càng nhíu càng sâu, cuối cùng thở dài một cái, nói, được, ta liền cho 2 ngươi tháng, 2 tháng sau đó, vô luận kết quả như thế nào, ngươi phải đi ra. Diệp Thần nói, được, đa tạ. Có 2 tháng thời gian, Diệp Thần phỏng đoán vậy đủ rồi, nếu như 2 tháng sau đó, hắn vẫn không thể lĩnh ngộ trận tự quyết, vậy thì đại biểu hắn khí vận không đủ, không cách nào chạm đến trận tự quyết tinh túy, giấy dụa nữa cũng vô dụng, chỉ có thể buông tha. Lập tức Hồng Bi Trần cùng 3 tộc lão tổ, ngự gió rời đi, để cho Diệp Thần một người ở lại trong trùng dương thế giới, tĩnh tâm tu luyện. Diệp Thần ở ngọn núi kia trước mặt, ngồi xếp bằng, ngắm nhìn trên vách núi chữ viết bí quyết, yên lặng cảm ngộ. Nguyện vọng thiên tinh, lên. Bầu trời suối vàng, mở. Vạn yêu tiên trì, hiện. Diệp Thần tâm niệm vừa động, lục tục sử dụng nguyện vọng thiên tinh, bầu trời hoàng tuyển đồ, vạn yêu tiên trì, dùng để phụ trợ tu luyện. Nguyện vọng thiên tinh trôi lơ lửng ở Diệp Thần đỉnh đầu, hoàng tuyển đồ hóa thành ngàn dặm giang sơn, bảo vệ Diệp Thần, mà vậy vạn yêu tiên trì, thì ở hắn dưới người hiện ra, tạo thành một cái ao nước. Diệp Thần liền ngâm ở vạn yêu tiên trì bên trong, đỉnh đầu tinh thần, thân lượn quanh suối vàng, hoàn toàn tiến vào trạng thái tu luyện, tất cả tinh thần, toàn bộ dùng để hiểu trận tự quyết. Ở nơi này vậy trạng thái tu luyện hạ, Diệp Thần thuận tiện đem trước kia sở học tất cả loại võ đạo thần thông, toàn bộ sửa sang lại một lần, khai thông tinh thần. Thiên Long Bát Thần Âm, Bát Quái Thiên Đan Thuật, 8 bộ phù đồ khí, Thái Thượng Thiên Sư nói, Thiên Tiên Cá Chép Sao, Thái Thượng Thiên Ma Thể, Thiên Yêu Thân Thể, Lục Đạo Luân Hồi Pháp, Huyết Nguyệt Đồ Sát Thiên Trảm, Nguyệt Hồn Chém, Phần Thiên Tự Tại Trời, Hủy Diệt Đạo Ấn, tất cả loại luân hồi huyết mạch, binh tự quyết, đấu chữ quyết vân. Vân, các loại đạo pháp thần thông, còn có pháp bảo binh khí vân. Vân, toàn bộ sửa sang lại đầy đủ hết. Sắp xếp cũ học, ôn cố biết mới, Diệp Thần tinh thần, dần dần đạt tới một loại quên mình trạng thái, tựa như hoàn toàn cùng thiên địa hòa hợp. Ở cùng thiên địa hòa hợp ngay tức thì, Diệp Thần tựa hồ bắt được một cổ ý chí. Đó là trùng dương thiên châu ngày xưa chủ nhân, Hồng Gia Thiên Quân Tổ Sư, Hồng Xuân Thu lưu lại ý chí. Hồng Xuân Thu công cao chấn chủ, bị Vũ Hoàng Cổ Đế nghi kỵ, nội tâm kinh ngạc, khủng hoảng, tức giận, ủy khuất vân. Vân các loại tâm trạng, hội tụ thành một cổ nước lũ vậy, không ngừng đánh thẳng vào Diệp Thần tâm thần. Diệp Thần hít sâu một hơi, vội vàng mở võ tổ đạo tâm, ổn định tâm thần, ngăn cản đánh vào. Mà sau đó, hắn nhưng từ Hồng Xuân Thu lưu lại ý chí bên trong, bắt được một chút trận tự quyết hay ngộ. Đó là Hồng Xuân Thu tự thân, liên quan tới trận tự quyết cách nhìn. Thiên hạ ngàn vạn trận pháp, ngọn nguồn đều ở đây trận tự quyết bên trong, trận này tự quyết, diễn biến muôn vàn, nồng cốt mấu chốt, ngay tại một cái đổi chữ. Chỉ muốn nắm giữ trụ cột nhất trận văn đạo lý, biết được ngũ hành thay đổi, âm dương thay đổi, bát quái thay đổi, cửu cung thay đổi, liền có thể suy diễn muôn vàn, biến hóa ra vô cùng trận pháp. Giống như nhạc khúc bên trong, chỉ có cung thương sừng trưng vũ 5 cái nốt nhạc, nhưng có thể biên soạn ra vô cùng điệu khúc vậy. Trận tự quyết cũng là đạo lý này, chỉ muốn nắm giữ trụ cột nhất trận văn, nắm giữ âm dương ngũ hành, thất tinh bát quái, cửu cung thập phương đạo lý, liền có thể diễn biến ăn gian vạn trận pháp. Đạo lý này, người người cũng hiểu được, nhưng muốn chân chính trở thành trận pháp đại sư, vô cùng là khảo nghiệm thiên phú. Giống như cung thương sừng trưng vũ 5 cái cổ âm, chính là 3-4 tuổi đứa nhỏ, cũng có thể nắm giữ, nhưng muốn chân chính biên soạn bản nhạc, hơn nữa làm được nước chảy mây trôi, vô cùng ảo diệu bước, đó là muôn vàn khó khăn, là đại sư bút tích. Lúc đầu trận này tự quyết, nhìn như phức tạp, trên thực tế là nghiên cứu trụ cột pháp môn.
Diệp Thần ngắm nhìn trên ngọn núi chữ viết, kết hợp với Trùng Dương Thiên Quân Hồng Xuân Thu lưu lại ý chí, tựa hồ có một chút lĩnh ngộ. Cái này thiên trận tự quyết, cũng không phải là dạy người làm sao bày trận, mà là truyền thụ trụ cột nhất trận văn đạo lý, từ ngọn nguồn phân tích trận văn nghĩa sâu xa, là nghiên cứu trận pháp bổn nguyên nhất cao nhất đại lộ. Diệp Thần có binh tự quyết cùng đấu chữ quyết căn cơ, hơn nữa trước kia trận pháp cơ sở vô cùng là vững chắc, lại đi xem trận kia tự quyết, liền cảm thấy đơn giản rất nhiều. Xem ra muốn lĩnh ngộ trận này tự quyết, không khó lắm. Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm, tìm được gật đầu một cái tự. Muốn hiểu trận tự quyết, thật ra thì chính là muốn hiểu trận pháp trụ cột nhất đạo lý, nghiên cứu trụ cột nhất căn nguyên quy luật. Ở cơ sở vững chắc sau đó, liền có thể bắt đầu tất cả loại lòe loẹt biến hóa, chế tạo tất cả loại hoa cả mắt trận pháp. Cho dù là cửu đỉnh đại trận, được gọi là giữa thiên hạ nhất cao nhất phức tạp nhất trận pháp, cũng là từ trụ cột nhất trận văn nghĩa sâu xa bên trong diễn biến đi ra ngoài. Diệp Thần yên lặng cảm ngộ, như vậy qua hai tháng, trong cơ thể hắn bỗng nhiên tóe ra một chùm kim quang sáng chói, kim quang kia chiếu rọi lúc đó, bầu trời đều bị chiếu sáng, trùng dương thế giới vạn năm không thay đổi khói mù, vào giờ khắc này hoàn toàn tan ra. Bên ngoài, ba tộc lão tổ nhận ra được dị tượng, phi thân tới, sau đó liền thấy vô cùng một màn nguy nga. Nhưng gặp Diệp Thần trong cơ thể, bay ra ba cây kiếm, chính là Long Uyên, Hoang Ma, Tai Nạn ba cây thiên kiếm. Cái này ba cây thiên kiếm, ánh sáng bông ra, trong hư không bộc phát ra từng đạo trận văn, cùng ba kiếm lẫn nhau xen lẫn qua lại. Ngay chớp mắt, ba kiếm ngất trời, kiếm khí biến ảo thành trận, kết thành một cái vô cùng minh mông thiên kiếm đại trận. Cái này thiên kiếm đại trận, tâm trận hạch tâm, là một cái cả người phủ đầy màu máu vảy cự long, chính là huyết long. Huyết long trấn giữ kiếm trận trung ương, ngửa mặt lên trời gầm thét, kiếm trận nổ tung, tóe ra ngàn vạn đạo kiếm quang. Trôi lơ lửng ở trên trời bên trong, tràn đầy vô cùng bén sát khí. Vậy ngàn vạn đạo kiếm quang, mang theo Long Uyên, Hoang Ma, Tai Nạn ba kiếm sát phạt, ba cây thiên kiếm hơi thở, hoàn toàn dung hợp. Phải biết, chỉ là một cái thiên kiếm, mũi nhọn đã là nghịch thiên, chém hết tất cả, ba kiếm kết trận dung hợp, vậy mũi nhọn đáng sợ, đơn giản là long trời lở đất. Ba tộc lão tổ hoảng sợ lui về phía sau, chỉ cảm thấy ngập trời sát phạt bước tới. Tựa hồ phải đem bọn họ chém bể. Dừng Pháp Minh cùng Mạc Thanh Huyền hai vị lão tổ, run lẩy bẩy, chỉ cảm thấy tự thân nhỏ bé, hoàn toàn không địch lại ba kiếm đại trận chém chết. Mà Hồng Bi Trần, cũng là khẩn trương kiêng kỵ tới cực điểm. Mặc dù lấy hắn trăm gia cảnh ba tầng thiên thực lực cường đại, có thể phá hỏng bữa trước kiếm đại trận, nhưng ắt phải cần phải bỏ ra giá cực lớn. Thằng nhóc này, thật chẳng lẽ lĩnh ngộ trận tự quyết? Lại có thể đem ba kiếm hợp nhất, kết thành cao nhất kiếm trận. Hồng Bi Trần nội tâm rung động không dứt, ba cây thiên kiếm dung hợp thành trận, hơi thở này thật đáng sợ. Mấu chốt là, ba kiếm dung hợp sau đó, kiếm khí đã đồng tình, nhưng lại không gặp ngày cũ đứng đầu hồn phách nổi lên, rõ ràng Diệp Thần bày trận thủ đoạn, đã đạt tới vô cùng tuyệt diệu cảnh giới, thậm chí chế trụ ngày cũ đứng đầu hồn phách. Hồng Bi Trần kinh hãi dưới, vội vàng đi về trước bay đi, đi tới Trùng Dương thế giới trung ương. Diệp Thần bay, trong con người có kim quang lóng lánh, nhàn nhạt nhìn Hồng Bi Trần. Thời khắc này Diệp Thần, hơi thở so với hai tháng trước, đã hoàn toàn đột phá. Hắn trước đây đi Hoa Hạ, thật chỉ có cứu Hoa Hạ đơn giản như vậy sao? Không. Hoa Hạ phúc trạch, cùng với khí vận toàn bộ hội tụ Diệp Thần. Diệp Thần không thể nghi ngờ là cứu vớt mấy tỷ tánh mạng con người, như vậy công đức, đủ để đối với tu vi và khí vận có ảnh hưởng cực lớn. Diệp Thần muốn đột phá, vậy sẽ thành dễ dàng hơn. Hiện tại Diệp Thần tu vi, ước chừng đạt tới còn thật cảnh 6 tầng thiên. Hồng Bi Trần kinh nghi bất định, nói, luân hồi chi chủ, ngươi. Ngươi lĩnh ngộ trận tự quyết. Diệp Thần cười nhạt, nhẹ khẽ gật đầu, nói, ừ, may mắn lĩnh ngộ, còn đột phá. Mượn trận tự quyết hay ngộ, Diệp Thần tu vi hoàn toàn lột xác, thuận lợi đạt tới còn thật cảnh 6 tầng thiên cảnh giới. Trận tự quyết diệu pháp, vậy thật sâu in vào hắn trong lòng. Trận tự quyết, trên thực tế là nghiên cứu trận pháp bổn nguyên bí quyết, chỉ cần khám phá căn nguyên, thăm dò âm dương ngũ hành, thất tinh bát quái ảo diệu, liền có thể suy diễn ra vô cùng trận pháp. Hiện tại, Diệp Thần mượn trận tự quyết chí lý, thậm chí dung hợp ba kiếm, ngự kiếm bảy trận, bày thành công cái này thiên kiếm đại trận. Ba kiếm hợp nhất, uy lực kia tuyệt đối là đáng sợ,
cho dù đối mặt Hồng Bi Trần, Diệp Thần vậy chút nào không uổng, hoàn toàn không sợ đối phương động thủ. Mỗi một cầm thiên kiếm, cũng hàm chứa một món ngày cũ đứng đầu tàn hồn, tám cầm thiên kiếm quy nhất, liền có thể đem ngày cũ đứng đầu tàn hồn hồi phục. Mà cùng ngày kiếm cùng thiên kiếm đồng tình, ngày cũ đứng đầu hồn phách sẽ hiện ra tới, hiển hóa ra kinh thiên dị tượng. Nhưng hiện tại, Diệp Thần ba kiếm hợp nhất, cũng không gặp từng có sự giao hảo ngày khí tượng. Đây là bởi vì, Diệp Thần đã nắm giữ trận tự quyết, lợi dụng trận pháp giữa vận chuyển, chế trụ ngày cũ đứng đầu hồn phách chập chờn. Hồng Bi Trần vô cùng rung động, trước đó vài ngày, ở huyết hiu sơn mạch bên trong, hắn có thể một chưởng đánh được Diệp Thần hộc máu trọng thương, nhưng hiện tại, hắn không thể nào làm bị thương Diệp Thần. Diệp Thần lĩnh ngộ trận tự quyết, ba kiếm chấn thiên, nếu đánh thật, hai bên kỳ cổ tương đương, người này cũng không thể làm gì được người kia, thật phải liều mạng nói, vậy cũng chỉ có ngọc đá cùng vỡ, hắn không thể nào lại trấn áp Diệp Thần. Hồng Bi Trần rung giọng nói, luân hồi chi chủ, ngươi. Ngươi trận tự quyết tu vi, đạt tới loại cảnh giới nào? Có thể phá giải vũ hoàng cổ đế cửu đỉnh đại trận. Diệp Thần nói, Hồng tiền bối, ta trận tự quyết tu vi, hơi so ngươi thắng một nước, nhưng muốn phá đỉnh diệt trận, vậy còn khó khăn rất. Trước mắt Diệp Thần trận tự quyết, thành tựu đã vượt qua Hồng Bi Trần. Chí ít, hắn có thể để cho ba kiếm dung hợp, mà Hồng Bi Trần nhưng tuyệt đối không thể làm được. Nhưng là, muốn phá giải cửu đỉnh đại trận, đối kháng vạn khư âm mưu, vậy còn đặc biệt khó khăn. Vũ Hoàng cổ đế trận pháp thành tựu, đạt tới đỉnh cao, Diệp Thần không cách nào nhìn hắn bóng lưng, trong thời gian ngắn, căn bản không khả năng phá hư cửu đỉnh đại trận. Hồng Bi Trần sắc mặt trầm xuống, nói, ngươi trận pháp tu vi, đã vượt qua ta, vẫn không thể phá trận. Diệp Thần ha ha cười một tiếng, nói, Vũ Hoàng cổ đế trận pháp, nơi nào có như thế dễ dàng phá vỡ. Chờ một chút đi, ta còn cần thời gian cảm ngộ. Mới vừa lĩnh ngộ trận tự quyết, Diệp Thần tự nhiên không thể nào lập tức phá trận thành công. Nhưng, hắn đã thấy hy vọng, lại cho hắn một chút thời gian, hắn có nắm chắc phá trận. Hồng Bi Trần còn muốn nói thêm gì nữa, Diệp Thần nhưng ngự gió lên, nói ta cáo từ trước, Hồng tiền bối, đa tạ ngươi lần này cơ duyên. Nói xong, Diệp Thần trực tiếp ngự gió rời đi. Hồng Bi Trần tiến lên trước một bước, nói chậm. Hắn muốn gọi ở Diệp Thần, để cho Diệp Thần xuất thủ trợ giúp, tu bổ Trùng Dương Thiên Châu. Nếu như Trùng Dương Thiên Châu tu bổ hoàn hảo, vậy Hồng Bi Trần là thêm một lá bài tẩy. Nhưng mà, Diệp Thần căn bản không có dừng bước ý, làm nghe không gặp, trực tiếp rời đi. Hắn đã đoán được Hồng Bi Trần tâm tư, nhưng hắn cũng không muốn giúp bận bịu. Bởi vì, Trùng Dương Thiên Châu một khi chữa trị khỏi, Hồng Bi Trần trong tay có đầy đủ tiền đặt cuộc, rất có thể sẽ trực tiếp phản bội, đầu dựa vào vạn khư. Vũ Hoàng cổ đế xem ở nơi này tiền đặt cuộc phân thượng, vậy rất có thể thu nhận hắn, hậu quả kia cũng dễ dàng nghĩ được. Hiện tại Diệp Thần còn cần địa tâm miếu trợ lực, cùng đối kháng vạn khư, tự nhiên không thể nhìn bọn họ phản bội. Dĩ nhiên, ở quá trình này bên trong, Diệp Thần sẽ cẩn thận một chút, nếu như phát hiện đối phương có phản bội tâm tư, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào, trước đem đối phương tiêu diệt, miễn trừ hậu hoạn. Rời đi địa tâm miếu sau đó, Huyết Long hướng Diệp Thần hỏi, chủ nhân, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Là muốn đi cửu đỉnh đại trận tâm trận điều tra sao? Diệp Thần nói, bây giờ còn chưa phải là phá trận thời điểm, ta về trước phong ra một chuyến, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe. Huyết Long khẽ vuốt cằm, thân thể ẩn nhập Long Uyên Thiên bên trong kiếm, nghỉ ngơi tu luyện. Diệp Thần lưng đeo Long Uyên Thiên kiếm, trở lại phong ra tổ địa. Hô hô hô, mà làm Diệp Thần mới vừa lúc trở lại, nhưng phát hiện phong ra tuyết rơi đầy trời, khí lạnh bức người, dị tượng đặc biệt kinh người. Ngụy Dĩnh muốn đột phá sao? Diệp Thần trong lòng cả kinh, bắt được Ngụy Dĩnh hơi thở, xem cái này đầy trời gió tuyết tuyệt hàn dị tượng, Ngụy Dĩnh tựa hồ muốn đột phá trăm gia cảnh. Nếu như Ngụy Dĩnh thật có thể thành công đột phá, vậy Diệp Thần bên này, nhiều hơn một cái trăm gia cảnh cao thủ, cục diện tự nhiên sẽ có lợi rất nhiều. Diệp Thần hạ xuống phong gia tổ địa bên trong, nhưng xem gió người trong nhà, người người đều là vô cùng khẩn trương chờ đợi. Dẫu sao, trăm gia cảnh cao thủ, cường đại dị thường. Ngụy Dĩnh có thể hay không đột phá, sự quan trọng đại. Ta đi địa tâm miếu, cũng 2 tháng, Ngụy Dĩnh còn không đột phá kết thúc, có chút cổ quái, nên sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn liền chứ.
Diệp Thần cau mày, nhìn trên trời tuyệt hàn dị tượng, càng phát ra cảm thấy không đúng. 2 tháng trước, Ngụy Dĩnh liền đang đột phá, hiện tại cũng 2 tháng trôi qua, nàng đột phá còn không kết thúc. Mặc dù chém ra đột phá, khó hơn lên trời, nhưng cũng không để ý tới do kéo dài 2 tháng lâu như vậy, dẫu sao Ngụy Dĩnh có hắn luân hồi huyết mạch chống đỡ, coi như là thất bại, vậy sớm nên kết thúc, làm sao sẽ chỉ hoãn lâu như vậy. Diệp Thần đi tới Ngụy Dĩnh cư trú ở ngoài viện, nhưng thấy Phong gia tỉ muội, Gió U Ly và Gió U Tháng, mang một ít Phong gia trưởng lão, ở yên lặng bảo vệ. Tôn chủ, người trở về. Phong gia tỉ muội thấy Diệp Thần trở về, lập tức tiến lên quỳ xuống nghênh đón. Mau dậy đi, Ngụy Dĩnh nàng thế nào? Diệp Thần vội vàng đem Phong gia tỉ muội đỡ dậy, hỏi. Phong gia tỉ muội nói, Ngụy cô nương từ 2 tháng trước bắt đầu, ngay tại chặt đứt gông xiềng, nhưng hôm nay 2 tháng trôi qua, còn không kết thúc chém ra, cát hung phúc họa, là thật khó liệu, nhưng có tôn chủ ngươi luân hồi huyết mạch bảo vệ, muốn đến nhất định không việc gì. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, trầm giọng nói, hy vọng như vậy. Lòng hắn bên trong mơ hồ có chút lo âu, nhưng đột phá cũng không cách nào quá độ quấy dày, liền và Phong gia tỉ muội ở sân bên ngoài bảo vệ chờ. Như vậy lại qua 3 ngày, đột nhiên một tiếng nổ, trong sân truyền ra một tiếng nổ vang, một đạo mênh mông tuyết trụ phóng lên cao, khí lạnh tàn phá kích động, gió lạnh hô hô, tai nạn khí tượng vô cùng là khốc mãnh liệt. Xảy ra chuyện. Diệp Thần con người co rúm một cái, tim tim đập bịch bịch, đột nhiên xông vào trong sân, Phong gia tỉ muội vậy vội vàng đi theo. Nhưng gặp đình viện chỗ sâu, Ngụy Dĩnh thân thể mềm mại mềm ngã dưới đất, khóe miệng chảy xuôi máu tươi, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, hơi thở lộ vẻ được vô cùng yếu ớt. Ngụy Dĩnh, người thế nào? Diệp Thần vội vàng chạy tới, ôm lấy Ngụy Dĩnh, nhưng giác nàng thân thể mềm mại lạnh như băng, như xương tuyết vậy. Ngụy Dĩnh hơi hí ra ánh mắt, thấy là Diệp Thần, thở dốc một tiếng, nói, Diệp Thần, ta lạnh quá, ôm chặt ta. Diệp Thần gật đầu một cái, liền ôm chặt lấy Ngụy Dĩnh. Ngụy Dĩnh vậy ôm thật chặt Diệp Thần, run lẩy bẩy, tựa hồ hận không được đem mình thân thể, dung nhập vào Diệp Thần trong lồng ngực sưởi ấm. Các ngươi đi ra ngoài trước. Diệp Thần quay đầu nhìn Phong gia tỉ muội một mắt, nói. Tôn chủ. Phong gia tỉ muội ôm tâm tình thấp thỏm, xoay người rời đi. Mà ở Phong gia tỉ muội sau khi đi, Diệp Thần mở ra Ngụy Dĩnh quần áo, bàn tay đè ở nàng trên ngực, bát quái thiên đan thuật vận chuyển lên, đem một món linh khí truyền bá đi vào. Nhưng mà, Ngụy Dĩnh gương mặt vẫn là trắng bệch, Diệp Thần bát quái thiên đan thuật, linh khí lại có thể không cách nào thấm vào, lại lưu tán liền đi ra. Không được, ta cần ngươi huyết mạch bồi bổ. Ngụy Dĩnh thở hào hển, ánh mắt trực câu câu nhìn Diệp Thần. Diệp Thần gật đầu hội ý, lập tức ôm trước Ngụy Dĩnh, trở lại trong phòng, tháo xuống 2 người tất cả ngụy trang, thân thể ra thịt tướng dán, đem luân hồi huyết mạch lực lượng, giao phó cho nàng. Ngụy Dĩnh đạt được Diệp Thần huyết mạch bồi bổ, nhất thời tinh thần đại chấn, gương mặt khôi phục một chút đỏ thắm. Sốt cuộc thế nào, người chém ra thất bại sao? Diệp Thần khẽ vuốt ve Ngụy Dĩnh tóc, nhẹ giọng hỏi nói. Ngụy Dĩnh cắn môi một cái, vành mắt hơi ửng đỏ, nói, thất bại, vậy Thiên Hàn Ngọc vẫn tinh có cổ quái. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói cổ quái gì? Ngụy Dĩnh suy nghĩ sâu xa chốc lát, liền nói, vậy tinh thạch bên trong, ẩn hàm một đạo oan hồn ác niệm, ta thiếu chút nữa bị oán khí chiếm đoạt, thật may mượn ngươi luân hồi huyết mạch lực lượng, cuối cùng bảo vệ tâm thần, nhưng chém ra vậy thất bại. Oan hồn ác niệm. Diệp Thần nhất thời ngây ngẩn, cái này Thiên Hàn Ngọc vẫn tinh, là Trấn Nguyên Yêu Tôn đưa cho hắn lễ vật, chẳng lẽ bị làm tay chân? Ngụy Dĩnh nói, khối tinh thạch kia, người từ nơi nào có được? Nàng tự nhiên tin tưởng Diệp Thần, sẽ không gieo họa nàng, thế nhưng Thiên Hàn Ngọc vẫn tinh, đúng là có vấn đề, thiếu chút nữa hại chết nàng, cái này sau lưng, dĩ nhiên là khác có kỳ hoặc. Là Trấn Nguyên Yêu Tôn, đáng chết, tên phản đồ kia, ta sớm hẳn biết, hắn không phải người tốt. Diệp Thần nhất thời giận dữ, phát hiện mình bị lừa gạt. Trấn Nguyên Yêu Tôn là Trăm Gia Cảnh tầng 2 thiên cường giả, tâm tư ẩn núp được cực tốt, lại lừa gạt được Diệp Thần tai mắt. Vậy Trấn Nguyên Yêu Tôn, ở Thiên Hàn Ngọc vẫn tinh bên trong, âm thầm chôn một đạo oan hồn ác niệm, nhưng thật ra là chôn lôi, muốn lừa bịp hại Diệp Thần. Một khi Diệp Thần hấp thu Thiên Hàn Ngọc vẫn tinh, vậy oan hồn ác niệm liền sẽ bùng nổ, ô nhiễm vạn yêu tiên trì.
Như vậy thứ nhất, Diệp Thần mất đi một lá bài tẩy, Trấn Nguyên Yêu Tôn lại không băn khoăn, có thể hoàn toàn yên tâm. Nhưng là, Trấn Nguyên Yêu Tôn lại không nghĩ rằng, Diệp Thần đem khối này tinh thạch, đưa cho Ngụy Dĩnh. Hiện tại, Diệp Thần cũng không có bị tổn thương, ngược lại là Ngụy Dĩnh, gặp phải Thiên Hàn Ngọc vẫn tinh cắn trả. Đáng chết, tên phản đồ kia, ta sớm đáng chết liền hắn. Diệp Thần chán nổi gân xanh nhô lên, tức giận tới cực điểm. Thật may hắn kịp thời trở về, Ngụy Dĩnh đạt được hắn luân hồi huyết mạch bồi bổ, cuối cùng không có xảy ra chuyện. Nghĩ đến Trấn Nguyên Yêu Tôn bị ổi thủ đoạn, Diệp Thần căm tức không thôi. Nếu như là người bình thường, muốn bẫy lừa gạt Diệp Thần, đó là khó hơn lên trời, thế nhưng Trấn Nguyên Yêu Tôn, bởi vì là trăm gia cảnh cường giả, võ đạo gông xiềng đã sớm chặt đứt, che giấu thiên cơ thủ đoạn cao minh vô cùng, lại lừa gạt được Diệp Thần tai mắt, hung hăng bẩy hắn một đạo. Diệp Thần, khối kia Thiên Hàn Ngọc Vẫn Tinh, rốt cuộc là ai cho ngươi? Ngụy Dĩnh trong lòng tò mò, hỏi. Là một tên phản đồ, kêu Trấn Nguyên Yêu Tôn, hắn dám đả thương ngươi, ta phải giết tuyệt hắn cả nhà. Diệp Thần xương ngón tay tiết nặn được rắc 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 vang dội, rất lâu không có tức giận như vậy qua. Ngụy Dĩnh trong lòng lo âu, nói, vậy Trấn Nguyên Yêu Tôn cái gì tu vi, người địch nổi hắn sao? Diệp Thần nói, trăm gia cảnh tầng hai trời, tu vi không thấp, nhưng ta thích thú hắn tử mệnh pháp bảo, người yên tâm nghỉ ngơi, ta đi giúp ngươi trả thù. Vạn yêu tiên chỉ ngay tại Diệp Thần trong tay, mượn vạn yêu tiên chỉ uy năng, Diệp Thần đủ để chu diệt Trấn Nguyên Yêu Tôn. Hơn nữa, hắn đã lĩnh ngộ trận tự quyết, coi như không cần vạn yêu tiên trì, trận tự quyết toàn lực bùng nổ hạ, vậy đủ để đem Trấn Nguyên Yêu Tôn giết chết. Diệp Thần buông xuống Ngụy Dĩnh, trước mắt đỏ bừng phần thiên lửa giận, chuẩn bị lên đường đi Trấn Nguyên Điện. Ngụy Dĩnh kéo Diệp Thần tay, nói, đừng xung động, báo thù sự việc, thảo luận kỹ hơn cho thỏa đáng. Diệp Thần quay đầu, xa thấy Ngụy Dĩnh còn mang tiểu tụy trắng bệch vẻ, trong lòng lửa giận khó khăn tức. Nói ta là 15 phút cũng không chờ, người nghỉ ngơi cho khỏe, đợi ta trở lại. Nói xong, Diệp Thần nhẹ nhàng vuốt ve một tí Ngụy Dĩnh gò má, ở nàng trên trán hôn một tí, sau đó liền rời đi gian phòng, chuẩn bị lướt đi Trấn Nguyên Điện. Tôn chủ, người phải đi nơi nào? Phong gia tỷ muội thấy Diệp Thần phải đi, nhất thời kinh hãi. Ta đi ra ngoài một chuyến, các ngươi thay ta chăm sóc kỹ Ngụy Dĩnh. Diệp Thần phân phó. Sau đó biến dạng hư không, chạy tới Trấn Nguyên Điện. Hạ một sát, Trấn Nguyên Điện bầu trời, một hồi sấm chấn động, tiên linh yêu khí nhô lên. Từng luồng mang tiên cơ hội hay uẩn yêu khí, ở trên trời chìm nổi không chừng, vô cùng linh khí hội tụ, cuối cùng hóa thành một cái hồ nước to lớn, giống như trên trời hồ tiên vậy, trôi lơ lửng ở Trấn Nguyên Điện phía trên bầu trời. Đây là, vạn yêu tiên trì. Luân hồi chi chủ biến mất lâu như vậy, lại có thể trở về. Hắn muốn làm cái gì? Trấn Nguyên Điện sơn môn bên trong, rất nhiều yêu tộc đệ tử, hộ pháp, các trưởng lão, nhìn trên trời trôi lơ lửng hồ tiên, đều là lộ ra lau một cái chấn động chỉ vẻ. Trong truyền thuyết vạn yêu tiên trì, đối với yêu tộc có cực mạnh khắc chế lực, nhìn vậy từng luồng quanh quẩn không tiêu tan tiên linh yêu khí, tất cả yêu tộc đệ tử, đều cảm thấy một hồi sợ hãi. Giao. Kim quang bạo tránh. Một người mặc hoàng kim chiến giáp thanh niên, từ vạn yêu tiên chỉ bên trong nổi lên. Thanh niên kia, chính là Diệp Thần. Lúc này Diệp Thần, mở ra xích trần thần mạch, cả người kim mang bùng nổ, thụy hà vạn trượng, kim giáp phi thân, trước mắt sôi trào lửa giận cùng chiến ý. Trấn Nguyên Yêu Tôn ở chỗ nào? Cút ra đây nhận lấy cái chết. Diệp Thần căm tức nhìn phía dưới, mãnh liệt quát to một tiếng, vậy vạn yêu tiên chỉ ao nước. Giống như thác nước vậy chút xuống đi xuống. Rào, rào, rào. Từng luồng vạn yêu tiên trì linh thủy, điên cuồng bơm vào đến Trấn Nguyên Điện sơn môn bên trong, rất nhiều yêu tộc đệ tử, bất ngờ không kịp đề phòng, nhất thời gặp phải vạn yêu tiên trì tập sát, thân thể suy suy vang dội, lại tựa như dính liền hủ chua độc vật vậy, da thịt bốc khói, xương bị cháy được đen nhánh. Cái này vạn yêu tiên trì, đối với yêu tộc khắc chế hiệu quả, vào giờ khắc này hiện ra. Diệp Thần một thêm thúc dục, vạn yêu tiên chỉ linh khí phun ra dưới, những cái kia yêu tộc chỉ cần dính một chút xíu hơi nước, cũng phải chịu đựng hủ cốt phệ tim khổ. Một ít tu vi hơi mạnh trưởng lão, kinh hoàng ngự gió bay lên, né tránh vạn yêu tiên chỉ tập sát, trong mắt mang thần sắc ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thần sẽ đại khai sát giới. Luân hồi chi chủ, đây rốt cuộc.
có một cái trưởng lão yêu tộc, muốn mở miệng đặt câu hỏi, nhưng đột nhiên phốc xích một tiếng, một đạo kiếm quang thoáng qua, hắn đầu lâu bay lên thật cao, đã bị chém đứt. Diệp Thần trong tay, Hoàng Ma Thiên Kiếm nắm chặt, ở vạn yêu tiên chỉ linh khí bơm vào hạ, trên thân kiếm ma khí cùng yêu khí dung hợp, tóe ra một cổ gần như hỗn độn vậy hung mang, giết người như chém cỏ. Toàn trường yêu tộc hoảng hốt, kinh hoàng lui về phía sau, nhưng không dám nhìn thẳng Diệp Thần mũi nhọn. Hiện tại Diệp Thần tu vi, ngoài mặt xem, mặc dù chỉ có còn thật cảnh 6 tầng thiên, nhưng thực tế sức chiến đấu, đã có thể trong nháy mắt giết trăm gia cảnh nhất tầng thiên cường giả, ở Trấn Nguyên Điện địa bàn bên trong, cơ hồ là vô địch tồn tại. Luân hồi chi chủ, trăm ngày ước hẹn còn chưa tới, ngươi nhanh như vậy tới đây làm gì? Vừa lúc đó, một đạo nặng nề thanh âm lạnh lùng vang lên. Nhưng gặp Trấn Nguyên yêu tôn thân thể, từ bên trong điện bắn ra, thấy sơn môn bị vạn yêu tiên chỉ xông lên hủy, nhất thời thần sắc đại biến, nói, ngươi không phải đã nói, không sẽ vận dụng vạn yêu tiên chỉ sao? Chẳng lẽ ngươi muốn làm trái lời hứa? Diệp Thần thấy Trấn Nguyên yêu tôn xuất hiện, nhất thời giận dữ, nói, ngươi còn có mặt mũi ở ta trước mặt sủa bậy. Cho ta chết. Dứt lời, Diệp Thần thúc giục vạn yêu tiên chỉ, một đạo tinh mang bắn ra, liền muốn tiêu diệt Trấn Nguyên yêu tôn. Vạn yêu tiên chỉ là Trấn Nguyên yêu tôn thai nghén, ẩn chứa hắn bổn nguyên mạch máu cùng khí vận, chỉ cần Diệp Thần đến gần hắn, hơi thêm thúc giục, liền có thể đem hắn giết chết. Hiện tại, Diệp Thần cùng Trấn Nguyên yêu tôn khoảng cách đã đủ đến gần, hắn có thể cảm nhận được đối phương mạch máu hơi thở. Vạn yêu tiên chỉ bắn ra tinh mang, giống như thiên kiếm vậy hung hãn, giết phá hư không, nhắm thẳng vào Trấn Nguyên yêu tôn tim. Trấn Nguyên yêu tôn kinh hãi thất sắc, vội vàng rút người ra lui về phía sau, khiến cho một cái thiên địa pháp tướng thần thông, thân thể dương cao vạn trượng, hóa thành một tôn ngút trời cự thần, cả người da bắp thịt đen nhánh như thiết, hùng tráng như núi cao, trên cổ hiển hiện ra 9 viên khô lâu hạt châu, mỗi một hạt châu cũng lóe lên yêu khí ánh sáng. Suy, vạn yêu tiên chỉ tinh mang, đã bắn giết qua đi, đem một viên khô lâu hạt châu đánh xuyên, nhưng cũng không có thể giết chết Trấn Nguyên yêu tôn. Ha ha, lúc đầu còn có lá bài tẩy sao? Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, vậy nhìn ra liền đầu mối. Vậy 9 viên khô lâu hạt châu, mỗi một viên đều mang Trấn Nguyên điện sơn môn địa mạch linh khí. Trong quá khứ trăm ngày trong thời gian, Diệp Thần đi trước Khử Uyên tiên cảnh, về lại Hoa Hạ, cuối cùng đi địa tâm miếu hiểu trận tự quyết, mà Trấn Nguyên yêu tôn vậy không nhàn rỗi, hắn biết vạn yêu tiên chỉ quá mức lợi hại, cho nên trước thời hạn chuẩn bị kỹ càng. Toàn bộ Trấn Nguyên điện địa mạch linh khí, đều bị hắn nhín thời giờ, cũng luyện chế thành 9 viên khô lâu hạt châu. Cái này 9 viên khô lâu hạt châu, mỗi một viên đều có thể ngăn cản vạn yêu tiên chỉ sát phạt một lần, giá phải trả là hạt châu nổ tung sau đó, địa mạch linh khí tiêu tán, Trấn Nguyên điện sơn môn vậy phải bị liên lụy. Chỉ gặp Trấn Nguyên điện sơn môn chỗ sâu, từng ngọn cung điện, linh sơn núi lớn, ngay tức thì sụp đổ hủy diệt. Nhưng là khô lâu kia hạt châu bể tan tành sau đó, địa mạch linh khí tiêu tán, đưa đến mặt đất bản khối văng tung tóe, núi cao vỡ tồi, loạn thạch bụi bầm tung tóe, tình cảnh úy như vậy nguy nga. Luân hồi chi chủ, người thật muốn làm trái lời hứa, xé rách ra mặt. Trấn Nguyên yêu tôn sắc mặt vô cùng khó khăn xem, vạn yêu tiên chỉ gắt gao khắc chế hắn, nếu như trên cổ hắn địa mạch hạt châu, toàn bộ bị kích hủy, đó chính là hắn ngày rỗ. Ha ha ha. Người ở Thiên Hàn Ngọc vẫn tinh trên làm tay chân, còn có mặt mũi hỏi ta. Diệp Thần dưới cơn thịnh nộ, ngửa mặt lên trời cười to. Vậy Thiên Hàn Ngọc vẫn tinh, hại được Ngụy Dĩnh đột phá thất bại, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, nếu như không phải là Diệp Thần kịp thời chạy về, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Trấn Nguyên yêu tôn âm mưu bị điểm phá, nhất thời con ngươi co rúm một cái, nói, ngươi. Ngươi làm sao không có sao? Hắn ở đó Thiên Hàn Ngọc vẫn tinh trên, đúng là động tay chân, nhưng xem Diệp Thần hình dáng, hồn như vô sự, hiển nhiên cũng không có bị cắn trả. Diệp Thần hừ một tiếng, nhưng không nói nhảm, nói, phản đồ, người dám đào hố hại ta, ta liền muốn ngươi để mạng lại bổ sung. Đấu chữ quyết, cho ta trấn áp. Quát to một tiếng, Diệp Thần tay trái huy trưởng đánh ra, đấu khí bùng nổ. Hắn lúc này dưới cơn thịnh nộ, đấu khí bùng nổ được đặc biệt khủng bố. Đấu thần Thiên Châu từ đỉnh đầu toát ra, ông ông tác hưởng, cùng tự thân linh khí đồng tình, đấu khí bạo tăng ngàn gấp vạn lần. Diệp Thần thân thể, vậy đi theo bạo tăng, hóa thành vạn trượng cao,
viễn cổ đấu đế chiến bào thêm thân, lót trong hoàng kim chiến giáp, mũi nhọn như thần, mênh mông như trời, hung hăng một chưởng vỗ về phía Trấn Nguyên Yêu Tôn đầu. Diệp Thần cùng Trấn Nguyên Yêu Tôn, liền như hai tôn vạn trượng cao cự thần, dưới bầu trời đối lập, tình cảnh vô cùng rung động, cái khác yêu tộc các đệ tử, nhìn như vậy một màn nguy nga, đều là sợ ngây người. Trấn Nguyên Yêu Tôn mắt gặp Diệp Thần một chưởng quay chụp, nhất thời kinh hãi không chạng. Giờ khắc này Diệp Thần, lại có thể không có mượn dùng vạn yêu tiên trì, mà là bằng vào bản thân võ đạo lực lượng, phải đem hắn chấn giết. Tiểu tử này võ đạo, làm sao sẽ như vậy khủng bố? Trấn Nguyên Yêu Tôn hoàn toàn luống cuống, ngắn ngủi không tới trăm ngày thời gian, Diệp Thần võ đạo, đột nhiên tăng mạnh, so với trước kia là lợi hại hơn. Cái này đấu thiên một trưởng bạo từng giết tới, hắn đường đường trăm gia cảnh tầng 2 thiên cường giả, lại có loại cảm giác hít thở không thông. Phải biết, Diệp Thần tu vi, chỉ có còn thật cảnh 6 tầng thiên mà thôi. Trấn Nguyên liệt không trưởng. Trấn Nguyên Yêu Tôn không dám khinh thường, hít sâu một hơi, tất cả linh khí tụ lại, ngang nhiên một trưởng nghênh kích lên. Phịch. Hai tay va chạm. Một cổ động trời đợt khí, bắt đầu từ hai người va chạm trung tâm, đột nhiên bộc phát ra, chung quanh không gian quy luật từng tầng một tan vỡ, bầu trời tựa hồ cũng muốn bị chấn bể, phía dưới yêu tộc các đệ tử, rối rít hộc máu, nhưng là tại chỗ bị trưởng phong liên lụy, bị trọng thương. Diệp Thần cùng Trấn Nguyên Yêu Tôn, hai tay giáp nhau, khí như núi lỡ. Hai người giằng co, cái này một tí nhưng là lực lượng tương đương. Nhỏ trọng lâu kiếm khí, phá. Mà đang ở cái này giằng co giây phút, Diệp Thần ánh mắt run lên, tay phải hoang ma thiên kiếm bỗng nhiên đâm ra, nhắm thẳng vào Trấn Nguyên Yêu Tôn tim. Không tốt. Trấn Nguyên Yêu Tôn hoảng hốt, cái này một tí đụng nhau, hắn đã là sử xuất cả người thủ đoạn, nào nghĩ tới Diệp Thần vẫn còn có dư lực xuất kiếm. Một kiếm này nhanh chóng đâm ra, thật ra thì cũng không coi là bao nhiêu ác liệt, nhưng Trấn Nguyên Yêu Tôn đã không cách nào ngăn cản. Diệp Thần tiến bộ quá nhanh. Ngắn ngủi không tới trăm ngày thời gian, đã là đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ Trấn Nguyên Yêu Tôn, đã không phải là Diệp Thần địch thủ. Sống chết trước mắt, Trấn Nguyên Yêu Tôn chỉ có thể bỏ thân xác, thần hồn từ thân xác bên trong bay ra. Suy, Diệp Thần một kiếm gai đi giết, trực tiếp xuyên qua Trấn Nguyên Yêu Tôn tim, đem hắn thân xác giết chết. Phịch, vạn trượng cao thân hình khổng lồ, ngay tức thì héo rút, cuối cùng phanh nhiên ngã xuống đất. Khơi dậy đầy trời bụi mù. Ha ha, chạy được ngược lại là rất nhanh. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, nhìn phía bầu trời, nhưng gặp Trấn Nguyên Yêu Tôn thần hồn, chiếm cứ thương khung, mênh mông mù mịt, như dày đặc khói mù vậy, che khuất bầu trời. Nếu như mới vừa, Trấn Nguyên Yêu Tôn động tác chậm nửa điểm, hắn liền thần hồn đều phải bị Diệp Thần tiêu diệt. Yêu Tôn đại nhân, toàn trường Trấn Nguyên Điện mọi người, thấy Trấn Nguyên Yêu Tôn thân xác bị diệt. Đều bị kinh sợ được gương mặt tái mét, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thần võ đạo, lại như vậy lợi hại. Ở trông cho mượn dùng vạn yêu tiên chỉ dưới trạng thái, Diệp Thần lại còn có năng lực, có thể đánh chết Trấn Nguyên Yêu Tôn. Luân hồi chi chủ, quả nhiên võ đạo kinh thiên, nhưng người muốn giết ta, vậy không như vậy dễ dàng, chúng ta cùng nhau lấy mạng đổi mạng thôi. Trấn Nguyên Yêu Tôn thần hồn bàn trời, một đôi máu đỏ trong mắt, không ngừng lóe lên hung mang. Giữa trời đất bạo gió lớn làm, ùng ùng vang dội. Gia yêu tinh máu, hội tụ ta thân, Trấn Nguyên huyết trận, lên. Trấn Nguyên Yêu Tôn hai tay giơ lên trời, một màn kinh khủng xảy ra, nhưng gặp trên mặt đất, rất nhiều yêu tộc đệ tử, thân thể phốc phốc nổ tung, trong cơ thể máu tươi bị một cổ lực lượng vô hình, rút ra lấy ra, đi bầu trời bay lên. Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, liền thấy từng cái yêu tộc đệ tử, thân thể máu đều bị ép khô. Hóa thành khô thi ngã xuống đất. Mà bọn họ máu tươi lực lượng, bị dẫn tới trên trời, hội tụ đến Trấn Nguyên Yêu Tôn trong tay, dần dần hình thành một cái đáng sợ huyết trận. Đây là Trấn Nguyên Yêu Tôn liều mạng thủ đoạn. Lấy toàn bộ Trấn Nguyên Điện, tất cả yêu tộc đệ tử máu tươi làm giá, bố trí ngút trời huyết trận, muốn cùng Diệp Thần Ngọc Đá cùng vỡ. Sắc sắc, sắc sắc, sắc sắc. Trấn Nguyên Yêu Tôn trong tay, từng hạt tròn khô lâu hạt châu nổ tung. Vậy còn dư lại địa mạch hạt châu, toàn bộ bị hắn hiến tế hết, hắn biết rõ luân hồi võ đạo, quá mức lợi hại, muốn chiến thắng, phải trả giá thật lớn. Ung ung, theo địa mạch hạt châu bị hiến tế, toàn bộ Trấn Nguyên Điện Sơn Môn, hoàn toàn tiêu diệt, tất cả cung điện kiến trúc, đình đài lầu các, rừng rậm thác nước, núi cao linh phong, toàn bộ hóa thành phế tích.
ở nơi này phế tích bầu trời, thương khung khói mù đầy vải. Khói mù dưới, chính là một cái bàng bạc minh mông màu máu đại trận. Trấn này nguyên huyết trận, hội tụ tất cả trấn nguyên điện đệ tử máu tươi, còn có địa mạch linh khí năng lượng, một khi đại trận kết thành, chỉ sợ liền Diệp Thần đều khó ngăn cản. Muốn kết trận, có hỏi qua ta không? Diệp Thần ánh mắt bỗng nhiên ác liệt, một kiếm chém ngược bầu trời, kiếm khí chém về phía vậy trấn nguyên huyết trận lộc tồn tinh vị. Trấn này nguyên huyết trận, trận pháp hàm chứa thất tinh bát môn kỳ diệu biến hóa. Cái gọi là thất tinh, chính là tham lang, cự môn, lộc tồn, văn khúc vân. Vân tinh thần, trong đó tham lang chủ giết, cự môn chủ cắt hung, văn khúc chủ trí khôn, liêm trinh chủ hoa đào vân. Vân, mỗi cái tinh vị nghĩa sâu xa mỗi người không giống nhau, thất tinh điên đảo thác loạn, có thể diễn biến vạn trận. Trấn nguyên huyết trận, chính là lấy máu tươi thành trận, ở thất tinh bên trong, lộc tồn chủ máu thọ. Diệp Thần một kiếm này, đang chém về phía vậy lộc tồn tinh vị, muốn một kiếm phá trận. Cái gì, ngươi làm sao có thể nhìn thấu ta tâm trận? Trấn nguyên yêu tôn cả kinh thất sắc, vậy lộc tồn tinh vị, chính là hắn trận pháp hạch tâm trận chỗ. Cái này trấn nguyên huyết trận, tầng tầng trận văn chồng lên, thất tinh bát môn biến hóa vô cùng, rất nhiều tinh vị như trời thượng tinh thúc vậy lưu chuyển, làm người ta hoa cả mắt, nhưng Diệp Thần một kiếm, lại có thể nhắm ngay cốt lõi nhất tâm trận. Ngàn vạn nàng hỗn loạn trận văn, cũng không có che giấu đến hắn tầm mắt. Ngươi luyện thành cửu thiên thần thuật, trận tự quyết. Trấn nguyên yêu tôn con ngươi kịch liệt co rúc lại, rốt cuộc phát hiện Diệp Thần trên mình, tràn ra một cổ xưa mênh mông hơi thở. Đó là cửu thiên thần thuật, phạm thiên thần công trận tự quyết hơi thở. Trận tự quyết, đại biểu chư thiên đứng đầu nhất trận pháp bí thuật, chỉ muốn nắm giữ trận tự quyết, liền có thể suy diễn ra giữa thiên hạ tất cả trận pháp. Lúc này Diệp Thần, đã sớm luyện thành trận tự quyết, hơn nữa nói riêng về trận pháp thành tựu mà nói, hắn thậm chí vượt qua Hồng Bi Trần. Trấn nguyên yêu tôn cái này huyết trận, hắn chỉ là nhìn một cái, lập tức thấy rõ ràng tất cả lai lịch, ngay tức thì xem thấu tâm trận chỗ cốt lõi. Suy! Diệp Thần một kiếm chém ngược, vừa vặn chém ở trấn nguyên huyết trận tâm trận trên. Vù vù! Toàn bộ trấn nguyên huyết trận, kịch liệt chấn động đứng lên. Tâm trận ngay tức thì bị chạm phá, từng cái trận văn văng tung tóe, sau đó toàn bộ huyết trận tan vỡ, từng luồng máu tươi bạo tràn ra, máu nhuộm trời, liền mây đen khói mù đều bị nhuộm thành liền màu máu. Phốc xích, trận pháp bị phá, trấn nguyên yêu tôn thần hồn vậy được cắn trả, khạc ra một hơi hắc khí, thân thể từ không trung rơi xuống, thần hồn như một đoàn xốc xếch xương mù vậy phô tán trên đất. Cho ta chết! Diệp Thần thân thể phóng lên cao, bàn tay vung lên. Đầy trời khí huyết họp lại, lần nữa diễn biến thành một cái trận pháp. Trận pháp này, chính là trấn nguyên huyết trận. Mới vừa giải tán trấn nguyên huyết trận, ở Diệp Thần trận tự quyết hạ, lại lần nữa ngưng tụ đứng lên. Không, không thể nào. Trấn nguyên yêu tôn ánh mắt trợn to, ngơ ngác nhìn trôi lơ lửng ở trên trời huyết trận. Trấn này nguyên huyết trận, hắn khổ tâm nghiên cứu mấy ngàn năm, mới rốt cục sáng tạo ra, nhưng Diệp Thần đang hô hấp tới giữa. Lại có thể vậy học biết liền trận pháp này, lần nữa bố trí. Dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân. Chính xác mà nói, Diệp Thần không phải học biết, mà là suy diễn. Dựa vào trận tự quyết, bất kỳ trận pháp hắn chỉ muốn nhìn một cái, liền có thể lần nữa suy diễn ra, hơn nữa đi vô tích chữ tinh, đem trận pháp như cũ thiếu sót từ bỏ, đổi được càng hoàn thiện. Hiện tại Diệp Thần cái này huyết trận, thậm chí so với trấn nguyên yêu tôn tự tay thi triển. Còn hoàn mỹ hơn được hơn. Đây chính là trận tự quyết lợi hại. Mặc dù lấy Diệp Thần trước mắt trận pháp thành tựu, còn không cách nào phá rõ ràng Vũ Hoàng Cổ Đế đại trận, nhưng muốn phá giải chính là một cái trấn nguyên huyết trận, đó là dễ như trở bàn tay. Trấn nguyên huyết trận, cho ta tiêu diệt. Diệp Thần quát to một tiếng, bàn tay hư không trấn áp xuống đi. Vậy trấn nguyên huyết trận, tựa như một cái đỏ tươi cối xay lớn vậy, ùng ùng từ chân trời bạo rơi xuống. Không, trấn nguyên yêu tôn sắp chết gào thét, tràn đầy tuyệt vọng và không cam lòng. Nhưng ở Diệp Thần trận tự quyết nghiền ép hạ, hắn không có lực phản kháng chút nào. Ùng ùng, như cối xay vậy huyết trận, hung hăng chấn rơi xuống đất. Chu vi mấy chục dặm mặt đất, trực tiếp bị đè được vỡ sụp xuống. Trấn nguyên yêu tôn thần hồn, vậy gặp phải huyết trận nghiền mài, hoàn toàn tiêu diệt chết đi. Tên phản đồ này, có thể coi là chết. Diệp Thần thấy trấn nguyên yêu tôn thần hồn tiêu diệt,
nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Chủ nhân, người thực lực vậy cường hãn, lại có thể giết chết trăm gia cảnh tầng 2 thiên cường giả. Huyết Long phát ra một tiếng khen ngợi. Trận chiến này, Diệp Thần cũng không phải là dựa vào vạn yêu tiên trì, mà là bằng vào tự thân võ đạo thực lực, đem Trấn Nguyên Yêu Tôn giết chết. Phải biết, Trấn Nguyên Yêu Tôn nhưng mà trăm gia cảnh tầng 2 thiên cường giả. Diệp Thần võ đạo, đột phá tiến bộ chân thực quá nhanh, hắn bây giờ, nếu như lại đối mặt Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên mà nói, không cần rất nhiều chiêu liền có thể đem bọn họ chém giết, nhưng cái này hai người khí vận và lá bài tẩy không biết, như toàn bộ thi triển, ngược lại cũng không có thể tuyệt đối. Bất quá cái này ở lúc trước, là tuyệt đối không dám tưởng tượng sự việc. Nhưng bây giờ Diệp Thần, nhưng là làm được một điểm này. Chút thực lực này, đối mặt vạn khư, còn xa xa không đủ xem. Diệp Thần lắc đầu một cái, cũng không có tự mãn. Hiện tại lấy hắn thực lực, có thể trong nháy mắt giết trăm gia cảnh nhất tầng thiên cường giả. Đối mặt tầng 2 thiên cường giả, đỉnh cấp bùng nổ, kịch chiến dưới, cũng có thể chém chết. Bất quá trăm gia cảnh tầng 2 trời, vậy không nhất định hoàn toàn xem Trấn Nguyên Yêu Tôn như vậy, thậm chí có thể có so hắn mạnh hơn tồn tại. Bất quá, trên đất tim vực, cho dù là đối mặt trăm gia cảnh 3 tầng thiên, xem Hồng Bi Trần như vậy cấp cường giả khác, Diệp Thần cũng sẽ không sa sút, tối đa hợp lại cái lấy mạng đổi mạng. Hồng Bi Trần như vậy cấp bậc, đã giết không chết hắn, có thể gặp Diệp Thần thực lực, có cường đại dường nào. Nhưng thực lực này, đối mặt Vạn Khư, đối mặt Vũ Hoàng Cổ Đế, vậy còn xa xa không đủ. Một khi cửu đỉnh chấn thiên, Vũ Hoàng đích thân tới, đừng nói Diệp Thần, Nhâm Phi Phàm đều phải chết. Thanh lý môn hộ kết thúc, nên đi Huyết Yêu Sơn mạch một chuyến. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, cũng không có muốn quá nhiều, hiện tại Trấn Nguyên Yêu Tôn đã chết, Huyết Yêu tộc phản đồ đã trừ, nên đi Huyết Yêu Sơn mạch một chuyến. Lập tức Diệp Thần trước phát đóng kín một cái phi kiếm truyền thư, phát đi phong ra cho biết Ngụy Dĩnh, kẻ thù đã trừ, kêu nàng an tâm dưỡng thương tu luyện. Sau đó, Diệp Thần chính là ngự gió bay lên, đi Huyết Yêu Sơn mạch đi. Không cần thiết đã lâu, Diệp Thần đi tới Huyết Yêu Sơn mạch bên trong. Bái kiến luân hồi chi chủ. Diệp đại nhân bình yên. Trấn thủ Huyết Yêu Sơn mạch cường giả, thấy Diệp Thần tới, lập tức khom người thi lễ, thái độ vô cùng khiêm nhường. Diệp Thần gật đầu một cái, nói ta muốn gặp Hồng Hà tiên tử. Trấn thủ cường giả đánh khai sơn môn cấm chế, cung kính mời nói, Diệp đại nhân mời vào, nhiều ngày không gặp, lão tổ vậy ngày đêm thắp thỏm ngươi. Diệp Thần nhớ tới Hồng Hà tiên tử na mị hoặc quyến rũ tư thái, tâm thần lại không khỏi hơi rung động, muốn đến là bước vào Huyết Yêu Sơn mạch địa giới, đã bị nàng khí cơ ảnh hưởng, nếu như tâm thần một cái sơ sót, rất có thể luân hãm vào nàng quần hạ. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Thần bước vào Huyết Yêu Sơn mạch bên trong. Cửu Diệt Yêu Hoàng ra nghênh tiếp, nói, Diệp đại nhân, mời. Sau đó, hắn mang Diệp Thần, đi tới Hồng Hà tiên tử cư trú một tòa trong phòng. Hồng Hà tiên tử ở chi địa, tên là Hồng Hà Nhã Trúc, thi công ở Huyết Yêu Sơn mạch một nơi tĩnh lặng chi địa, xa xa cùng cổ yêu thần miếu tương đối. Cửu Diệt Yêu Hoàng đem Diệp Thần lãnh sau khi đi vào, hướng Nhã Trúc bên trong cung kính nói, lão tổ, Diệp đại nhân tới. Ừ, biết, ngươi lui ra đi. Nhã Trúc bên trong, truyền ra một đạo lười biếng lạnh nhạt thanh âm. Ừ, Cửu Diệt Yêu Hoàng cung kính xoay người lui ra. Diệp Thần ở cửa đợi một hồi. Nhã Trúc cửa mở ra, Hồng Hà tiên tử bước liên tục nhẹ nhàng, mắt mang mỉm cười đi ra. Thật lâu không gặp. Hồng Hà tiên tử cười nhìn Diệp Thần, lại là không chút kiêng kỵ, nhẹ nhàng đi tới, nhón chân lên, ôm Diệp Thần cổ, hơi thở như lan, mềm mềm thân thể vậy dán tới đây, hận không được hòa tan ở Diệp Thần trong lồng ngực vậy. Diệp Thần biết nàng là yêu nữ tâm tính, mị hoặc tà mị, đẩy ra nàng cũng là vô dụng, không thể làm gì khác hơn là tùy nàng. Nói thật lâu không gặp, người có thể cách ta xa một chút. Hồng Hà tiên tử cười duyên một tiếng, nói ta lại sẽ không ăn ngươi ngươi. Dừng một chút, lại nói, ngươi luyện thành trận tự quyết. Có thể tưởng tượng đến phá trận biện pháp. Cửu đỉnh đại trận quá mức đáng sợ, một khi thành công bố trí, Vũ Hoàng đích thân tới, vậy Huyết Yêu tộc cũng phải tiêu diệt. Diệp Thần nói, trận tự quyết ta đã luyện thành, nhưng muốn phá giải vạn khư trận pháp, còn cần chút thời gian. Hắn cùng Hồng Hà tiên tử khoảng cách quá gần, thân thể cơ hồ là dán chặt, lúc nói chuyện hai người môi như gần như xa, nháo được hắn một hồi tâm thần hỗn loạn.
Hồng Hà tiên tử cười tựa hồ rất hưởng thụ như vậy, nói ta tin tưởng ngươi thực lực, nhất định có thể phá giải vậy cửu đỉnh trận pháp, nếu như phá trận thất bại, Vạn Khư lão tổ đích thân tới, chúng ta chết cùng một chỗ cũng không tệ. Diệp Thần bật cười khanh khách, nói chớ có nói bậy nói bạ, ta lần này tới đây, là muốn nói cho ngươi, ta đã giết chết Trấn Nguyên yêu tôn, thành công thanh lý môn hộ, nhân quả coi như là chấm dứt. Hồng Hà tiên tử nhàn nhạt cười một tiếng, nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ, nàng tin tưởng Diệp Thần thực lực, tuyệt đối là cường hãn, có thể giết chết Trấn Nguyên yêu tôn, cũng ở đây tình lý bên trong. Phải không, vậy đa tạ ngươi, phản đồ trừ đi, sư thúc tổ nếu là biết, nhất định thật cao hứng. Vừa nói, Hồng Hà tiên tử ở Diệp Thần trên môi hôn một cái, tựa hồ coi là khen thưởng vậy. Diệp Thần tim đập liền một tí, nhưng ổn định nội tâm, không có động tĩnh. Nói tiếp theo ngươi dự định như thế nào? Nghe Diệp Thần hỏi, Hồng Hà tiên tử nhưng trầm mặc xuống, mày liễu khẽ nhíu, tựa hồ đang suy tư. Nàng buông ôm Diệp Thần cổ hai cánh tay, gương mặt nghiêm nghị, giữa trán cũng có kiêng kỵ lo lắng ý. Dẫu sao, Vạn Khư mưu đồ quá mức đáng sợ, địa tâm vực sống chết tiền đồ, toàn đánh cuộc ở lần này đánh cờ bên trong. Làm trò đùa quay về làm trò đùa, đối mặt tương lai vận mệnh. Nàng tự nhiên cũng là vô cùng ngưng trọng. Cuộc cờ này mấu chốt, không có ở đây ta, mà ở ngươi. Trầm tư một hồi, Hồng Hà tiên tử tựa hồ có quyết định, ngắm nhìn Diệp Thần nói. Ta! Diệp Thần tò mò nhìn nàng. Hồng Hà tiên tử nói, ngươi có phải hay không có ba cây thiên kiếm? Diệp Thần nói, Long Uyên, Hoang Ma, Tai Nạn, cái này ba cây thiên kiếm, đều ở đây ta trong tay. Hồng Hà tiên tử gật đầu nói, vậy thì tốt, thiên kiếm phong mang cực kỳ ác liệt, cũng là phá cuộc mấu chốt, mà tuy chấp trưởng ba kiếm, nhưng kiếm đạo còn chưa đủ mạnh, không cách nào phát huy thiên kiếm chân chính thần uy, ta muốn cho ngươi đi gặp một người, người nọ kiếm đạo thành tựu đạt tới đỉnh cao, ngươi nếu như đạt được chỉ điểm của hắn, có lẽ đối kháng cửu đỉnh đại trận và Vạn Khư tỷ lệ, có thể nâng cao mấy phần. Diệp Thần cười nói, ta luyện thành trận tự quyết sau đó, ba kiếm quy nhất hóa trận. Kiếm đạo sát phạt đã là nghịch thiên, chẳng lẽ địa tâm vực còn có người có thể chỉ điểm ta? Cái này không thể nào. Hồng Hà tiên tử nhỏ cảm thấy kinh ngạc, nói, người đã có thể tụ hợp ba kiếm. Ba kiếm quy nhất, có thể so với song kiếm hợp bích huy lực lớn nhiều, nếu như Diệp Thần thật có thể làm được, đây tuyệt đối là đáng sợ. Diệp Thần nói, ta so tài với ngươi so tài đi, ngươi trước nhìn ta một chút kiếm đạo tiêu chuẩn nói sau. Hồng Hà tiên tử suy nghĩ một hồi, nói, cũng tốt, ta đây muốn xem, kiếm ngươi nói, cùng thập phương kiếm thánh so sánh như thế nào. Thập phương kiếm thánh, Diệp Thần nghe được cái tên này, nhưng đặc biệt xa lạ, trước kia vậy chưa từng nghe qua. Hồng Hà tiên tử nói, đúng vậy, thập phương kiếm thánh là ngày xưa địa tâm vực kiếm đạo người thứ nhất, một luận kiếm đạo, toàn bộ địa tâm vực không ra hắn yêu thích, ta muốn cho ngươi đi gặp hắn một chút, nếu như đạt được chỉ điểm của hắn. Kiếm ngươi đạo tất có thể đột phá. Diệp Thần nói, chúng ta trước hay là luận bàn một chút, ta tự hỏi kiếm đạo không kém gì người, vậy thập phương kiếm thánh chưa chắc có thể hơn được ta. Dứt lời, Diệp Thần vung tay lên, Long Uyên thiên kiếm, Hoang Ma thiên kiếm, Tai Nan thiên kiếm, ba cây thiên kiếm nghịch sông lên trời, đồng loạt bạo phát ra minh mông kiếm khí. Trận tự quyết, ba kiếm quy nhất. Diệp Thần một nặn quyết, ba kiếm quy nhất hóa trận, một cái khổng lồ kiếm trận. Ở trên trời nổi lên. Cái kiếm trận này, lấy Long Uyên trọng kiếm là hạch tâm, Hoang Ma tai nạn chia nhóm cỡ đó, ba kiếm sát khí lẫn nhau đồng tình, nhưng lại kính vị rõ ràng, lẫn nhau không xâm phạm. Hình dùng kiếm khí, ma đạo kiếm khí, tai nạn kiếm khí, phân quang hóa ảnh, biến hóa thành ngàn vạn đạo kiếm quang, cuối cùng diễn hóa thành ào ào ngút trời kiếm trận, kiếm quang chiếu rọi mặt trời, dường như muốn sát phạt chư thiên vậy, khí thế hung hãn tới cực điểm. Ba kiếm quy nhất, lại có thể không đưa tới ngày cũ tai họa, trận tự quyết quả nhiên kỳ diệu. Hồng Hà tiên tử thấy một màn này, tán thưởng gật đầu một cái. Cao nhất thiên kiếm bên trong, từng có sự giao hảo ngày đứng đầu tàn hồn, một khi thiên kiếm tụ hợp, sẽ đưa tới tàn hồn thay đổi, một khi ngày cũ đứng đầu hồn phách bị đưa tới, họa xem dị thường to lớn, coi như không đưa tới thái thượng thế giới sát ý, cũng có thể đưa tới trời phạt lôi phạt. Bởi vì, ngày cũ đứng đầu hồn phách, thuộc về ngày cũ thời đại, là đương kim thế đạo không cho, một khi hiện lên, trời phạt lôi phạt tùy thời hạ xuống, đây là thiên lý trừng phạt. Nhưng là, Diệp Thần ba kiếm quy nhất hóa trận, cũng không có đưa tới họa xem,
rõ ràng cho thấy dựa vào trận tự quyết, xảo diệu hóa giải kiếm khí cộng minh tác dụng phụ. Tam sinh vạn kiếm, rơi. Diệp Thần vung tay lên, bữa trước kiếm đại trận, ba cây kiếm huyễn hóa ra ngàn vạn kiếm khí, xoát 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 từ chân trời bạo rơi, hướng Hồng Hà tiên tử chém tới. Bởi vì là so tài, Diệp Thần cũng không có dùng toàn lực, chỉ dùng 30% lực lượng, liền huyết long đều không cho gọi ra tới. Nhưng dù vậy, bữa trước kiếm đại trận uy lực, cũng là tương đối khủng bố, ngàn vạn kiếm khí bạo giết, so với Chu Thiên Thần kiếm quyết còn kinh khủng hơn. Được. Hồng Hà tiên tử thấy Diệp Thần kiếm uy, một tiếng khen ngợi, thân thể hóa thành một đạo tia máu, lại là trực tiếp xông vào muôn vạn kiếm quang bên trong. Xuy xuy xuy. Muôn vạn kiếm quang vặn cổ, nhưng Hồng Hà tiên tử như ảo ảnh vậy, ở kiếm quang bên trong qua lại, chút nào vậy không bị thương tổn, ảo ảnh qua lại lúc đó, từng đạo kiếm quang bị nàng nghiền nát, hóa thành hư không. Diệp Thần thấy Hồng Hà tiên tử ảo ảnh thần thông, khẽ gật đầu. Hồng Hà tiên tử thực lực, đủ để sánh bằng Hồng Bi Trần, trước mắt cũng có trăm gia cảnh ba tầng thiên tu vi, đích xác là lợi hại. Hắn cái kiếm trận này, chỉ dùng 30% lực lượng, rõ ràng không thể thương tổn tới nàng. Hu hu hu. Hồng Hà tiên tử ảo ảnh, động tác càng lúc càng nhanh, cuốn lên một hồi cương phong khí lưu, cuối cùng đem Diệp Thần kiếm trận bóng sáng, toàn bộ nghiền diệt. So tài đến đây kết thúc, Diệp Thần thu hồi thiên kiếm, tiến lên trước một bước, hỏi ta kiếm đạo như thế nào. Hồng Hà tiên tử khẽ mỉm cười, tiến lên khoác ở Diệp Thần tay, mềm mềm thân thể lại dán tới đây, mị hoặc như tơ nói, xem ra ngươi vẫn là thương hương tiếc ngọc, bỏ không được tổn thương ta, không dùng toàn lực. Diệp Thần dở khóc dở cười nói, nếu như dùng toàn lực, vậy thì không phải là so tài. Hồng Hà tiên tử cười nói, bất kể như thế nào, ngươi vẫn là yêu thương ta, ngươi trong lòng có ta, ta rất là vui mừng. Diệp Thần bất đắc dĩ nói, không nói cái này, ta kiếm đạo như thế nào, có thể cùng thập phương kiếm thánh so sánh. Nghe nói như vậy, Hồng Hà tiên tử suy một tiếng cười nói, kém được xa, có thể nói là khác biệt một trời, hủ cỏ huỳnh quang, thiên tim trăng sáng, hoàn toàn không thể so sánh. Ngươi hiện tại coi như và ta song tu, cầm ta làm lò thải bổ, kiếm đạo lại tinh tiến 10 lần, vậy không sánh bằng thập phương kiếm thánh. Diệp Thần kinh hãi, hoàn toàn có chút ra ý liệu, nói, vậy thập phương kiếm thánh lai lịch gì? Kiếm đạo thật có như vậy lợi hại. Diệp Thần kiếm đạo cùng với võ đạo đều có thể nói nghịch thiên, nhưng Hồng Hà tiên tử trong miệng, tựa hồ cái này thập phương kiếm thánh đơn giản là kiếm mà sống vậy. Hồng Hà tiên tử hướng Diệp Thần đến gần, trước ngực ngạo nghễ run run, phủ mị vạn phần, nói, ta nói, thập phương kiếm thánh là lấy trước địa tâm vực lợi hại nhất kiếm giả, kiếm đạo đã đạt tới đỉnh cao, đơn thuần lấy kiếm đạo mà nói, thậm chí rất nhiều cao nhất thiên quân, cũng không phải là địch thủ của hắn. Ngươi có biết kiếm thế trần địa, thật ra thì kiếm thế trần địa chế tạo người kiếm đạo, cũng không bằng thập phương kiếm thánh, thậm chí thập phương kiếm thánh và kiếm thế trần địa còn có một chút nhân quả dính. Diệp Thần cả kinh nói, liền thượng vị giả cũng không sánh bằng hắn. Cái này thập phương kiếm thánh tu chính là kiếm đạo gì? Hồng Hà tiên tử nói, hắn tu luyện, là Hồng Quân kiếm đạo. Hồng Quân kiếm đạo. Diệp Thần trong lòng rét một cái, đột nhiên nhớ lại tài quyết chi chủ kế hoạch. Tài quyết chi chủ muốn tạo ra một cái vượt qua luân hồi thiên kiếm, mà bữa trước kiếm tên chữ, chính là Hồng Quân. Hồng Hà tiên tử nói, người cũng nghe qua, Hồng Quân, bí ẩn chứ. Tài quyết chi chủ muốn tạo Hồng Quân thiên kiếm, thật ra thì vậy, Hồng Quân, hai chữ, không phải hắn đặt tên, mà là đã sớm tồn tại. Hồng, tức là Hồng Mông cổ xưa, đại biểu nguyên thủy nhất hỗn độn hơi thở. Quân, chính là sấm sét vạn quân, uy thế ngất trời. Đại biểu giữa trời đất nhất lực lượng bá đạo. Hồng Quân hai chữ, chính là hỗn độn nguyên thủy, bá đạo uy nghiêm hóa thân, truyền thuyết giữa trời đất, đã từng có một vị nhân vật truyền kỳ, đó chính là Hồng Quân lão tổ, hắn chấp trưởng giữa trời đất nguyên thủy nhất, bá đạo nhất năng lượng. Diệp Thần ngẩn ngơ, dù gì nói, Hồng Quân lão tổ. Hồng Hà tiên tử gật đầu một cái, nói, đúng vậy, cửu thiên thần thuật chính là Hồng Quân lão tổ sáng chế. Diệp Thần đầu ầm một tiếng, như bị sét đánh vậy, nói, ngươi nói gì sao, cửu thiên thần thuật là cái này Hồng Quân lão tổ sáng tạo. Hồng Hà tiên tử nói, đúng vậy, Hồng Quân lão tổ thân thế lai lịch, đã không thể kiểm chứng, truyền thuyết hắn tồn tại thời đại, so ngày cũng còn muốn rất xưa, hắn sáng tạo ra cửu thiên thần thuật, giống như là cái gì đại thiên trọng lâu trường,
Hy Hoàng Lôi Ấn, Long Thần Phá Thiên Quyết, Thần Diệt Thiên Chiếu Công, Cửu Thiên Bão Phát Quyết vân. Vân, toàn bộ là hắn một tay sáng tạo. Cửu Thiên Thần Thuật, chính là cửu môn đứng đầu nhất cao nhất nguyên thuật, đại biểu thế gian thần thông chí cao, Diệp Thần nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Cửu Thiên Thần Thuật lại có thể nguyên ra một người. Mà người này, chính là Hồng Quân Lão Tổ. Cửu Thiên Thần Thuật, đơn độc xốc lên một môn đi ra, đều có thể hùng bá chư thiên, sau khi luyện thành, đủ để nghịch thiên cải mệnh. Cửu môn thần chí cao thông, lại có thể toàn bộ xuất từ một người, cái này Hồng Quân Lão Tổ, thực lực rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, lại có thể sáng tạo ra Cửu Thiên Thần Thuật, hắn tu vi, hẳn bước vào không không chứ. Diệp Thần nội tâm vô cùng rung động, không dám tin tưởng. Trước mắt hiện thế tu vi đại viên mãn, Vũ Hoàng Cổ Đế đã đạt tới, tiến thêm một bước, đó chính là không không cảnh giới, thế gian cho tới bây giờ không có ai chạm đến qua không không. Nếu Hồng Quân Lão Tổ có thể chế tạo ra Cửu Thiên Thần Thuật, muốn đến tu vi sẽ không so Vũ Hoàng Cổ Đế kém, đã như vậy, đây chẳng phải là không không cấp cường giả khác. Hồng Hà Tiên Tử lắc đầu một cái, nói thật ra thì cái này là truyền thuyết, không người có thể chứng thật, Hồng Quân Lão Tổ có tồn tại hay không cũng nói không chừng. Diệp Thần nói, nếu quả thật tồn tại, vậy cũng quá đáng sợ, một người chế tạo ra liền Cửu Thiên Thần Thuật, liền Vũ Hoàng Cổ Đế cũng không thể nào làm được. Hồng Hà Tiên Tử nói, Hồng Quân Lão Tổ truyền thuyết, quá mức rất xưa, đã không thể kiểm chứng. Diệp Thần nói, vậy Hồng Quân Kiếm Đạo là chuyện gì xảy ra? Thập Phương Kiếm Thánh lấy được Hồng Quân Lão Tổ chân truyền. Hồng Hà Tiên Tử lắc đầu nói, không phải, Hồng Quân Lão Tổ như vậy thần bí truyền thuyết, sống sót niên đại cách nay vô cùng rất xưa, so ngày cũng còn muốn xa xôi, làm sao có thể sẽ có chân truyền hậu nhân. Diệp Thần nói, vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hồng Hà Tiên Tử nói, 33 thái thượng thần khí bên trong, truyền thuyết có 7 kiện, là Hồng Quân Lão Tổ chế tạo, được gọi là Hồng Quân Thất Bảo, Thập Phương Kiếm Thánh lấy được trong đó một món bảo vật, vậy bảo vật bên trong, hàm chứa Hồng Quân Lão Tổ kiếm đạo thật rõ ràng, hắn lĩnh ngộ kiếm này đạo thật rõ ràng, cho nên trở thành kiếm đạo người thứ nhất, thiên hạ không ra hắn yêu thích. Diệp Thần cả kinh nói, cái gì, vậy Hồng Quân Lão Tổ, thậm chí tham dự thái thượng thần khí đúc. Trong truyền thuyết 33 thiên thái thượng thần khí, tổng cộng có 33 kiện, mỗi một kiện cũng không có so mạnh mẽ, giống như là thập đại thiên châu, bốn đại tiên ao, Diệp Thần đã gặp qua, lại không nghĩ rằng còn có Hồng Quân Thất Bảo, là Hồng Quân Lão Tổ tự tay đúc. Cái này Hồng Quân Lão Tổ, nếu quả thật tồn tại, vậy cũng quá đáng sợ, một người sáng tạo ra Cửu Thiên Thần Thuật, lại chế tạo ra ước chừng 7 kiện thái thượng thần khí. Cái đó Thập Phương Kiếm Thánh, lấy được Hồng Quân bảo vật, lĩnh ngộ Hồng Quân kiếm đạo thật rõ ràng, thật ra thì cũng coi là Hồng Quân Lão Tổ truyền nhân. Hồng Quân Lão Tổ thực lực, là như vậy đáng sợ, vậy Thập Phương Kiếm Thánh, đạt được Hồng Quân kiếm đạo chân truyền, nội tình có thể tưởng tượng được. Diệp Thần tim đập bịch bịch, ngược lại cũng muốn đi gặp Thập Phương Kiếm Thánh. Hồng Hà Tiên Tử lông mày loan nguyệt, cười nói, làm sao, người động lòng. Diệp Thần nói, vậy Thập Phương Kiếm Thánh ở nơi nào? Nhân vật như vậy, ta dĩ nhiên muốn đi gặp. Hồng Hà Tiên Tử nói, vậy Thập Phương Kiếm Thánh là cái ẩn sĩ, năm đó nhân tộc cùng huyết yêu tộc chiến tranh bùng nổ, ta đã từng muốn cầu hắn ra tay, nhưng hắn từ đầu đến cuối không chịu rời núi, ngươi là luân hồi chi chủ, có lẽ huyết mạch ngươi, có thể đưa tới hắn chú ý, ngươi có thể đi thử một chút. Vừa nói, Hồng Hà Tiên Tử móc ra một tấm phù chiếu, giao cho Diệp Thần, nói. Thập Phương Kiếm Thánh ẩn cư ở Càn Khôn Phong, đây là Càn Khôn Phong địa chỉ chỗ, phù chiếu bên trong còn có một chút bí mật tình báo, chính ngươi thật tốt nghiên cứu kỹ. Diệp Thần nhận lấy phù chiếu, hơi một cảm ứng, liền phát hiện phù chiếu bên trong, thiên cơ dày đặc, trừ Càn Khôn Phong địa chỉ bên ngoài, còn có Thập Phương Kiếm Thánh đời người, gia thế, sơn môn nội tình vân. Vân tình báo. Đa tạ. Diệp Thần hướng Hồng Hà Tiên Tử chắp tay một cái, trịnh trọng nói cảm ơn. Hồng Hà Tiên Tử bật cười, ôm Diệp Thần nói, chúng ta quen như vậy, cũng không cần nói cảm ơn nhiều, hy vọng ngươi có thể thuận lợi thấy Thập Phương Kiếm Thánh. Diệp Thần gật đầu nói, được, vậy ta đi. Nói xong, Diệp Thần liền muốn lên đường. Hồng Hà Tiên Tử nhưng ôm hắn không buông tay, hờn dỗi một tiếng, nói, ngươi mới tới muốn đi. Không cần gấp như vậy, cùng ta một đêm đi. Diệp Thần nói, ngươi muốn làm gì? Hồng Hà Tiên Tử cười nói, yên tâm. Ta lại sẽ không ăn ngươi,
chỉ là muốn để cho ngươi cùng ta uống ly rượu, thưởng ngắm hoa mà thôi, Vạn Khư nguy cơ quá mức nghiêm trọng, chàng này đánh cờ cửu tử nhất sanh, ta chỉ muốn kịp thời vui chơi, coi như ngày khác tan biến, chí ít cũng có qua một đoạn vui vẻ thời gian. Diệp Thần nghe được nàng lời nói này, liền gật đầu một cái, nói, được rồi. Hắn đáp ứng. Đêm đó, Diệp Thần cùng Hồng Hà tiên tử, vượt qua một đoạn khoái trá thời gian. Tuy nói Diệp Thần giữ được ranh giới cuối cùng, nhưng trừ cuối cùng một tầng cửa sổ giấy không thọt phá bên ngoài, hai người là cái gì cũng làm. Ngược lại cũng không quái Diệp Thần, chủ yếu là Hồng Hà tiên tử quá chủ động, đối phương cứng rắn phải lấy lại đi lên, hắn cản cũng không ngăn được, chỉ có thể coi giữ ranh giới cuối cùng. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thần từ trong Ôn Nhu Hương vùng vẫy đi ra, liền dọc theo phù chiếu chỉ thị, đi địa tâm vực Càn Khôn Phong, tìm Thập Phương Kiếm Thánh, hy vọng có thể đạt được đối phương chỉ điểm. Trong truyền thuyết Hồng Quân Kiếm Đạo, không biết sẽ có lợi hại dường nào. Diệp Thần trong lòng tràn đầy mong đợi, Hồng Quân thất bảo bên trong, có một bảo tên là Thập Phương Kiếm Tâm, là một khối hàm chứa cao nhất kiếm đạo bí ẩn tinh thạch, khắc đầy cổ xưa kiếm đạo phù văn, truyền thuyết là Hồng Quân lão tổ tự tay chế tạo. Hồng Quân lão tổ biến mất sau đó, nghe nói để lại một cái bí cảnh, vậy bí cảnh ở Hắc Ám Cấm Hải, cất giấu Hồng Quân lão tổ trọn đời bảo vật cùng cất giấu vật quý giá. Dung động vạn giới cửu thiên thần thuật, chính là từ Hồng Quân bí cảnh bên trong truyền lưu ra. Tỷ năm tới, vậy Hồng Quân bí cảnh, cơ hồ bị người đào rỗng, tất cả bảo vật đều bị lấy đi. Mà Thập Phương Kiếm Thánh, năm đó đã từng tiến vào qua Hồng Quân bí cảnh một lần, cơ duyên xảo hợp dưới. Lấy được rồi Thập Phương Kiếm Tâm, thành công đạt được Hồng Quân lão tổ kiếm đạo thật rõ ràng, từ đây trở thành thiên hạ kiếm đạo người thứ nhất. Những tin tình báo này, ở Hồng Hà tiên tử giao cho Diệp Thần phù chiếu bên trong, có rõ ràng ghi lại. Diệp Thần một thân một mình, ngự gió đi tới Thập Phương Kiếm Thánh chỗ ở. Nhưng gặp trước mắt, ngàn đỉnh mở khích, vạn nhạc khai bình, từng ngọn núi cao núi lớn, liên miên vô tận, địa thế hết sức hiểm ác cao ngất. Ở nơi này phiến liên miên đỉnh núi bên trong, cao nhất một tòa, chừng vạn trượng, cắm thẳng vào trời cao, trên đất không thấy được đỉnh núi. Chỗ tòa này cao nhất đỉnh, chính là Càn Khôn Phong. Diệp Thần bay đến Càn Khôn Phong vùng lân cận, liền đáp xuống, đi bộ, tỏ vẻ cung kính. Hắn đi tới Càn Khôn Phong chân núi, nhưng gặp sơn môn có màu vàng cấm chế bảo vệ, không gặp có người trấn thủ. Luân hồi người bảo vệ Diệp Thần. Cầu gặp Hồng Quân tọa hạ chân truyền Thập Phương Kiếm Thánh, mời tiền bối khai sơn gặp nhau. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, cao giọng hát này, đạo minh viếng thăm ý. Thanh âm hắn sau khi truyền ra, ở thiên sơn vạn hắc gian chấn động, nhưng đợi một hồi, cũng không gặp có người đáp lại. Vãn bối Diệp Thần, cầu gặp Thập Phương Kiếm Thánh tiền bối. Diệp Thần nhướng mày một cái, lần nữa cao giọng kêu lên, nhưng vẫn không có đáp lại. Thấy vậy, Diệp Thần lần nữa nói, vãn bối Diệp Thần, phụng Hồng Hà tiên tử mệnh lệnh, đặc biệt tới thăm Thập Phương Kiếm Thánh tiền bối. Hắn lần này mang ra Hồng Hà tiên tử tên chữ, nhưng còn chưa gặp có người đáp ứng. Đang nghi ngờ tới giữa, trên núi đi xuống một cái đạo đồng, ước chừng 13-14 tuổi, mang thần sắc lo âu, đi tới Diệp Thần trước mặt, nói. Người chớ ồn ào, không nên quấy rầy sư phụ thanh tĩnh. Diệp Thần thấy rốt cuộc có người tới. Vội vàng nói, tại hạ Diệp Thần, ngưỡng mộ Thập Phương Kiếm Thánh tiền bối kiếm đạo, muốn cầu dạy một hai, xin các hạ truyền đạt một tiếng, hôm nay Vạn Khư nguy cơ hạ xuống, địa tâm vực sống chết một phát, bảo vệ địa mạch đạo thống, người người có trách nhiệm. Đạo đồng kia liếc một cái Diệp Thần, nói, sư phụ ta lánh đời ẩn cư, đã có mấy trăm ngàn năm, năm đó nhân tộc cùng huyết yêu tộc tranh nhau, hắn không rời núi, sau đó thái cổ hạo kiếp, tài quyết thánh đường tiêu diệt thiên quân thế gia. Hắn vậy không rời núi, lần này Vạn Khư nguy cơ, hắn tự nhiên cũng sẽ không xảy ra núi, ngươi đừng lãng phí thời gian. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, trong lòng có chút không vui, nhưng vẫn là nói, ổ lật dưới, yên có chứng lành. Vạn nhất Phú Hoàng cổ đế đích thân tới, địa tâm vực tan biến, tôn sư vừa có thể chạy đi nơi nào. Đạo đồng kia cười lạnh một tiếng, nói, sư phụ ta kiếm đạo thông thần, hắn tự nhiên có biện pháp, ngươi là luân hồi chi chủ. Người muốn cùng Vạn Khư tranh đoạt nghiệp bá, đó là chuyện ngươi, sư phụ ta cho tới bây giờ không hỏi thế sự, ngươi đi thôi. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, nói tại hạ lần này tới, không phải là vì tranh bá, chỉ là nghe Hồng Quân kiếm đạo uy danh, trong lòng ngưỡng mộ rất, muốn đến kiểm chứng kiếm đạo.
đạo đồng kia nói, người muốn cầu sư phụ ta chỉ điểm sao? Diệp thần nói, chính phải. Đạo đồng kia cười lên, nói, luân hồi chi chủ, người võ đạo mặc dù thông trời, nhưng kiếm đạo bất quá ngươi còn chưa xứng đạt được sư phụ ta chỉ điểm, xin trở về đi. Diệp thần trong lòng tức giận, nói, muốn như thế nào tài phối đạt được tôn sư chỉ điểm. Đạo đồng kia xoay chuyển ánh mắt, nói, ngươi tỉ thí với ta tỉ thí, nếu như kiếm ngươi nói, có thể thắng được ta mà nói, ta liền thả ngươi đi vào. Sư phụ ta có 3 người đệ tử, ta là kém nhất một cái, ngươi nếu như liền ta cũng không sánh bằng, vậy cũng không cần phải lại đi phiền sư phụ ta. Diệp thần hơi trầm ngâm, nói, ừ, thập phương kiếm thánh có 3 tên đồ đệ, theo thứ tự là kiếm vô danh, tuyết thiên âm, khâu ngạn, muốn đến ngươi chính là khâu ngạn, nghe nói ngươi kiếm đạo rất lợi hại. Đạo đồng kia hơi kinh hãi, nói, ngươi biết ta tên chữ. Xem ra Hồng Hà tiên tử đã nói cho ngươi, ngươi nếu nghe qua ta kiếm đạo uy lực, vậy hay là trở về đi thôi, chỉ lấy kiếm bản về, ngươi không phải ta địch thủ. Cái này đạo đồng, chính là khâu ngạn, huyết mạch trời xanh từ mang kiếm khí, bị thập phương kiếm thánh chọn chúng, thu làm đồ đệ. Hắn hình dáng nhìn như, là 13-14 tuổi đạo đồng, nhưng kỳ thực đã sống mấy chục ngàn năm, chỉ là bởi vì một chàng bất ngờ, huyết mạch bị người áp chế, không cách nào phát thân lớn lên, thủy chung là thiếu niên nói đồng hình dáng. Diệp thần trong đầu nghĩ, mình kiếm đạo không kém, coi như không sánh bằng thập phương kiếm thánh, nhưng cùng khâu ngạn so sánh, tổng cũng không tới xa sút, nói ai thắng ai thua, vậy phải so qua mới biết. Khâu ngạn cười nói, được, từ đại sư huynh đi liền sau đó, ta rất lâu không cùng người so tài qua, ngày hôm nay liền cùng ngươi tỉ thí một chút, để cho ngươi nhìn một chút ta Hồng Quân kiếm phái lợi hại. Nói xong, Khâu Ngạn đi ra, dẫn Diệp Thần, đi tới núi bên giữa một cái đỉnh nhỏ bên trong, bên ngoài đỉnh có một nơi cái ao, trong hồ trồng đầy hoa sen. Khâu Ngạn bay đến vậy hồ sen bên trong, người nhẹ nhàng đứng ở một đóa hoa sen trên, rút ra một thanh trường kiếm, hướng Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, ngươi tới đi, ta phỏng đoán ở trong 10 chiêu, ngươi liền muốn thua. Diệp Thần ha ha cười một tiếng, vậy người nhẹ nhàng lên, bay đến một đóa hoa sen trên đứng, rút ra Hoang Ma Thiên Kiếm, xa xa cùng Khâu Ngạn đối lập, nói, ngươi tu vi hơi thở, ở trăm gia cảnh nhất tầng thiên, ngươi chút thực lực này, muốn đánh bại ta, chỉ sợ là thiên hoang nói nguyên đêm. Khâu Ngạn thấy Diệp Thần Hoang Ma Thiên Kiếm, liền vội vàng lắc đầu, nói, chúng ta là so tài kiếm đạo, không phải sống chết tỉ thí, ngươi đừng dùng thiên kiếm, nếu không một kiếm thì phải trong nháy mắt giết ta, kiếm đạo cuối cùng là kỹ xảo, mà lực vượt 10.000 pháp, ngươi luân hồi lực quá mức cường hãn, ta coi như kiếm đạo so ngươi mạnh 10 lần, cũng phải bị ngươi giết chết. Thế gian tu luyện pháp môn, vô luận biết bao phức tạp, biết bao ảo diệu, đều không cách nào thoát khỏi một cái quy tắc, đó chính là lực lượng quy tắc. Cái gọi là lực lớn thắng 10 người, lực vượt 10.000 pháp, lực lượng mới là căn nguyên, cái khác đạo pháp đều là kỹ xảo. Kỹ xảo biến hóa, không cách nào thay thế lực lượng hùng hồn, ví dụ như một con kiến, coi như nắm giữ tinh diệu nữa võ đạo kiếm đạo, cũng thì không cách nào giết chết con voi, lực lượng chênh lệch quá xa. Hiện tại, Khâu Ngạn thật sâu cảm giác được, Diệp Thần lực lượng, ngút trời vậy đáng sợ, muốn giết hắn không cần chiêu thứ hai. Nếu như sống chết tỉ thí, hắn tự nhiên không thể nào là Diệp Thần địch thủ. Diệp Thần nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Khâu Ngạn nói, ngươi chỉ dùng phổ thông kiếm, cùng ta tỉ thí, hơn nữa muốn áp chế luân hồi lực, chúng ta chỉ là luận đạo, không phải sống chết đánh giết. Diệp Thần suy tư một hồi, liền gật đầu một cái, nói, được. Hắn lúc này thu hồi Hoang Ma Thiên Kiếm, bàn tay hư không nắm chặt, canh kim tinh khí hội tụ, hóa thành một chuôi hoàng kim chiến kiếm, nắm trong tay. Đồng thời, Diệp Thần vậy chế trụ luân hồi huyết mạch lực lượng cùng khí vận, giữ một người bình thường trạng thái. Hắn thực lực vẫn là quá cường hãn, nếu như sống chết đánh giết, đủ để một chiêu trong nháy mắt giết Khâu Ngạn, hiện tại áp chế thực lực, là vì so tài kiếm đạo. Dùng kiếm kỹ xảo, gọi là kiếm pháp. Kiếm pháp đạt tới đỉnh cao, phù hợp đại lộ, đó chính là kiếm đạo. Diệp Thần ngược lại muốn xem, đối phương kiếm đạo tiêu chuẩn như thế nào, hoàng kim chiến kiếm xa xa chỉ một cái, nói, ngươi ra tay đi. Khâu Ngạn lắc đầu một cái, cười lạnh một tiếng, nói, ngươi kiếm đạo yếu hơn ta để cho ngươi xuất thủ trước. Cuồng, vô cùng cuồng. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, đối với đối phương cuồng, ngược lại là không quá mức để ý. Mà là cười ha ha một tiếng,
nói, tốt lắm, tiếp chiêu đi. Dứt lời, Diệp Thần bỗng nhiên một kiếm vùng chém ra, lau một cái màu máu ánh sáng hiện lên, kiếm khí nghịch ngất trời khung, diễn hóa ra liền sáu luân đỏ tươi trăng tròn. Huyết nguyệt đồ sát thiên trảm. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, trường kiếm chém thẳng không ngạn, nhưng là trực tiếp sử xuất huyết nguyệt đồ sát thiên trảm. Đây là Diệp Thần áp chế thực lực, huyết nguyệt đồ sát thiên trảm uy lực, chưa đủ đỉnh cấp 20%, nhưng khí thế cũng là tương đối hung hãn. Trước kia thi triển huyết nguyệt đồ sát thiên trảm, Diệp Thần muốn mượn dùng dáng Trần Hàng Long kiếm, nhưng hiện tại hắn thực lực cường hãn, kiếm tùy mình động, tiện tay đều có thể thi triển ra. Hắn cố ý phải thử một chút Khâu Ngạn kiếm đạo lai lịch, cho nên ra tay một cái, liền vận dụng huyết nguyệt đồ sát thiên trảm, huyết nguyệt kiếm vũ, uy thế hết sức ác liệt. Hảo kiếm pháp. Khâu Ngạn một tiếng khen ngợi, mắt gặp Diệp Thần huyết nguyệt trường kiếm giết tới, nhưng là không tránh không tránh, nhẹ bỗng một kiếm đánh ra. Chanh. Hắn một kiếm này, đại lộ trí giản, động tác vô cùng đơn giản, nhưng lại bốn lạng địch ngàn cân, kiếm phong cùng Diệp Thần kiếm phong giáp nhau. Lại đem huyết nguyệt đồ sát thiên trảm lực lượng, toàn bộ rút hướng một bên. Phịch! Diệp Thần một kiếm này, kiếm khí quy tích toàn bộ nghiêng về, từ Khâu Ngạn bên người lướt qua, chém vào cái ao bên trên, nhất thời kích thích ngập trời nước, trong hồ hoa sen rối rít gãy nhào, bị hoàn toàn phá hủy, liền nước hồ đều bị huyết nguyệt trói lọi nhuộm đỏ. Ồ! Diệp Thần hơi kinh hãi, chỉ cảm thấy kiếm pháp của đối phương, nhìn như đơn giản, nhưng trong thực tế có trở lại nguyên trạng hay uẩn. Đại lộ trí giản, bình thường không có gì lạ một kiếm, liền hóa giải hắn sát chiêu. Được, đón thêm ta một kiếm. Diệp Thần ánh mắt giấy lên ý chí chiến đấu, lần nữa một kiếm chém ra, huyết nguyệt kiếm mang thay đổi là Thái Dương kiếm khí, Thái Dương tiên hoàng chảm bạo giết ra. Khâu Ngạn không có động tĩnh, vẫn là bình thường không có gì lạ vung ra một kiếm, kiếm pháp đơn giản tới cực điểm, không có bất kỳ xinh đẹp biến hóa, nhưng hết lần này tới lần khác tuyệt diệu đỉnh chút nào. 42 nhóm 4000, đem Diệp Thần Thái Dương kiếm khí toàn bộ tháo xuống. Diệp Thần lại cướp công mấy kiếm, như cũ không có chút nào thu hoạch. Trước, đột nhiên, Khâu Ngạn xuất kỳ bất ý, ở Diệp Thần dày đặc tấn công bên trong, một kiếm đâm ra, lại là phá vỡ Diệp Thần trùng trùng kiếm thế, mũi kiếm đâm tới tim hắn chỗ. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, trong lúc nguy cấp mở xích Trần thần mạch, hoàng kim chiến giáp thêm thân, ngăn trở Khâu Ngạn một kiếm. Khâu Ngạn mũi kiếm cùng chiến giáp va chạm, phát ra đinh một tiếng giòn giã. Phản ứng thật là nhanh. Khâu Ngạn cười một tí, thu hồi trường kiếm, thật ra thì hắn một kiếm này, cũng không có dùng bao nhiêu khí lực, sẽ không làm thương tổn đến Diệp Thần. Diệp Thần sống lưng toát mồ hôi lạnh, đã cảm thấy đối phương kiếm đạo tuyệt diệu, nói, nếu như là sống chết đánh giết, người mới vừa rồi đã giết chết ta, là ta thua. Khâu Ngạn cười nói, nếu như sống chết đánh giết, vậy quyết định chiến đấu thắng bại, quá phức tạp, cảnh giới tu vi, pháp bảo thần thông, phong thủy khí vận, cũng phải cân nhắc, người thân cái luân hồi huyết mạch, nếu đánh thật, ta coi như mạnh hơn nữa 10 lần, cũng không phải ngươi địch thủ. Diệp Thần gật đầu một cái, nói tuy nói như vậy, nhưng chỉ lấy kiếm đạo mà nói, ngươi đã hơn xa tại ta. Cái này một tí so tài, Diệp Thần đã nhìn ra, nếu như sống chết đánh giết, hắn tự nhiên có thể ung dung trong nháy mắt giết Khâu Ngạn. Nhưng đơn thuần so đấu kiếm đạo, hắn tuyệt không phải Khâu Ngạn địch thủ. Nếu như ta mới có thể có kiếm người đạo thành tựu, vậy cũng tốt. Diệp Thần một hồi hâm mộ nói. Hắn thực lực cùng võ đạo nội tình, hơn xa Khâu Ngạn, nếu như cũng có thể nắm giữ Khâu Ngạn kiếm đạo, nhất định có thể phát huy ra cường hãn hơn uy lực. Khâu Ngạn nói, luân hồi chi chủ, kiếm đạo chỉ là kỹ xảo, bản thân thực lực, mới là trọng yếu nhất. Liền giống như vàng bạc tiền tài. Kiếm tiền tích góp trọng yếu nhất, xài tiền thế nào, ngược lại là thứ yếu. Diệp Thần lắc đầu một cái, nói, ngươi tiêu tiền bản lãnh, có thể so với ta lợi hại hơn, ta tích góp tuy thâm hậu, nhưng không cách nào phát huy toàn bộ, cuối cùng cũng là vô căn cứ, khó mà đối kháng vạn khư. Khâu Ngạn cười nói, vạn khư tích góp thâm hậu hơn, ngươi muốn đối kháng, đó là không thể nào, ta khuyên ngươi vẫn là thừa dịp còn sớm hết hy vọng, ngươi đi thôi, không muốn lại đánh khuấy sư phụ ta hả? Diệp Thần thấy được Khâu Ngạn kiếm đạo, đại lộ trí giản, bốn lạng địch ngàn cân, như vậy ảo diệu, trong đầu nghĩ đối phương sư phụ, người trong truyền thuyết kia thập phương kiếm thánh, nhất định càng thêm lợi hại, còn không có thấy hình dáng, nơi nào cam tâm lúc này rời đi. Kiếm thánh tiền bối không chịu gặp ta, vậy ta hướng ngươi cầu đạo, vậy là có thể.
Diệp Thần ngắm nhìn Khâu Ngạn, thành khẩn nói. Nếu không cách nào thấy thập phương kiếm thánh, như vậy, cùng kiếm thánh truyền nhân so tài, cũng có thể tăng tiến kiếm đạo. Nếu như có thể nắm giữ Khâu Ngạn kiếm đạo, Diệp Thần vậy hài lòng. Khâu Ngạn ngẩn ngơ, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thần sẽ không theo như chiêu thức ra bài, nói ta chỉ là một nho nhỏ đạo đồng, luân hồi chi chủ chấn động thức chư thiên, người phải hướng ta cầu đạo. Diệp Thần con người đông lại một cái, cười nói, đúng vậy. Khâu Ngạn ngạc nhiên, có chút thụ sủng nhược kinh hình dáng, lại tràn đầy băn khoăn, nói, không được, ta có tài đức gì, làm sao dám chỉ giáo ngươi. Huống chi ta Hồng Quân kiếm phái kiếm đạo, là không thể truyền cho người ngoài. Diệp Thần thấy Khâu Ngạn tướng mạo trẻ thơ hình dáng, trong lòng động một cái, nói, người huyết mạch trời xanh có kiếm khí, thiên phú không tầm thường, nhưng sau đó bởi vì bị kiếm vô danh đả thương, người không cách nào phát thân lớn lên, vĩnh viễn là một tiểu đạo đồng hình dáng, ta to thông y thuật, ta có thể trị liệu ngươi, chỉ cần ngươi chịu đáp ứng ta, cùng ta so tài kiếm đạo. Ở Hồng Hà tiên tử cho phù chiếu bên trong, Diệp Thần đã biết Hồng Quân kiếm phái lai lịch. Hồng Quân kiếm phái trưởng giáo, Càn Khôn Phong thủ tọa, trong truyền thuyết thập phương kiếm thánh, tọa hạ có ba cái đệ tử chân truyền, thứ nhất chân truyền tên là Kiếm Vô Danh, là một cái thiên tài kiếm đạo, có khả năng nhất thừa kế Hồng Quân kiếm phái y bát. Nhưng cái này cái Kiếm Vô Danh, cũng không tìm ẩn cư ở Càn Khôn Phong, muốn đi Hồng Quân bí cảnh dò bảo. Năm xưa, thập phương kiếm thánh từng ở Hồng Quân bí cảnh bên trong, lấy được pháp bảo thập phương kiếm tâm, từ đó lĩnh ngộ Hồng Quân lão tổ kiếm đạo thật rõ ràng. Cho nên, Kiếm Vô Danh cũng muốn đi thử vận khí một chút, hy vọng có thể ở trong bí cảnh, tìm được bảo vật. Thập phương kiếm thánh hết sức khuyên can, nói vậy Hồng Quân bí cảnh, đã sớm bị người rời hết, không có nửa điểm bảo vật còn lại, chỉ có vô số hung thú hoành hành. Nhưng Kiếm Vô Danh không hề nghe, cố ý phải đi bí cảnh tìm bảo, cuối cùng liền đêm rời đi, không từ từ biệt. Mà Khâu Ngạn, chính là ở Kiếm Vô Danh rời đi ban đêm, định ngăn trở hắn, kết quả bị hắn đả thương, từ đây huyết mạch khép kín, vĩnh viễn không có thể trưởng thành. Lấy Diệp Thần y thuật, dĩ nhiên là có thể trị hết đối phương. Khâu Ngạn trong lòng chấn động một cái, sớm nghe luân hồi chi chủ y thuật cao siêu, nếu như được hắn tương trợ. Mình huyết mạch phong bế tuyệt chứng, tất trị được khỏi bệnh. Đến lúc đó, hắn huyết mạch lực lượng, liền hoàn toàn phát huy được. Chỉ là, Hồng Quân kiếm phái kiếm đạo thật rõ ràng, lại không thể truyền ra ngoài, hắn nào dám truyền thụ cho Diệp Thần. Diệp Thần nhìn thấu đối phương do dự, cười nói, ta không cần ngươi truyền đạo, ngươi chỉ cần mỗi ngày cùng ta so tài, ta tự đi lĩnh ngộ là được. Nghe vậy, Khâu Ngạn ánh mắt sáng lên, trong đầu nghĩ, ta Hồng Quân kiếm phái kiếm pháp. Kiếm vô định hành động, hắn muốn học trộm lĩnh ngộ, đó là khó hơn lên trời. Lập tức trong lòng đại định, nói, được, luân hồi chi chủ, ta đáp ứng ngươi, ta mỗi ngày so tài với ngươi, ngươi thay ta chữa trị tuyệt chứng. Diệp Thần đại hỉ, nói, một lời đã định. Thỏa thuận xong, Diệp Thần dùng Hoàng Tuyền Thánh Thủy, nguyện vọng thiên tinh địa mạch linh khí, vạn yêu tiên trì, gió vũ linh thụ vân. Vân vật liệu, cho Khâu Ngạn luyện chế mấy viên thuốc, giao cho hắn uống. Đến khi ngày thứ hai, Diệp Thần lại mở ra bát quái lò luyện đan, để cho Khâu Ngạn đi vào chương nấu rèn luyện, lấy chữa trị hắn thương thế, phá giải huyết mạch khép kín. Khâu Ngạn huyết mạch nội thương quá mức nghiêm trọng, cho dù là lấy Diệp Thần y thuật, phỏng đoán cũng cần hao phí một tháng thời gian, mới khá đem đối phương hoàn toàn chữa. Một tháng thời gian liền có thể chữa, đây đối với Khâu Ngạn mà nói, nhưng là vô cùng kinh ngạc vui mừng sự việc. Cái tháng này thời gian, hắn mỗi ngày liền cùng Diệp Thần so tài kiếm pháp. Hai người chỉ là so tài, Khâu Ngạn không hề không sách Hồng Quân kiếm đạo thật rõ ràng hay lý, miễn được phá hoại quy củ, tiết lộ sư môn bí mật, đó là phải chết tội lớn. Diệp Thần cùng Khâu Ngạn mỗi ngày so tài, nhưng dần dần học trộm được liền kiếm của đối phương nói. Hắn thiên phú võ đạo nghịch thiên, mỗi ngày cho Khâu Ngạn so kiếm, đã dần dần lĩnh ngộ được đối phương kiếm pháp chỗ diệu dụng. Lúc đầu Hồng Quân kiếm đạo hạch tâm, chính là trở lại nguyên trạng, đại lộ trí giản, dùng đơn giản nhất kiếm chiêu, bốn lạng địch ngàn cân, hóa giải địch nhân thế công. Trong truyền thuyết Hồng Quân kiếm đạo, xuất từ Thái Thượng Thần khí thập phương kiếm tâm, vậy thập phương kiếm tâm bên trong, hàm chứa 10 đạo kiếm pháp tinh túy. Cái này 10 đạo kiếm pháp tinh túy, theo thứ tự là càn, khôn, khảm, cách, chấn động, đổi, tốn, cấn, âm, dương. Trước 8 đạo kiếm pháp chính là bát quái nghĩa sâu xa,
thái cực cao nhất, bốn lạng địch ngàn cân. Sau hai đạo kiếm pháp, chính là bát quái dung hợp, ra đời âm dương biến hóa, vô cùng ảo diệu. Khâu Ngạn cảm ngộ thập phương kiếm tâm, đã có mấy chục ngàn năm, kiếm pháp thành tựu khá sâu, đã lĩnh ngộ trước tám kiếm, phía sau hai kiếm bát quái dung hợp, âm dương gom lại, quá mức khó khăn, hắn còn không lĩnh ngộ. Diệp Thần cùng hắn so tài một tháng, vậy dòm ngó thấy trước tám kiếm tinh túy, chính là bát quái quy nguyên, đại lộ trí giản, thái cực kiếm pháp, kiếm tùy mình động, không câu nệ như ý, nước chảy mây trôi. Như vậy qua được một tháng, Khâu Ngạn huyết mạch nội thương đã khỏi bệnh, không bao lâu, hắn là được phát thân lớn lên, hoàn toàn phát huy huyết mạch lực lượng. Khâu Ngạn nội tâm bên trong, đối với Diệp Thần tất nhiên tràn đầy cảm kích. Mà Diệp Thần, cũng lĩnh ngộ trước tám kiếm tinh túy, coi như là trộm thành công. Hai bên được cái mình muốn, đều là lớn vui mừng. Diệp Thần mắt gặp thập phương kiếm thánh từ đầu đến cuối không chịu lộ mặt, liền chuẩn bị rời đi, hướng Khâu Ngạn chắp tay một cái, nói, Khâu huynh, ta cáo từ. Khâu Ngạn nói, luân hồi chi chủ, người phải đi sao? Diệp Thần khẽ gật đầu một cái, hiện tại cũng kém không nhiều phải đi. Khâu Ngạn cung kính hướng Diệp Thần một bái, nói, đa tạ ngươi chỉ tốt ta nội thương, ta vô cùng cảm kích. Diệp Thần nói, một cái nhấc tay, không đáng nhắc đến. Khâu Ngạn ngừng lại một chút, có chút do dự, cuối cùng là mở miệng nói, luân hồi chi chủ, ta còn muốn phiền toái ngươi một chuyện. Diệp Thần nói, chuyện gì? Khâu Ngạn nói, nhà ta đại sư huynh Kiếm Vô Danh, đi Hắc Ám Cấm Hải tìm bảo, nếu như ngươi sau này ở Hắc Ám Cấm Hải, gặp được hắn, vậy thì cùng hắn nói một tiếng, sư phụ rất là thấp thỏm hắn, hắn có rảnh rỗi hay là trở về tới xem một chút đi. Năm đó, Kiếm Vô Danh không để ý ngăn trở, cứng rắn phải đi Hồng Quân Bí Cảnh tìm bảo. Mà truyền thuyết kia ở giữa Hồng Quân Bí Cảnh, ngay tại Hắc Ám Cấm Hải bên trong, từ hoang cổ lấy hàng, trong bí cảnh nơi có duyên bảo tàng, đã sớm bị người đào rỗng, Kiếm Vô Danh cố ý muốn đi tìm bảo, chỉ sợ là không chỗ nào lấy được. Diệp Thần trong lòng động một cái, nói, được, nếu như ta thấy hắn, ta sẽ cùng hắn nói một tiếng. Khâu Ngạn vui vẻ nói, đa tạ, vậy ngươi đi thong thả. Diệp Thần gật đầu một cái, liền muốn xoay người rời đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chậm. Vừa lúc đó, một đạo lạnh thấu xương giọng nữ, từ Càn Khôn Phong bên trong truyền ra. Nhưng gặp sơn môn cấm chế mở ra, một cô gái vũ gió bay vút ra. Cô gái kia thân mặc một bộ quần áo trắng, da thịt trắng như tuyết, xinh được vô cùng tuyệt diễm. Diệp Thần chỉ xem nàng một mắt, liền đoán được nàng thân phận, muốn đến Hồng Quân Kiếm Phái ba đại chân truyền một trong, hạng thứ hai Tuyết Thiên Âm, là Khâu Ngạn sư tỷ. Nhị sư tỷ, ngươi làm sao tới? Khâu Ngạn vừa thấy được cô gái kia, liền vội vàng hành lễ. Cô gái kia chính là Tuyết Thiên Âm, nàng bay ra, cản lại Diệp Thần đường đi, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, nói, luân hồi chi chủ, ngươi học lén ta Hồng Quân Kiếm Phái kiếm đạo, theo lý đem giết, ngươi còn muốn sống rời đi. Sư phụ ta kiếm đạo, tuyệt không thể bị người ngoài mang đi. Những ngày qua trong thời gian, Tuyết Thiên Âm một mực trong bóng tối xem xét, phát hiện Diệp Thần có trộm ý. Nàng đã sớm muốn đi ra xua đuổi, nhưng thấy Diệp Thần thay Khâu Ngạn chữa trị, nhưng cũng không tiện cắt đứt. Hiện tại Diệp Thần phải đi, nàng có thể ngồi không yên, nếu như Hồng Quân Kiếm Phái kiếm pháp tiết lộ ra ngoài, vậy thì phiền toái. Diệp Thần nhìn Tuyết Thiên Âm, nói, ngươi muốn như thế nào? Tuyết Thiên Âm lạnh lùng nói, ngươi buông ra thần hồn, để cho ta điều tra, ta đem liên quan tới Hồng Quân Kiếm Phái nhân quả, xóa bỏ toàn bộ hết, ngươi liền có thể rời đi. Nghe vậy, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, nói, ngươi muốn xóa bỏ thần hồn của ta. Tuyết Thiên Âm nói, không phải, ta chỉ là xóa đi Hồng Quân Kiếm đạo tương quan nội dung, ngươi cứu ta sư đệ, ta rất là cảm kích, đây là cho ngươi thù lao. Vừa nói, Tuyết Thiên Âm lấy ra một cái bình sứ, đem bình sứ nắp mở ra, một cổ mát rượi thuốc thơm tràn ngập đi ra. Diệp Thần ánh mắt đảo qua, liền thấy vậy bình sứ bên trong, đựng mấy viên hồng vận đan, có thể ngắn ngủi tăng lên khí vận. Ha ha, đan dược này ta không cần, ngươi giữ lại mình dùng đi, cáo từ. Diệp Thần lắc đầu một cái, trực tiếp xoay người rời đi. Không cho phép đi. Tuyết Thiên Âm giận dữ, rút ra trường kiếm, cản lại Diệp Thần, nói. Ngươi dám học trộm phái khác kiếm pháp, phạm vào võ đạo đại kỵ, ngươi còn muốn đi.
Diệp Thần ánh mắt run lên, nói, làm sao, người muốn để lại ta? Vì lĩnh ngộ Hồng Quân kiếm đạo thật rõ ràng, Diệp Thần trả giá không thiếu giá phải trả, chữa trị Khâu Ngạn nơi tốn hao tài nguyên, quả thực không nhỏ, hơn nữa lần này lĩnh ngộ, là hoàn toàn dựa vào hắn tự thân thiên phú, Khâu Ngạn nhưng cho tới bây giờ không tiết lộ nửa điểm bí mật. Đối phương căn bản không có ép ở lại lý do của hắn. Tuyết Thiên Âm cả giận nói, ngươi không chịu xóa đi ta sư môn kiếm đạo, đó chính là học trộm kiếm pháp tiểu tặc, ta phải giết ngươi. Dứt lời, Tuyết Thiên Âm hung hăng một kiếm đâm ra, nhắm thẳng vào Diệp Thần tim. Nàng một kiếm này, kéo theo Hồng Quân kiếm phái địa mạch đại thế, hiện tượng thiên văn hơi đất hội tụ, thế như trẻ che vậy, cực kỳ hung hãn. Hồng Quân kiếm phái bên trong, thiên sơn vạn hác đều ở đây chấn động, mặt đất khí mạch cùng Tuyết Thiên Âm đồng tình. Tuyết Thiên Âm tu vi, ở trăm gia cảnh tầng hai trời, nàng biết Diệp Thần võ đạo quá mức lợi hại, nếu như sống chết đánh giết, nàng chưa chắc là Diệp Thần địch thủ. Cho nên, nàng vừa ra kiếm, lập tức điều động địa mạch đại thế, muốn mượn càn khôn phong địa lợi, đem Diệp Thần tại chỗ chu diệt. Âm sát kiếm đạo, giết. Tuyết Thiên Âm kiếm đến nửa đường, hiện tượng thiên văn hơi đất cuồn cuộn mãnh liệt, hóa thành một cổ âm sát hơi thở, bao trùm ở nàng trên thân kiếm, sát khí dị thường nồng nặc. Một kiếm này, là Hồng Quân 10 kiếm âm sát kiếm. Thập phương kiếm tâm 10 môn kiếm pháp, Khâu Ngạn lĩnh ngộ trước 8 kiếm, mà Tuyết Thiên Âm, lĩnh ngộ được thứ cửu kiếm, âm sát kiếm khí vô cùng bá đạo. Diệp Thần mắt gặp đối phương kiếm thế ác liệt, nên cũng không dám khinh thường, lúc này rút ra Hoang Ma Thiên Kiếm, kiếm động bát quái, một kiếm vung ra, quát lên. Bát quái quy nguyên, phá. Diệp Thần đem trộm học được kiếm pháp, trực tiếp thi triển ra, trước 8 kiếm bát cực quy nhất, kiếm khí múa để gặp, có âm dương bát quái dị tượng nổi lên, bốn lạng địch ngàn cân, đem Tuyết Thiên Âm kiếm thế, đẩy đến một bên, hoàn toàn hóa giải. Ai yêu, luân hồi chi chủ, ngươi lại nắm giữ ta sư môn kiếm pháp tinh túy, cái này không thể nào. Đứng một bên Khâu Ngạn, thấy Diệp Thần kiếm pháp, nhất thời kinh hãi. Diệp Thần kiếm pháp bên trong, có bát quái quy nguyên đại lộ chí lý, rõ ràng đã lấy được Hồng Quân kiếm đạo tinh túy, mặc dù thi triển ra không quá thành thạo, nhưng không nghi ngờ chút nào, đã lĩnh ngộ thành công. Tiểu tặc, người quả nhiên học lén ta Hồng Quân kiếm phái kiếm pháp. Tuyết Thiên Âm thấy Diệp Thần kiếm pháp, lại là giận dữ, cắn răng nghiến lợi, lần nữa một kiếm vung chém ra. Lần này nàng bộc phát ra toàn lực, trường kiếm phân quang hóa ảnh, trăm ngàn đạo âm sát kiếm khí, chém về phía Diệp Thần. Diệp Thần không có động tĩnh, bát cực kiếm đạo mở ra, mượn lực đả lực, đem Tuyết Thiên Âm kiếm khí, từng cái tháo rõ ràng, thậm chí giết ngược hướng đối phương. Tuyết Thiên Âm chợt cảm thấy cố hết sức, thật ra thì nàng kiếm đạo thành tựu, vượt qua Diệp Thần, nhưng giờ phút này gần như sống chết đánh giết, nàng nhưng hoàn toàn không phải Diệp Thần địch thủ. Diệp Thần lực lượng, quá mức hùng hồn. Lực vượt 10.000 pháp, cái gọi là kiếm pháp chi đạo, cuối cùng là kỹ xảo. Kỹ xảo tuyệt diệu, không cách nào đền bù thực lực chênh lệch. Kịch chiến hơn 10 chiêu, Tuyết Thiên Âm đã rơi vào hạ phong, quần áo trên người có không thiếu địa phương, bị Diệp Thần kiếm khí biến dạng, lộ da trắng như tuyết trong suốt da thịt, trên da thịt mang theo vết máu, đã bị thương. Thật may nàng mượn địa mạch khí vận ưu thế, miễn cưỡng cũng có thể đối kháng Diệp Thần, nếu không, ở Diệp Thần ác liệt kiếm khí hạ, nàng có thể đã là một cổ thi thể. Phải biết, Diệp Thần trừ luân hồi huyết mạch sức mạnh to lớn bên ngoài, còn chấp trưởng thiên kiếm, mũi nhọn vô cùng ác liệt, Tuyết Thiên Âm tuyệt đối không phải địch thủ. Nhị sư tỷ, luân hồi chi chủ, các ngươi đừng đánh. Khâu Ngạn ở bên cạnh nhìn chiến đấu, nội tâm vô cùng nóng nảy. Diệp Thần là hắn ân nhân cứu mạng, mà Tuyết Thiên Âm là hắn sư tỷ, hắn không muốn nhìn thấy hai người bên trong, có ai xảy ra chuyện. Trận tự quyết, cho ta trấn áp. Diệp Thần cũng không muốn đánh tiếp nữa, bàn tay mãnh liệt vung lên, trận tự quyết bùng nổ, một cái kinh khủng trấn áp đại trận, từ Diệp Thần bàn tay tuôn ra, hung hăng hướng Tuyết Thiên Âm trấn rơi xuống đi. Cái gì? Tuyết Thiên Âm thấy Diệp Thần thủ đoạn, nhất thời hoảng hốt, đây chính là cửu thiên thần thuật trấn áp. Nàng muốn rất kiếm ngăn cản, nhưng, ở tuyệt đối lực lượng chênh lệch hạ, nàng kiếm đạo nhưng là vô dụng. Phịch! Diệp Thần trận tự quyết, hung hăng trấn áp xuống tới. Tuyết Thiên Âm rên rỉ một tiếng, bị trấn áp tại, nhúc nhích không được. Quả nhiên lực vượt 10.000 pháp, cái gọi là kiếm đạo, nói cho cùng chỉ là kỹ xảo. Diệp Thần trấn áp lại Tuyết Thiên Âm,
trong lòng như có điều suy nghĩ, ngừng lại một chút, liền yên lặng xoay người rời đi. Tuyết Thiên Âm muốn ngăn Đoạn Diệp Thần, nhưng người bị trấn áp, khí cơ ngưng động chất, liền một câu nói cũng không nói được, nơi nào còn có dư lực ngăn cản Diệp Thần rời đi. Luân hồi chi chủ. Khâu Ngạn tiến lên một bước, kêu lên. Diệp Thần quay đầu nhàn nhạt nói, sư tỷ của ngươi bị ta trận tự quyết áp chế, qua mấy ngày trận pháp liền sẽ giãn ra, nàng không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Nói xong, Diệp Thần liền muốn rời đi. Luân hồi chi chủ, không cần đi vội vã, lên núi uống ly trà đi. Vừa lúc đó, một đạo già nua thanh âm hùng hồn, từ Càn Khôn Phong bên trong truyền ra. Sau đó, một món kiếm khí cách không phá giết tới, suy đích một tiếng, đem chế trụ Tuyết Thiên Âm đại trận, trực tiếp phá vỡ. Kiếm khí kia uy lực, tuyệt diệu đến trình độ cao nhất, vừa vặn phá hỏng Diệp Thần trận pháp, nhưng lại không làm thương hại đến Tuyết Thiên Âm. Tuyết Thiên Âm tránh thoát được, đứng lên, có chút kích động, kêu một tiếng, sư phụ. Vậy già nua thanh âm hùng hồn, chính là sư phụ nàng Thập Phương Kiếm Thánh phát ra. Diệp Thần đứng yên ở bước chân, nhìn xa hướng Càn Khôn Phong, nói kiếm thánh tiền bối, người rốt cuộc chịu gặp ta. Thanh âm kia ừ một tiếng, nói, luân hồi thần uy chấn động thức chư thiên, ta cũng ngưỡng mộ đã lâu, nói một chút cũng không sao. Những lời này sau khi rơi xuống, Càn Khôn Phong sơn môn cấm chế, ầm một hồi vang, hoàn toàn mở ra. Diệp Thần thấy vậy, nhất thời đại hỉ, nói, đa tạ tiền bối tiếp gặp. Nói xong, liền muốn cất bước tiến vào Càn Khôn Phong. Chậm, Tuyết Thiên Âm nhưng cầm kiếm ngăn ở Diệp Thần trước mặt, hướng Càn Khôn Phong chỗ sâu nói, sư phụ, tiểu tặc này học trộm bản môn kiếm pháp, xưng bậy luân hồi chi chủ, thực ra là một cái bị ổi đồ, người cùng loại người này có cái gì tốt nói. Thanh âm kia nhưng là nói, ta Hồng Quân kiếm phái kiếm pháp, là Hồng Quân lão tổ sáng chế, có thể lãnh ngộ người, đều có duyên người, cũng không phải là cái gì tiểu tặc, huống chi, luân hồi chi chủ còn chữa hết ngươi sư đệ, Thiên Âm. Ngươi không thể không lễ, cùng nhau tới đây đi. Sư phụ, Tuyết Thiên Âm dậm chân, nội tâm tràn đầy không cam lòng, nhưng mệnh lệnh của sư phụ, nhưng cũng không dám vi phạm. Lập tức Tuyết Thiên Âm cắn răng nghiến lợi, cùng Diệp Thần cùng nhau bước vào Càn Khôn Phong bên trong, Khâu Ngạn đi theo ở phía sau. Ba người một đường lên núi, ngự gió bay vút, đi tới đỉnh núi. Càn Khôn Phong cao đến vạn trượng, đỉnh núi cơ hồ là chân trời. Bốn phía khói mù vần quanh, không khí mỏng manh, băng lạnh tới cực điểm, giơ tay lên tựa hồ liền có thể chạm được màn trời, từ nơi này đi lên đi, bầu trời vĩnh viễn là hỗn độn hồng mông hình dáng, tinh thần lóe lên, không gặp ban ngày. Mà ở nơi này mênh mông mù mịt địa phương, xây dựng trước một tòa tiểu thạch đình bên trong có một cái ông già ngồi xếp bằng. Lão kia người cả người kiếm khí tràn ngập, sát phạt kinh người, kiếm khí vặn cắt hư không. Làm được vô số nặng không gian bể tan tành, sau đó lại lần nữa tụ hợp, âm dương thay nhau, miễn cưỡng không ngừng, huyền diệu tới cực điểm. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, lão kia người dĩ nhiên chính là Thập Phương Kiếm Thánh. Hắn chỉ nhìn một cái, liền cảm thấy Thập Phương Kiếm Thánh kiếm đạo, đã đến không thể tưởng tượng nổi bước, thậm chí dung hợp đến thiên địa khí voi bên trong, có thể sinh diệt thế giới, vặn cắt hư không, vô cùng tuyệt diệu. Sư phụ! Tuyết Thiên Âm cùng Khâu Ngạn, đồng loạt hướng Thập Phương Kiếm Thánh khom người thi lễ. Thập Phương Kiếm Thánh khẽ vuốt cằm, ánh mắt nhìn về Diệp Thần, nói, luân hồi chi chủ, ta Hồng Quân kiếm phái 10 kiếm, người lĩnh ngộ mấy kiếm. Diệp Thần nói, lĩnh ngộ trước 8 kiếm. Thập Phương Kiếm Thánh ha ha cười một tiếng, nói, luân hồi chi chủ thiên phú, quả nhiên kinh người, ngắn ngủi một tháng, lại có thể lĩnh ngộ 8 kiếm, nói cách khác, ngươi chỉ kém cuối cùng âm dương 2 kiếm. Không thể lĩnh ngộ. Diệp Thần nói, đúng vậy. Nghe nói như vậy, Tuyết Thiên Âm cùng Khâu Ngạn, đều là vô cùng kinh ngạc rung động. Bọn họ tu luyện Hồng Quân kiếm đạo, đã có mấy chục ngàn năm thời gian, biết rõ kiếm đạo khó khăn, mà Diệp Thần ngắn ngủi một tháng, nhưng lĩnh ngộ 8 kiếm, đơn giản là mạnh không thể tưởng tượng nổi hãn. Thập Phương Kiếm Thánh nói, nghe nói 8 đại thiên kiếm, người đã được 3 cây, có thể mượn một kiếm cho ta xem. Diệp Thần suy nghĩ một chút, rút ra Hoang Ma Thiên Kiếm, đưa cho Thập Phương Kiếm Thánh, nói tiền bối cứ việc cầm đi. Thập Phương Kiếm Thánh gật đầu một cái, tiếp lấy Hoang Ma Thiên Kiếm. Diệp Thần cũng không có áp chế Hoang Ma Thiên Kiếm hơi thở, thanh kiếm này vừa rơi xuống đến Thập Phương Kiếm Thánh trong tay, liền vo ve chấn động đứng lên, ma khí cuồn cuộn, kiếm khí biến dạng,
muốn tránh thoát mở thập phương kiếm thánh chấp trưởng, trở lại Diệp Thần bên người. Thiên kiếm có linh, cái này cầm hoang ma thiên kiếm, trừ Diệp Thần bên ngoài, không người nào có thể chấp trưởng. Diệp Thần cố ý muốn thử một chút thập phương kiếm thánh bản lãnh, cho nên không có áp chế hoang ma hơi thở. Thập phương kiếm thánh thấy ma kiếm chấn động, tỉnh bơ, tay phải cầm lên kiếm, tay trái cong ngón tay búng trên thân kiếm một cái, chanh đích một tiếng, hoang ma thiên kiếm kiếm khí, lập tức bị áp chế xuống, khôi phục bình tĩnh. Thật là lợi hại thủ đoạn. Diệp Thần trong lòng ngầm thất kinh xá, thập phương kiếm thánh trong nháy mắt tới giữa, liền chế trụ thiên kiếm hơi thở, đủ thấy hắn lực lượng cùng kiếm đạo cường hãn. Ta Hồng Quân kiếm đạo tinh túy, thật ra thì ở chỗ phía sau hai kiếm, chính là vậy âm dương hai kiếm, ngươi nhìn một chút như thế nào. Thập phương kiếm thánh ngay lúc nói chuyện, trở tay bắn ra hoang ma thiên kiếm, suy đích một tiếng, thiên kiếm phá không lên, tóe ra âm dương hai đạo hơi thở. Cái này âm dương nhị khí, tựa như hỗn độn vậy lẫn nhau hòa vào nhau, cuối cùng diễn biến ra một cái to lớn bát quái đồ án, thân kiếm mang bát quái kiếm khí, ùng ùng từ trên trời hạ xuống, phịch đích một tiếng, chấn rơi vào thiên sơn vạn hác tới giữa, đem từng ngọn núi cao, hoàn toàn phá hủy, tình cảnh cực kỳ nguy nga. Diệp Thần cả kinh, hướng thập phương kiếm thánh chắp tay nói, tiền bối kiếm đạo thông thần, đích xác là cường hãn. Thật ra thì một kiếm băng sơn, đó cũng là dễ như trở bàn tay, Diệp Thần đều có thể làm được dễ dàng. Nhưng thập phương kiếm thánh sử, là Diệp Thần binh khí, cũng không phải là tự thân kiếm, chính là Diệp Thần thiên kiếm. Thiên kiếm linh tính bướng bỉnh bất tuần, thập phương kiếm thánh lấy vô cùng tuyệt diệu kiếm đạo thủ đoạn, âm dương nhị khí hội tụ, tạm thời chế trụ hoang ma thiên kiếm hơi thở, hơn nữa mượn lực ngự kiếm, lợi dụng hiện tượng thiên văn bát quái lực lượng, cách không khống chế hoang ma thiên kiếm, một kiếm băng sơn, hiển hiện ra vô cùng thâm hậu kiếm đạo thành tựu. Hoang ma thiên kiếm rõ ràng không phải binh khí của hắn, hắn lại có thể mượn lực ngự kiếm, có thể gặp kiếm đạo tuyệt diệu, kỹ xảo đã đến lô hỏa thuần thanh bước. Thập phương kiếm thánh khẽ mỉm cười, đem hoang ma thiên kiếm trả lại cho Diệp Thần, nói kiếm đạo chỉ là kỹ xảo, tự thân thực lực mới là vĩnh hằng. Diệp Thần nói, cái vãn bối này vậy hiểu được, nhưng kỹ xảo vận dụng, lại không thể khinh thường, nếu không không có võ đạo tích góp, không thể phát huy, cũng là vô căn cứ. Thập phương kiếm thánh cười nói, đúng là như vậy, người chấp trưởng ba cây thiên kiếm, nhưng kiếm đạo có hạn, không thể phát huy ra toàn bộ mũi nhọn, xác thực như vậy là phí của trời, vô cùng đáng tiếc. Diệp Thần nội tâm khẽ nhúc nhích, nói, mời tiền bối dạy bảo. Thập phương kiếm thánh nói, ta mới vừa thi triển âm dương hai kiếm, người có thể lĩnh ngộ. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, hồi tưởng lại mới vừa thập phương kiếm thánh thủ đoạn, mượn lực ngự kiếm, âm dương hòa vào nhau, kiếm đạo tinh vi, tuyệt diệu tới cực điểm. Hắn yên lặng lĩnh ngộ trước, ánh mắt lóe lên, hiểu sau lưng âm dương biến hóa, như có điều suy nghĩ, ngẩng đầu lên nói, hồi bẩm tiền bối, ta sơ lược lĩnh ngộ một hai, nhưng muốn tinh thông, còn cần luyện tập. Diệp Thần bát quái thiên đan thuật, liền hàm chứa bát quái âm dương chí lý, mà trận tự quyết bên trong, cũng có rất nhiều bát quái ảo diệu thủ đoạn. Cho nên, Diệp Thần bát quái đạo pháp căn cơ, đặc biệt thâm hậu, lại đi xem thập phương kiếm thánh âm dương hai kiếm, tự nhiên cảm thấy đơn giản rất nhiều, trong lòng đã mơ hồ có lĩnh ngộ, chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian, hắn có lòng tin tinh thông. Thập phương kiếm thánh ánh mắt tràn đầy tán thưởng, nói, rất tốt, luân hồi chi chủ. Quả nhiên tiếng tốt không uổng, ngươi thiên phú rất lợi hại, lại có thể một mắt liền lĩnh ngộ âm dương hai kiếm bí ẩn, ta cái này hai cái không ra hồn học trò, đó là tuyệt đối không thể cùng ngươi so sánh. Vừa nói, thập phương kiếm thánh nhìn Tuyết Thiên Âm cùng Khâu Ngạn một mắt, ánh mắt hoảng hốt một tí, tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, thở dài nói, có lẽ, chỉ có ta đây phản nghịch đại đồ đệ, thiên phú kiếm đạo mới có thể và ngươi sánh bằng. Thập phương kiếm thánh tọa hạ, cái đầu tiên đệ tử chân truyền. Chính là vậy phản nghịch rời đi kiếm vô danh. Kiếm vô danh thiên phú kiếm đạo cực cao, có lẽ cũng chỉ có hắn, mới có thể cùng Diệp Thần so sánh. Khâu Ngạn cúi đầu xấu hổ, tự biết thiên phú có hạn, nhưng là không thể cùng Diệp Thần so sánh. Tuyết Thiên Âm nhưng là không phục, tiến lên trước một bước, nói, sư phụ, cái này luân hồi chi chủ khẳng định nói dối, hắn thiên phú cao hơn nữa, làm sao có thể một mắt liền lĩnh ngộ. Vậy âm dương hai kiếm, như vậy phức tạp. Ta tu luyện mấy chục ngàn năm, cũng chỉ là lĩnh ngộ âm sát kiếm mà thôi, dương cương kiếm chậm chạp không thể hiểu thấu đáo, nơi nào có như thế dễ dàng ngộ thông. Ta không tin. Thập phương kiếm thánh nói, Thiên Âm,
người và người thể chất, không thể một mực mà nói, người thiên phú thật ra thì không tệ, nhưng tuyệt đối không thể cùng luân hồi chi chủ so sánh. Dừng một chút, Thập Phương Kiếm Thánh nhìn về Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, ngươi liền thi triển âm dương hai kiếm, để cho chúng ta khai mở nhãn giới. Diệp Thần nói, ừ. Lúc này rút ra Hoang Ma Thiên Kiếm, đầu óc bên trong tích chữ muốn âm dương kiếm đạo biến hóa. Âm dương gom lại, bát quái hòa vào nhau, đi. Diệp Thần ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, Hoang Ma Thiên Kiếm từ trong tay bắn ra, thẳng ngất trời khung, lau một cái âm sát hơi thở từ trên thân kiếm nổ lên. Ngay sau đó, lại là một đạo dương cương khí tức, nổi lên. Âm sát cùng dương cương, mang bát quái tạo hóa hai uẩn, lẫn nhau dung hợp với nhau, cuối cùng biến thành một tầng đen trắng tướng lẫn vào âm dương cương khí, trùm lên Hoang Ma Thiên Kiếm trên thân kiếm. Rơi! Diệp Thần bàn tay cách không chỉ dẫn, Hoang Ma Thiên Kiếm khỏa cuốn âm dương cương khí, hung hăng bạo rơi xuống, ác liệt kiếm phong nghiền nát trùng trùng hư không, khơi dậy ngập trời gió bão, cuối cùng đâm xuống đến trên vùng đất. Phịch đích một tiếng, cơ hồ là xuyên thủng mặt đất, xuyên qua ra một cái đáng sợ lỗ thủng, lòng đất nham thạch nóng chảy xiết ra, tình cảnh úy như vậy nguy nga. Thấy một màn này, Tuyết Thiên Âm hoàn toàn ngây dại. Điều này sao có thể? Tên này, thật lĩnh ngộ âm dương kiếm đạo tinh túy, điều này sao có thể? Tuyết Thiên Âm nội tâm bên trong, được to lớn đánh vào. Cái này âm dương kiếm đạo, nàng khổ tu mấy chục ngàn năm. Chỉ là lĩnh ngộ âm sát kiếm, dương cương kiếm nhưng chậm chạp không cách nào hiểu thấu đáo, nhưng Diệp Thần một mắt tới giữa, lại có thể lĩnh ngộ. Mặc dù Diệp Thần âm dương kiếm đạo, còn khá là xù xì, không có Thập Phương Kiếm Thánh như vậy hoàn mỹ, nhưng dẫu sao là lĩnh ngộ, có thể bước ra bước đầu tiên, phía sau con đường, tự nhiên sẽ đơn giản rất nhiều. Mà Tuyết Thiên Âm, nhưng là liền bước đầu tiên đều không cách nào đi ra. Một bên Khâu Ngạn, cũng là hoàn toàn rung động. Một tháng trước, kiếm đạo của hắn, còn ở Diệp Thần bên trên. Nhưng hiện tại, Diệp Thần đã hoàn toàn vượt qua hắn. Luân hồi thiên phú, đích thực quá đáng sợ, Diệp Thần tiến bộ, cũng là vô cùng khủng bố, không thể dùng lẽ thường đo lường được, hoàn toàn là yêu nghiệt vậy tồn tại. Thập Phương Kiếm Thánh thấy vậy, cũng là một hồi kích động khen ngợi cùng mừng rỡ, nói, được, luân hồi chi chủ quả nhiên lợi hại. Diệp Thần khẽ mỉm cười, thu hồi Hoang Ma Thiên Kiếm. Hướng Thập Phương Kiếm Thánh chắp tay nói, đều là tiền bối chỉ điểm, nếu như không có tiền bối chỉ giáo, ta là không thể nào lĩnh ngộ được Hồng Quân kiếm đạo chỗ diệu dụng, nếu như tiền bối không chê, ta muốn bái nhập tiền bối tọa hạ. Hồng Quân kiếm đạo vô cùng tuyệt diệu, Diệp Thần dựa vào trộm tự học, tuy nói có thể lĩnh ngộ, nhưng cuối cùng không có chân chính học qua, từ đầu đến cuối có thiếu sót địa phương. Hiện tại, hắn muốn chính thức bái nhập Hồng Quân kiếm phái môn hạ, trở thành Thập Phương Kiếm Thánh đệ tử. Như vậy thứ nhất, hắn liền có thể tiếp xúc đến hoàn mỹ kiếm đạo thật rõ ràng. Thập Phương Kiếm Thánh hơi ngẩn ra, ngược lại là không nghĩ tới Diệp Thần sẽ bái sư. Tuyết Thiên Âm cắn răng nghiến lợi, muốn ngăn cản, nhưng nghĩ lại tới mới vừa rồi Diệp Thần động trời khí thế, nàng liền yên lặng không dám mở miệng. Trước mắt Hồng Quân kiếm phái y bát, không người thừa kế, từ kiếm vô danh ra sau khi đi, Hồng Quân kiếm phái liền đối mặt đạo thống đoạn tuyệt nguy hiểm, nàng cùng Khâu Ngạn cũng không có đầy đủ tư cách chấp trưởng Hồng Quân kiếm phái đạo thống. Mà Diệp Thần thiên phú năng lực cao như vậy, nếu như hắn bái vào sơn môn, có lẽ có thể thừa kế Hồng Quân kiếm phái y bát. Thập Phương Kiếm Thánh trầm ngâm một hồi, cuối cùng nhưng là khoát tay một cái, nói, được rồi, luân hồi chi chủ, trên mình ngươi sát phạt nhân quả quá nặng, mà ta thói quen liền ẩn cư, ngươi nếu như bái nhập ta sơn môn, chỉ sợ nhiễu loạn ta thanh tính. Diệp Thần nói, vạn khư nguy cơ hạ xuống, vũ hoàng cổ đế buông xuống, địa tâm vực sắp bị diệt tới nơi, tiền bối như muốn lại ẩn cư đi xuống, chỉ sợ không quá dễ dàng. Thập Phương Kiếm Thánh nói, ta tự có ta duyên phận, ngươi không cần nói nhiều, coi như vũ hoàng cổ đế thật hạ xuống, ta cũng sẽ không xảy ra núi, trừ phi hắn đạp phải ta trên đầu. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, lại không nghĩ rằng Thập Phương Kiếm Thánh quyết tuyệt như vậy. Thập Phương Kiếm Thánh suy tư một hồi. Nói, như vậy đi, ngươi có thể bái nhập ta Hồng Quân kiếm phái, nhưng không phải làm ta đệ tử, mà là làm một cái khách khanh, trên mình ngươi nhân quả, ta tuyệt không dính nhuộm, ta chỉ nhìn chúng ngươi thiên phú, muốn đem cả người kiếm đạo truyền thụ cho ngươi, cũng tốt có cái truyền nhân. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, nói, như vậy cũng tốt, đa tạ tiền bối thu nhận. Chắp tay hướng Thập Phương Kiếm Thánh một bái.
Tuyết Thiên Âm nghe đến chỗ này, rốt cuộc không nhịn được, đứng ra nói, sư phụ, hắn một cái khách khanh, danh không tránh, nói không thuận, làm sao có thể thừa kế ngươi đạo thống. Một bên Khâu Ngạn, vậy cảm thấy không ổn, nhưng trong lòng sùng bái Diệp Thần, nhưng cũng không mở miệng ngăn trở. Thập Phương Kiếm Thánh bình tĩnh nói, Thiên Âm, không được vô lễ, ta trước kia cùng ngươi nói qua, ta Hồng Quân Kiếm Phái, nguyên gia Hồng Quân Lão Tổ, có thể lãnh ngộ Hồng Quân Kiếm Đạo thật rõ ràng người, chính là người có duyên, ta đạo thống, chính là Hồng Quân Lão Tổ đạo thống, là người có duyên đều có thể thừa kế. Nghe nói như vậy, Tuyết Thiên Âm thật sâu thất lạc. Nàng từ đầu đến cuối không cách nào lĩnh ngộ 10 kiếm, không làm được viên mãn, đó chính là cùng Hồng Quân đạo pháp vô duyên. Mà Diệp Thần, nhưng một mắt lĩnh ngộ kiếm đạo thật rõ ràng hay lý, chính là Hồng Quân người có duyên, tự nhiên có thể thừa kế đạo thống y bát. Nàng yên lặng rơi lệ, không nói gì thêm. Thập Phương Kiếm Thánh từ từ nói, Thiên Âm, ta biết ngươi tạm thời tới giữa, vẫn không thể muốn rõ ràng, ngươi đi về trước, ngươi sau này tổng hội rõ ràng Hồng Quân kiếm đạo duyên phận bí ẩn. Tuyết Thiên Âm không biết làm sao, chỉ có thể ảm đạm xoay người rời đi. Khâu Ngạn vậy đi theo, đứng trên đỉnh núi, chỉ còn lại Diệp Thần cùng Thập Phương Kiếm Thánh hai người. Luân hồi chi chủ, đây là Thập Phương Kiếm Tâm, Hồng Quân thất bảo, một trong, ta cho ngươi mượn hiểu, ngươi thiên phú cực cao, ta nếu như qua loa chỉ điểm ngươi, rất có thể làm ngươi lầm vào đường rẽ, ngược lại không nếu như để cho chính ngươi lĩnh ngộ. Thập Phương Kiếm Thánh sử dụng một khối tinh thạch, khối này tinh thạch, ngọc óng ánh lóe lên thanh mang, phía trên khắc đầy cổ xưa phù văn phơi bày từng chuôi tiểu kiếm hình dáng, lấy bát quái thế cấu tạo sắp hàng, tràn đầy cổ xưa nguyên thủy hơi thở. Đây chính là Thập Phương Kiếm Tâm sao? Diệp Thần ánh mắt động một cái, Thập Phương Kiếm Tâm, chính là pháp bảo, là 33 thiên thái thượng thần khí một trong, truyền thuyết là Hồng Quân Lão Tổ tự tay đúc. Hồng Quân Lão Tổ đúc 7 kiện pháp bảo, chính là Hồng Quân thất bảo. Thập Phương Kiếm Tâm chính là một, hàm chứa Hồng Quân Lão Tổ kiếm đạo thật rõ ràng, đại biểu nguyên thủy nhất, bá đạo nhất kiếm đạo lực lượng. Thập Phương Kiếm Thánh pháp danh, chính là xuất từ khối này tinh thạch. Hắn đem tinh thạch giao cho Diệp Thần, nói, ngươi cầm đi, thật tốt lĩnh ngộ. Diệp Thần trong lòng một hồi kích động, nói, đa tạ tiền bối. Lập tức, Diệp Thần nhận lấy Thập Phương Kiếm Tâm, tay nắm giữ được khối này tinh thạch, chỉ cảm thấy một cổ khí tức bàng bạc đập vào mặt. Hơi thở kia mang nguyên thủy cùng bá đạo uy thế, chính là trong truyền thuyết, Hồng Quân đạo pháp đặc biệt khí thế. Thời gian kế tiếp, Diệp Thần liền ở lại trên Càn Khôn Phong, mượn Thập Phương Kiếm Tâm, cẩn thận tìm hiểu bên trong ẩn chứa kiếm pháp thật rõ ràng, không ngừng tăng tiến thực lực, là đối kháng vạn khư làm chuẩn bị. Mà cùng lúc đó, Hắc Ám Cấm Hải, Cựu Nhật Minh lãnh địa bên trong. Già Thiên Ma Đế cùng Mưa Ao Giao, ở chung cộng túc, vượt qua một đoạn khoái trá ngày. Ngày này, mà Tổ Vô Thiên mang hai người tùy tùng, cải trang tới thăm. Già Thiên Ma Đế hơi chắp tay, nói, gặp qua Vô Thiên tiền bối. Mà Tổ Vô Thiên gật đầu một cái, cười nói, Ma Đế, ở ta Cựu Nhật Minh bên trong, ở được đã quen thuộc chưa? Già Thiên Ma Đế nói, thói quen, đa tạ tiền bối chiếu cố. Mà Tổ Vô Thiên khẽ mỉm cười, nói ta không phải chiếu cố ngươi, chỉ là chiếu cố chính ta thôi, ngươi là ta tương lai đổ đựng. Ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Hắn lời nói này nói được thẳng thắn, thật ra thì chiếu cố Già Thiên Ma Đế, chỉ là vì đào tạo, sau này làm dung khí của hắn. Già Thiên Ma Đế ha ha cười một tiếng, nói tương lai sự việc, tương lai nói sau. Mà Tổ Vô Thiên ánh mắt híp lại, lại nhìn Mưa Ao Giao một mắt, nói chờ ngươi chết, thê tử ngươi ta sẽ chiếu cố, ngươi không cần lo ngại. Mưa Ao Giao muốn nói lại thôi. Thật ra thì nàng còn không cùng Già Thiên Ma Đế lập gia đình, nhưng lúc này cũng không tốt giải thích. Già Thiên Ma Đế cười nói, Vô Thiên tiền bối thực lực, tuy hơn xa tại ta, nhưng ta tự hỏi ý chí võ đạo, không kém gì người, người muốn đoạt xác ta, chỉ sợ không quá dễ dàng, tương lai ai chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Ma Tổ Vô Thiên cười nói, rất tốt, có khí phách. Ta ngày hôm nay tới đây, nhưng thật ra là muốn ủy thác ngươi một chuyện. Già Thiên Ma Đế trong lòng động một cái, nói, à, chuyện gì? Ma Tổ Vô Thiên nói, ta muốn cho ngươi đi Hồng Quân Bí Cảnh một chuyến. Hồng Quân Bí Cảnh? Già Thiên Ma Đế nghe nói như vậy, trong mắt hơi đông lại một cái. Hắn ở Cựu Nhật Minh cư trú nhiều ngày, đã biết rất nhiều bí mật, cũng đã nghe nói qua trong truyền thuyết Hồng Quân Lão Tổ.
Hồng Quân lão tổ là cửu thiên thần thuật người sáng tạo, hắn bí cảnh bên trong có rất nhiều bảo tàng, rất nhiều thiên tài địa bảo. Cửu thiên thần thuật chính là từ hắn bí cảnh bên trong truyền lưu ra. Còn có Hồng Quân thất bảo, đỏ ửng ngọc tủy cùng các thứ, đều là xuất từ vậy phiến bí cảnh. Tỷ năm tới, vậy bí cảnh đã sớm bị người rời hết, nơi có duyên đều không phục tồn tại, bây giờ nghe ma tổ vô thiên nói tới, giả thiên ma đế nhất thời có chút nghi ngờ. Ma tổ vô thiên nói, không sai, thật ra thì vậy Hồng Quân bí cảnh chỗ sâu nhất, còn có không thiếu cơ duyên tồn lưu, chỉ là bởi vì bị cấm chế ngăn trở, ngoại nhân không cách nào đi vào dò tìm bí mật thôi. Giả thiên ma đế nói, phải không? Vậy ý của tiền bối là... Ma tổ vô thiên nói, ta lợi dụng vũ hoàng ra bờ bên kia thần thụ, sáng tạo ra mở ra cấm chế biện pháp, muốn cho ngươi đi vào tìm bảo, Hồng Quân bí cảnh bên trong có một viên địa mạch kết tinh, năng lượng cực kỳ dư thừa, ngươi nếu như đạt được, đủ để chém ra đột phá, hơn nữa chém ra số lượng, phỏng đoán có thể vượt qua 81 nói, đối với ngươi tu vi có nhiều chỗ tốt. Nghe vậy, giả thiên ma đế trong lòng động một cái. Những ngày qua không ngừng tu luyện, hắn tu vi đã đạt tới nửa bước trăm gia cảnh, nhưng vẫn không có thể chạm phá gông xiềng. Hiện tại, ma tổ vô thiên nhưng là nói, Hồng Quân bí cảnh bên trong có một viên địa mạch kết tinh, đối với chém ra rất có ích lợi, thậm chí có thể là hắn cung cấp năng lượng bằng bạc, để cho hắn chém ra số lượng, đột phá 81 nói. Chém ra vượt qua 81, đó chính là thiên quân tư, nghịch thiên vậy cường hãn. Nếu có như vậy bảo vật, vậy đi thử một chút cũng không sao. Giả thiên ma đế vậy hứng thú, muốn đi Hồng Quân bí cảnh xem. Mưa ao dao nhẹ nhàng kéo tay áo của hắn một cái, giả thiên ma đế cầm tay nàng, ngắm nhìn nàng một mắt, tỏ ý nàng không muốn khủng hoảng. Ma tổ vô thiên nghe được hắn đáp ứng, nhất thời đại hỉ, nói, rất tốt, ma đế, ngươi liền cùng Vũ Hoàng Nhã Phỉ cùng lên đường, phá vỡ cấm chế, tìm vậy địa mạch kết tinh, ngươi thê tử ta sẽ chiếu cố. Giả thiên ma đế gật gật đầu nói, vậy làm phiền tiền bối. Lần này đi Hồng Quân bí cảnh dò bảo, giả thiên ma đế tự nhiên sẽ không mang theo mưa ao dao, miễn phải gặp bất ngờ. Ma tổ vô thiên lần này, để cho hắn đi ra ngoài tìm bảo, thật ra thì cũng có khảo nghiệm ý, muốn nhìn một chút khí vận. Nếu như giả thiên ma đế, có thể thuận lợi tìm được địa mạch kết tinh, vậy thì đại biểu, hắn khí vận thâm hậu, là một cái tuyệt đối hoàn mỹ đồ đựng, có thể để cho ma tổ vô thiên, hao phí tất cả tài nguyên đi đào tạo.